Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1416, thời khắc nguy cấp. Cứ việc thời gian cấp bách, Tiêu Phàm hay là đơn giản tham quan một chút vô cực giới. Dù sao cái này giao diện là vô cực môn truyền nhân chính tông sinh sống 5-6.000 năm chỗ, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, về sau khả năng lại cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm cũng nghĩ kiến thức một chút Càn Khôn đỉnh tự mang tiểu thế giới đến cùng là cái gì bộ dáng. Có lẽ đối với Càn Khôn đỉnh, nhận biết có thể nâng cao một bước. Mới vừa tiến vào vô cực giới, Tiêu Phàm nhìn thấy là một đám người lớn đầu. Đến hàng vạn mà tính vô cực môn đệ tử, sớm đã xếp hàng chỉnh tề tại vết nứt không gian bên kia chờ đợi. Mắt thấy tổ sư nhóm vây quanh một tên tuổi quá trẻ lạ lẫm bạch bào nam tử phi độn tới, đều có chút hiếu kỳ, nhao nhao lấy thần niệm chi lực hướng Tiêu Phàm đảo qua đi, tùy theo từng cái quá sợ hãi, kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Người này vậy mà cùng tổ sư nhóm đồng dạng, là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Đây là một cái hơi có vẻ hoang vu tiểu thế giới, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí khuyết thiếu, tựa hồ mỗi một giọt tiềm lực đều sẽ bị hao hết. Chỉ thủy tổ sư ở một bên giải thích nói, sớm tại trăm năm trước nơi này linh khí liền không đủ rồi, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm đi ra biện pháp nhưng không có Càn Khôn đỉnh nơi tay, từ đầu đến cuối đều là tốn công vô ích. Mặc dù đoàn người liền thân ở Càn Khôn đỉnh bên trong lại cũng không hiểu biết tình cảnh của mình. Bởi vì cái gọi là, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, có thể trèo chống mấy triệu người tu luyện, mấy ngàn năm lâu, chỗ này tiểu thế giới linh khí, đã coi như là rất sung túc. Chỉ thủy tổ sư nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, bất quá nơi đây giao diện áp lực cũng rất lớn, mặc dù tu luyện tiến giai tốc độ cực nhanh, nhưng nguyên anh hậu kỳ đã là cao nhất cấp bậc. Mấy ngàn năm qua từ không có người có thể đột phá đến ngộ linh kỳ. Cái này dù sao cũng là tại bảo vật nội bộ, lực lượng pháp tắc áp chế hay là rất lợi hại. Ngộ linh kỳ có lẽ liền đã vượt qua cái này giao diện năng lực chịu đựng. Bất quá mọi thứ có hại thì có lợi, giao diện áp chế hiểu linh kỳ tu sĩ tồn tại, một phương diện khác lại để cho ngộ linh kỳ trở xuống tu sĩ tiến giai cực nhanh. Đây chính là vì cái gì Tiêu Phàm có thể lập tức liền thấy 8 tên hậu kỳ đại tu sĩ nguyên nhân. So Nam Châu đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn nhiều. Cái khác nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cấp cao số lượng. Càng là so bình thường siêu cấp tông môn thêm ra gấp đôi cũng không chỉ. Sư phụ chúng ta đi thôi, lương viên tuy tốt không phải lâu luyến chi hương, thiên tôn lĩnh bên trên, đầy đủ an thân. Kỳ thật thiên tôn lĩnh mặc dù chiếm diện tích rộng lớn, đô lương thành càng là rộng lớn vô ngần, muốn một lần tính dung nạp mấy triệu môn nhân đệ tử tu luyện. Cũng vẫn là hơi có vẻ co quắp. Bất quá cái này cũng không quan hệ, đại triệu quốc rộng lớn như vậy quốc gia, mặt khác lại mở mấy chỗ phân đà chính là. Rất nhiều siêu cấp đại tông môn, đều là làm như vậy, cũng không có khả năng đem mấy triệu môn nhân đều tập trung ở tổng đàn một nơi. Được. Ngươi là trưởng giáo, hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Chỉ thủy tổ sư vuốt râu cười ha hà nói. Tiêu Phàm mồ hôi một cái, nói, sư phụ, việc này a chúng ta trở lại thiên tôn lĩnh sau. Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đã sư phụ khỏe mạnh, đồng thời cũng đã tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, cái này vị trí trưởng giáo tự nhiên hẳn là sư phụ đến ngồi. Làm đệ tử, sao nhưng như thế đi quá giới hạn. Tốt vậy liền chờ trở lại thiên tôn lĩnh lại nói. Chỉ thủy tổ sư cũng không phải loại người cổ hủ, nơi đây không phải nói chuyện phiếm chỗ, lúc này thuận miệng đáp. Kỳ thật sớm ở địa cầu thời điểm, chỉ thủy tổ sư liền đem Càn Khôn đỉnh, Huyền Vũ giáp cùng phòng chế tạo hóa giới, đều một mạch thụ cho Tiêu Phàm, sớm đã minh xác đem vô cực môn vị trí trưởng giáo truyền cho hắn. Lập tức tại trống trơn nhi chỉ dẫn phía dưới, mấy triệu vô cực môn người chỉnh tề rời đi Càn Khôn đỉnh. Tiêu Phàm bởi vì bị bảo vật bài xích là cái thứ nhất rời đi. Gặp hắn không việc gì, Hắc Lân tất nhiên là vui vẻ vô hạn, xông lên tại trên mặt hắn hôn một cái. Tiêu Phàm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Khi chỉ thủy tổ sư từ Càn Khôn đỉnh, bên trong hiện thân mà ra thời điểm, Hắc Lân lập tức meo ô, một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Lão gia tử, Hắc Lân lập tức kêu to một tiếng, vui mừng hớn hở vọt tới. Mắt thấy một người mắt ngọc mày ngài thanh xuân mỹ thiếu nữ hướng mình như thế hướng đem tới, dù là chỉ thủy tổ sư kiến thức rộng rãi, cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ chớp mắt Hắc Lân liền đến phụ cận, chỉ thủy tổ sư thần niệm chi lực quét qua, không khỏi cũng là vừa mừng vừa sợ cười lên ha ha. Tiểu Hắc Lân là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, năm đó ở địa cầu thời điểm Tiêu Phàm vừa mới bái nhập chỉ thủy tổ sư môn hạ không lâu, Hắc Lân liền cùng hắn làm bạn đi theo cùng chỉ thủy tổ sư cùng một chỗ cũng sinh sống mười mấy năm, lẫn nhau ở giữa là rất quen thuộc.
Chỉ thủy tổ sư chỉ là rốt cuộc không nghĩ tới, lúc trước tiểu hắc miêu, bây giờ vậy mà cũng tu luyện tới hóa hình trung kỳ cảnh giới, biến thành một tên đầy đặn xinh xắn, người gặp người thích tiểu mỹ nữ. Quả nhiên là thế sự vô thường. Đúng, là ta. Chấm ngoặc kép, hắc lân hì hì cười một tiếng, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh, bóng loáng tỏa sáng mèo đen, nhảy lên một cái, nhảy lên chỉ thủy tổ sư bả vai, lông xù cái đầu nhỏ tại chỉ thủy tổ sư trên mặt chịu dụi sát thân mật cực kỳ. Chỉ thủy tổ sư duỗi tay vuốt ve lấy nàng non mềm lông tóc cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Mấy triệu môn nhân đệ tử cơ hồ đem vụ hải kỳ quan bên trong chen lấn tràn đầy. Bảo vật này đã bị càn khôn đỉnh, hút khô tinh hoa, biến thành một cái xác rỗng. Bất quá tạm thời còn chống đỡ lấy, không có hoàn toàn than lún xuống dưới. Sư phụ chúng ta muốn về đại triệu quốc còn có một trận ác cầm muốn đánh. Tiêu phàm thần sắc đã kinh biến đến mức 10 điểm nghiêm trọng. Hắc hắc, giao diện đại chiến sự tình, chống trơn nhi cũng đơn giản cùng ta cho tới qua cụ thể như thế nào, hắn cũng không phải rõ ràng như vậy. Bất quá, hay là lão tổ tông truyền thừa quy củ, chúng ta vô cực môn không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình, bất kể là ai, nhất định phải đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Chỉ thủy tổ sư vung tay lên, hào khí vượt mây nói. Năm đó ở địa cầu thời điểm, chỉ thủy tổ sư cũng cho tới bây giờ cũng không phải là cái sợ phiền phức chủ, chừng ác dương thiện, tuyệt không nương tay. Sư phụ thống khoái, Tiêu Phàm cũng cười lên. Lúc này, tam giác thành bên ngoài, đại chiến đã tiến vào nhất gai cấn giai đoạn. Liên quân hai mặt tác chiến, càng là tử thương thảm trọng. Đại thủ lĩnh Trừ Cửu vẫn như cũ vững vàng lơ lửng tại liên quân doanh trại trên không, song mi cau lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị. Trừ Cửu, lại như thế đánh xuống, ai cũng đi không được rồi. Chấm ngoặc kép, một bóng người bay vụt mà đến, tại Trừ Cửu bên người hiện thân mà ra, chính là Âu Dương Thiên, tràn đầy lo nghĩ kêu lên. Cái này cùng bọn hắn lúc trước định ra rút lui kế hoạch không là một chuyện, đã sớm biến vị. Trừ Cửu phảng phất mê muội, một mực nhìn chòng chọc đánh, ngậm miệng không đề cập tới rút lui gốc dạ. Mặc dù đã sớm định ra hy sinh tuyệt đại bộ phân đệ tử cấp thấp yểm hộ một nhóm nhỏ có tiềm lực nhất hạch tâm đệ tử phá vòng vây kế hoạch, nhưng Trừ Cửu không hạ lệnh, kế hoạch này liền áp dụng không được. Đây là một cái điểm điểm đan sen kế hoạch, bất kỳ cái gì một cái tông môn đơn độc áp dụng kế hoạch này đều lực có chưa đến. Không người đi đầu mở đường, không người du kích cánh, không người đoạn hậu yểm hộ tại một triệu đại quân vây khốn bên trong, chỉ cần một tông môn chi lực như thế nào phá vây ra ngoài. Dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng thoát thân không dễ. Mắt thấy ma quân vòng vây càng thu càng chặt, hai mặt ma quân ẩn ẩn có nối thành một mảnh, hoàn toàn vây kín chi thế, Âu Dương Thiên rốt cục không vững vàng. Một khi vây kín hình thành, lại không có khe hở trước kia định ra phá vây kế hoạch thậm chí đều áp dụng không được, chỉ có thể ở đây toàn quân bị diệt. Trừ Cửu lạnh lùng nói, hừ, bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cứ như vậy chạy, làm sao cam tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Âu Dương Thiên tức giận đến nói không ra lời. Chiếu ý thứ này, người này căn bản liền không muốn rút lui, mà là dự định ở đây cùng ma quân liều cái cá chết lưới rách. Chưa thấy qua dạng này lăng đầu thanh 200 năm. Cứ như vậy, thế mà còn là đường đường Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, tương lai một ngày kia, hắn nếu thật là chấp trưởng Thái Thượng Tông, vậy còn không phải xuất lĩnh toàn tông cùng ma nhân liều mạng a? Trừ Cửu, ngươi muốn liều mạng chính ngươi liều, đại quân thống soái, không phải ngươi dạng này làm. Chốc lát, Âu Dương Thiên cả giận nói, sớm biết ngươi dạng này hành động theo cảm tính, lúc trước chúng ta liền không nên đồng ý Tiêu Phàm đi trong thành, làm cái quỷ gì a? Chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm mặc dù cũng không phải loại lương thiện, chỉ ít so Trừ Cửu muốn lý trí, không sẽ bởi vì chính mình kìm nén một hơi, liền để đoàn người đều ở nơi này chôn cùng. Trừ Cửu cũng không so đo Âu Dương Thiên thái độ, chỉ híp mắt lại, gắt gao tiếp cận chính diện kịch chiến trận địa, lạnh lùng nói, chính là bởi vì Tiêu Phàm còn trong thành, cho nên chúng ta mới không thể lập tức từ bỏ. Chúng ta lại cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, tái tranh thủ một chút thời gian. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút, coi như hắn có thể phá mất tam giác thành hộ thành đại trận, dưới mắt chúng ta còn có thực lực phản công vào thành A. Lúc trước định ra kế hoạch thế nhưng là hộ thành đại trận mất đi hiệu lực thời điểm, liên quân một mặt giữ vững chính diện trận cước, một mặt điều đại binh công vào thành đi tiêu diệt trong thành ma quân, đánh vỡ bị trong ngoài giáp công trạng thái, dựa vào hộ thành đại trận che đậy tiếp tục cùng chính diện ma quân đối kháng, cố thủ chờ cứu viện. Nhưng là bây giờ, liên tục kịch chiến, liên quân thực lực đại tổn, liên tiếp không ngừng có nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, thậm chí còn có mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ cũng đều bị thương. Lúc này, có thể dựa vào hộ vệ đại trận che chở, miễn cưỡng giữ vững doanh trại, đã 10 điểm khó có thể, về phần nói đến phản công vào thành tiêu diệt trong thành ma quân kia là không cần nghĩ, hoàn toàn người xin nói mộng.
Đối đây, Trừ Cửu cũng không phản đối, sự thật bày ở trước mắt. Chỉ là cười lạnh nói, bất kể như thế nào, hiện tại hộ vệ đại trận còn không có phá, chúng ta cũng có thể thủ được. Lúc này liền chạy, xứng đáng ai? Hộ vệ đại trận, hộ vệ đại trận. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết đây đã là cuối cùng một nhóm linh thạch. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải đợi đến cuối cùng một nhóm linh thạch hao hết, hộ vệ đại trận triệt để sụp đổ mới chịu đi sao? Đến lúc đó, chúng ta trước kia định ra kế hoạch căn bản liền chấp hành không được. Tất cả mọi người chết ở chỗ này, đáng giá không? Âu Dương Thiên gấp đỏ bạch nhãn, gắt gao tiếp cận Trừ Cửu, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Ngươi yên tâm, phá vòng vây thời điểm ta vì ngươi đoạn hậu. Trừ Cửu cười lạnh nói, ánh mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Chương 1417, Man Hoang Khôi Lỗi. Âu Dương Thiên phiền muộn, ma quân mấy vị thủ lĩnh, so hắn thật buồn bực. Sớm liền nhận được tin tức Tiêu Phàm chui vào Tam Giác Thành bên trong, bị vây ở bảo vật bên trong, nhất thời bán hội ra không được. Tại dạng này cực kỳ có lợi điều kiện dưới, vậy mà liên tục rất nhiều ngày, đều không thể đem liên quân doanh trại đánh hạ đến, thậm chí ngay cả hộ vệ đại trận đều phá không được. Tân tân khổ khổ làm mấy đầu da dày thịt béo cự thú chuẩn bị cưỡng ép phá trận, nhưng lại bị liên quân tu sĩ cấp cao đánh lén giết chết. Mặc dù liên quân phương diện vì thế trả giá thảm trọng đại giới, có mấy tên tu sĩ cấp cao vẫn lạc, lại thành công dẫn đến ma quân kế hoạch phá sản. Mắt thấy một đợt nối một đợt ma quân như thủy triều sông đi lên, đại sát một trận về sau, lại như thủy triều lui xuống dưới, liên quân lưng tựa hộ vệ đại trận kiên thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng tử chiến không lùi, tóc đỏ ma nữ rốt cục nhịn không được kêu lên, thanh man hoang khôi lỗi tế ra đến, xử lý mấy tên khốn kiếp này. Nàng này tính như liệt hỏa, không tại trần tuyết băng phía dưới. Tóc trắng ma nhân còn tại trầm ngâm. Cao lớn ma nhân phát đạo hữu lần này, lại đồng ý tóc đỏ ma nữ ý kiến, nói, sườn núi huynh, là thời điểm ra đòn sát thủ. Căn cứ tình báo, liên quân linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, hộ vệ đại trận đã là cường nỗ chi kết thúc, chúng ta thanh man hoang khôi lỗi tế ra đến, hẳn là có thể nhất cử phá địch. Tóc trắng ma nhân nhíu mày nói, cái này man hoang khôi lỗi, vốn định dùng tại nguyên linh thành dưới. Chấm ngoặc kép, Ngộ Linh lão tổ truyền đến hiệu lệnh, việc nơi này, liền muốn bọn hắn đêm tối gấp rút tiếp viện nguyên linh thành. Tóc trắng ma nhân dự định đem cái này đòn sát thủ dùng tại thời điểm này, nhất cử kiến công, tránh khỏi thiên tân vạn khổ đuổi tới nguyên linh thành dưới, cuối cùng lại bất quá là vì người tác giá kia liền không có ý gì. Không có việc gì, cái này man hoang khôi lỗi lại không phải vật chỉ dùng được một lần, chỉ cần linh thạch đầy đủ, có thể nhiều lần sử dụng. Có chúng ta ở lân cận hộ pháp, lượng tất cũng không có người có thể bị thương cái này khôi lỗi. Tóc đỏ ma nữ kêu lên, tốt a, chấm ngoặc kép, lại trầm ngâm một lúc. Tóc trắng ma nhân rốt cục hạ quyết tâm, khẽ gật đầu một cái. Tóc đỏ ma nữ lập tức hưng phấn khó nhịn, quay người đối truyền lệnh quan kêu lên, truyền lệnh tế ra man hoang khôi lỗi. Tuân mệnh, kia truyền lệnh quan hai tay ôm quyền chắp tay, lập tức phung vẩy lệnh kỳ, truyền hạ mệnh lệnh. Ngay tại hướng về phía trước khởi xướng lần nữa công kích ma quân đại đội. Bỗng nhiên dừng bước lại, tại xác nhận mệnh lệnh về sau, bắt đầu chậm rãi lui lại. Lúc đầu đã làm tốt lần nữa ác chiến một trận chuẩn bị liên quân tu sĩ, không khỏi mở to hai mắt nhìn tiếp cận như thủy triều thối lui đại đội ma quân, có chút không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn làm cái quỷ gì? Âu Dương Thiên song mi lập tức nhau. Sự vụ khác thường vì cái gì? Trừ Cửu cũng không quay đầu lại quát truyền lệnh trung quân hướng về sau quân trận dựa vào, long cất cao quân chuẩn bị. Trung quân là liên quân tổng đội dự bị. Long cất cao quân thì là trung quân mạnh nhất tinh nhuệ, từ các đại tông môn tinh nhuệ chi sĩ tạo thành, mấy tháng nay, trải qua cường hóa huấn luyện, vô luận năng lực chiến đấu hay là tốc độ phản ứng. Đều là 1 triệu liên quân bên trong số 1. Mắt thấy đang chuẩn bị tiến công ma quân đại đội bỗng nhiên ở nửa đường bên trên lui trở về, Trừ Cửu lập tức ý thức được tình hình khác thường, ma quân nói không chừng lại muốn ra đòn sát thủ. Trước đó vài ngày, kia mấy đầu cự thú tiến công trước đó cũng là loại tình huống này. Vạn nhất hậu quân trận địa bị đột phá, lập tức liền để long cất cao quân phản đột kích đem ma quân đuổi sau khi trở về thì để trung quân tiếp nhận hậu quân thủ vững trận địa. Hậu quân triệt hạ đi sửa cả, sau đó tập kết mới tổng đội dự bị. Một tên ưu tú thống soái, mặc kệ đến lúc nào, trong tay đều sẽ để lại một chút đội dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chân chính đánh đến sơn cùng thủy tận, vậy trận này cơ vốn cũng không dùng đánh, bại cục đã thành. Rất nhanh, một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên, cực kỳ ngột ngạt, mỗi một cái đều tựa hồ trực tiếp gõ vào trái tim của người ta bên trên, chấn động đến đất rung núi chuyển. Đó là vật gì? Âu Dương Thiên giật mình kêu lên. Chỉ thấy ma quân trung quân đại trận bên trong, chậm rãi phi ra 5 cái phương trận, mỗi cái phương trận ước chừng vạn hơn người.
Dạng này quy mô cũng là không tính là gì, không ngờ ác chiến, động một chút thì là mười mấy vạn người hỗn chiến, chỉ là vạn người phương đội, không đáng kể. Mấu chốt là, mỗi cái bước quân trong phương trận đều vây quanh một tên cự nhân. Cái này năm tên cự nhân, chừng cao 40, 50 trượng, thân thể như nham thạch, đao bổ phủ chính, tràn đầy lực lượng cùng cảm nhận, mỗi đi về phía trước một bước, toàn thân nham thạch liền người nghịch ngợm rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có to bằng cái thớt núi đá thẳng rớt xuống tới. Mặc dù cách đến rất xa, một cỗ man hoang khí thức lại đập vào mặt. Đây là vật gì? Loại là cự thú, hình người cự thú, Âu Dương Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đó vài ngày, bọn hắn tiêu diệt mấy đầu cự thú, cũng cùng những này nham thạch cự nhân to lớn như núi cao, thậm chí so những này nham thạch cự nhân thân thể còn muốn to lớn. Không là, là khôi lỗi. Không biết lúc nào, Hoàng Tuyền thiếu quân đã đi tới bên cạnh bọn họ trầm giọng nói. Hoàng Tuyền thần điện lấy khôi lỗi luyện chế thuật danh chấn Tây Mạc, Hoàng Tuyền thiếu quân tự thân càng là một cùng một khôi lỗi luyện chế đại sư, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những này thạch cự nhân nội tình. Âu Dương Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao tiếp cận kia năm cái thạch cự nhân, nói, đây là cái gì khôi lỗi, luyện chế phải khổng lồ như thế, phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a? Tại tu chân giới, chưa chắc thân thể cao lớn người liền nhất định càng mạnh, cùng phàm tục thế giới là hai việc khác nhau, nhưng khôi lỗi càng lớn, bình thường đến nói, uy lực nhất định càng mạnh. Bằng không mà nói, không ai sẽ nguyện ý hao phí vô số tâm huyết vô số vật liệu đi luyện chế cự hình khôi lỗi. Cái này năm đầu thạch khôi lỗi, rõ ràng lộ ra nguyên anh trung kỳ trở lên linh áp, trừ cái đó ra còn bí mật mang theo một loại nào đó cực kỳ cổ quái khí tức, khiến người ta cảm thấy mười phần nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, nguyên anh trung kỳ khôi lỗi sức chiến đấu còn không bằng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng mà, nếu như liền cái nào đó phương diện đơn một lực công kích mà nói, nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại là kém xa tít tắp cùng giai khôi lỗi. Khôi lỗi có thể nháy mắt đem toàn thân linh lực toàn bộ đều thả ra, một kích chi uy, vượt xa bản thân mình cảnh giới. Tỷ như nói, nguyên anh trung kỳ khôi lỗi một lần tính tiêu hao hết tất cả linh lực một kích toàn lực lời nói tuyệt đối không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực uy năng phía dưới. Dạng này thạch khôi lỗi, dùng để phá trận tính được nhất tuyệt. Giống như là năm tên hậu kỳ đại tu sĩ, dốc hết toàn lực hướng hộ vệ đại trận xuất thủ, đã đến cường nỗ chi kết thúc hộ vệ đại trận phải chăng có thể chịu nổi, thật đúng là ẩn số. Chen chúc tại thạch khôi lỗi bốn phía vạn người phương trận, không hề nghi ngờ, là những này thạch khôi lỗi vệ binh. Mỗi một cái phương trận đều tạo thành một cái tinh xảo phòng hộ pháp trận, cấm vệ xâm nghiêm, đồng thời mỗi bộ thạch khôi lỗi trên không đều có mười mấy tên nguyên anh kỳ cao giai ma tu xoay quanh bay múa tùy thời chuẩn bị nghênh kích liên quân phương diện tu sĩ cấp cao. Cái này tựa như là man hoang khôi lỗi, chấm ngoặc kép, chốc lát Hoàng Tuyền thiếu quân thấp giọng nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thật sao, ngươi xác định đây chính là Tiêu Phàm đề cập tới thất dạ giới man hoang khôi lỗi? Lại có mấy tên tu sĩ cấp cao chạy tới, một người trong đó theo miệng hỏi. Vì để cho liên quân tu sĩ cấp cao đều đối thất dạ giới có một cái trực quan nhận biết, Tiêu Phàm đem mình thất dạ giới chuyến đi ký thuật xuống tới, phân biệt phát cho liên quân tu sĩ cấp cao. Bộ này Tiêu trưởng giáo thất dạ giới du lịch ký, độ dài hạo phồn, ghi chép tường tận đem Tiêu Phàm tại thất dạ giới chứng kiến hết thảy, dù chỉ là tin đồn, không có đạt được qua nghiệm chứng đồ vật đều ghi lại ở sách. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho tới nay, giao diện đại chiến chiến trường đều bày ở Nam Châu Đại Lục, thất dạ giới ma quân đối Nam Châu Đại Lục nhận biết xa xa so Nam Châu Đại Lục tu sĩ đối thất dạ giới nhận biết muốn tường tận được nhiều. Không hiểu rõ địch nhân nội tình, đánh trận tới rất ăn thiệt thòi. May mà tu chân giới là lấy thần niệm chi lực truyền lại tri thức cùng tin tức, bản này độ dài phong phú thất dạ giới du lịch ký cũng bất quá chỉ là nhồi vào hai mảnh ngọc núi thẻ tre mà thôi. Hẳn là... Tiêu đạo hữu tại du ký bên trong đề cập tới, thất dạ giới có một loại man hoang khôi lỗi, là viễn cổ man hoang chủng tộc còn sót lại siêu cấp khôi lỗi, có không thể tưởng tượng nổi cường đại uy lực, toàn thân lộ ra khiếp người man hoang khí thức, cùng trước mắt cái này năm cỗ thạch khôi lỗi giống nhau y hệt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền thiếu quân gắt gao tiếp cận kia năm cỗ thạch khôi lỗi, thấp giọng nói. Kia Tiêu đạo hữu du ký bên trong còn nói, man hoang khôi lỗi có một loại không muốn người biết quỷ dị năng lực, kia lại là cái gì? Cái này cũng không biết, Tiêu đạo hữu cũng chỉ là tin đồn, cũng không có chân chính được chứng kiến man hoang khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, hừ, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Âu Dương Thiên cười lạnh nói, từ đầu đến cuối, gắt gao tiếp cận kia mấy đầu khôi lỗi. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, cùng Âu Dương Thiên đồng dạng ánh mắt đều một mực khóa chặt những cái kia làm người sợ hãi cự hình khôi lỗi.
Năm đầu thạch khôi lỗi mặc dù bước bước không nhanh, nhưng mỗi một bước phóng ra, đều là 20-30 trượng xa, rất nhanh liền đẩy đi vào liên quân trước trận, xa xa đối doanh trại cửa sau, sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Siêu, một đạo huyết hồng hỏa diễm phóng lên tận trời. Năm cỗ thạch khôi lỗi rêu xanh lộng lẫy ngực, bỗng nhiên tránh sáng lên, từng đợt màu xanh phù văn lấp lánh, nhìn qua, những phù văn này lộ ra cực kỳ cổ phát, quỷ dị khó tả. Một cái nho nhỏ điểm sáng, dần dần tại thạch khôi lỗi ngực nổi lên, theo màu xanh phù văn phi vũ, những này điểm sáng cũng nhanh chóng phồng lớn, sau một lát liền biến thành đường kính hơn một trượng giữa vòng xoáy màu trắng, tại thạch khôi lỗi ngực không ngừng xoay tròn, hơi nhìn chằm chằm vòng xoáy này nhìn đến thời gian dài một chút, lập tức liền choáng đầu hoa mắt, tu vi thấp kém chút té xỉu tại chỗ. Phá, một cái thanh âm thanh thúy tại ma quân bên trên bầu trời vang lên. Tiếng ầm vang bên trong, năm đạo đường kính vượt qua một trượng giữa cột sáng màu trắng, hướng về liên quân doanh trại đánh mạnh mà đi. Lập tức một cỗ kinh thiên động địa lực đạo đập vào mặt. Quả nhiên, cái này man hoang khôi lỗi uy lực kinh người, một kích này thế mà không đang tìm thường đại tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Năm đạo giữa cột sáng màu trắng đều tập trung ở một cái điểm lên, trùng điệp đánh phía hộ vệ đại trận. Đồng đẳng với năm vị hậu kỳ đại tu sĩ, đồng thời toàn lực công kích hộ vệ đại trận cùng một chỗ. Đúng lúc này, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm hộ vệ lồng ánh sáng, bỗng nhiên quang hoa đại phóng, cả tên hộ vệ đại trận đều vang lên tiếng ong ong, hiển nhưng đã vận chuyển tới cực hạn, một đạo màu đỏ sậm cột sáng, bắn ra, hướng về năm đạo sữa cột sáng màu trắng nghênh kích đi lên. Không chút nào yếu thế. Chương 1418, trận phá. Vô thanh vô tức số đạo cột sáng đụng vào nhau. Quang hoa lóa mắt, va chạm chỗ càng là tựa như trên trời mặt trời, tia lửa tung tóe, chướng mắt chói mắt. Rất nhanh, sáu đạo cột sáng liền đồng thời chôn vùi. Cũng đang khẩn trương quan chiến mọi người, đều không hẹn mà cùng thở phào một cái. Hộ vệ này đại trận chỉ là Tiêu Phàm lâm thời bố trí tương đối tam giác thành hộ thành đại trận mà nói, tự nhiên còn lâu mới có được như vậy tinh xảo, ai ngờ nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Cho tới nay, một mực bảo vệ liên quân doanh trại quân đội gắt gao đem thất dạ giới đại quân chắn tại bên ngoài. Ngay sau đó, năm cỗ thạch khôi lỗi lại phát động vòng thứ hai công kích. Hộ vệ đại trận lần nữa không chút nào yếu thế nghênh kích đi lên, song phương lại đánh cái lực lượng ngang nhau. Thạch khôi lỗi một ngày cả khởi động ba lần tiến công, đều bị hộ vệ đại trận ngăn trở. Có quan chiến tu sĩ cấp cao khóe miệng cong lên, lộ ra khinh thường thần sắc. Cái gì cẩu thí man hoang khôi lỗi, cũng không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy à. Ba đòn về sau, liền nên là cường nỗ chi cuối cùng. Vẻ mặt của mọi người, đều dễ dàng hơn. Chỉ cần hộ vệ đại trận không phá, cuộc chiến này liền có thể chịu nổi, có thể tiếp tục đánh xuống. Mọi người ở đây đều buông lỏng một hơi lúc ma quân đại trận bên trong tóc đỏ ma nữ bắn ra, bên người còn đi theo mấy cao giai ma tu. Cái này tóc đỏ ma nữ vừa đến thạch khôi lỗi trên không, liền nghiêm nghị hạ lệnh thay đổi linh thạch khôi lỗi hợp thể. Ây! Năm tên hộ vệ phương trận đồng loạt cung kính đồng ý, ngay sau đó là một trận rối ren, nhao nhao đem thạch khôi lỗi thể nội cất giấu cũ linh thạch lấy ra ngoài, lắp đặt mới linh thạch. Những linh thạch này, linh khí cực kỳ mùi thơm ngào ngạt, nhìn qua có thể biết ngay, là nhất thượng đẳng cao giai linh thạch phẩm tướng chuyện tốt. Gần với linh thạch cực phẩm, ngày bình thường dù coi như là nguyên anh tu sĩ, trong túi cũng sẽ không có quá nhiều dạng này thượng phẩm cao giai linh thạch, là mỗi một tên tu sĩ cấp cao đều siêng năng để cầu tài phú. Mà bây giờ, mỗi một bộ thạch khôi lỗi, vậy mà liền muốn lắp đặt lên trăm khỏa nhiều. Cái này man hoang khôi lỗi uy lực cố nhiên còn có thể. Loại thực tế là cái thôn phệ linh thạch quái thú, trên trăm khỏa linh thạch mới trèo chống ba lần công kích chiếu tiêu hao như thế pháp, có mấy người có thể cung cấp nổi. Cũng may mà là đánh lớn cầm, lấy toàn bộ giao diện chi lực trèo chống chiến tranh, mới có dạng này tài lực. Không tiếc bất cứ giá nào. Truyền lệnh, Long cất cao quân cấp một chuẩn bị chiến đấu. Trừ cửu song mi nhíu chặt trầm giọng quát. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay đã đến nguy cấp nhất trước mắt, có thể là trận chiến cuối cùng. Cái này man hoang khôi lỗi. Tuyệt đối không chỉ vừa mới kia một điểm uy năng, rất nhanh thạch khôi lỗi liền thay xong linh thạch, hợp thể, tóc đỏ ma nữ lạnh như băng quát, năm tên hộ vệ phương trận đồng thời biến động trận hình, hơn 10.000 người đồng loạt bấm quyết cách làm từng đạo pháp quyết đánh vào đến thạch khôi lỗi thể nội. Cái này năm tên hộ vệ phương trận tạo thành nhân viên. Tu vi cố nhiên đều không cao, đều là kim đan kỳ trúc cơ kỳ đệ tử. Nhưng hơn 10.000 người đồng thời cách làm thanh thế nhưng cũng kinh người chi cực. Thạch khôi lỗi che kín rêu xanh thân thể bên trên, từng vòng cổ phác màu xanh phù văn phi tốc lấp lánh, bỗng nhiên đồng thời cách mặt đất bay lên. Hướng không trung bay đi, cứ việc tốc độ rất chậm chạp, nhưng nhìn xem khổng lồ như vậy thạch khôi lỗi bỗng nhiên bay lên, còn là làm người đầy đủ rung động.
Trong chốc lát, năm cỗ thạch khôi lỗi liền tại không trung tụ đến cùng một chỗ. Màu xanh phù văn càng thêm lóa mắt sinh huy, cơ hồ đem tất cả thạch khôi lỗi thân thể cao lớn đều bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, kẽo kẹt âm thanh âm vang lên, ngột ngạt đến cực điểm. Chói mắt thanh quang bên trong, có thể mơ hồ trông thấy, năm cỗ thạch khôi lỗi ngay tại lẫn nhau dung hợp, hợp làm một thể. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ vô cùng cảm thán, dựa vào Transformer hiện thực bản A. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, kẽo kẹt thanh âm mới dần dần ngừng, chói mắt màu xanh phù văn cũng dần dần hòa yên tĩnh, mọi người không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời có chút ngẩng đầu. Cần biết bọn hắn là lơ lửng tại doanh trại trên không, cũng không phải là đứng trên mặt đất cứ như vậy cao độ, nhìn xa xa đồ vật còn cần ngẩng đầu, đủ thấy bọn họ nhìn thấy cái quái vật này cao bao nhiêu. Đây là một cái chân chính quái vật. Bên ngoài đồng hồ hay là cùng năm cỗ thạch khôi lỗi không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới đều là nham thạch cấu thành, che kín rêu xanh, nhưng mà lại chừng hơn 100 trượng cao, xa so vừa rồi nhìn thấy năm cỗ thạch khôi lỗi cao lớn hơn uy mãnh được nhiều. Một cái chân chính như núi lớn cự hình thạch khôi lỗi. Thậm chí, đao bổ phủ chính nham thạch trên đầu còn mở ra hai con mắt nhìn qua thoáng như sống tới. Nhất là khiến người giật mình là, hợp thể về sau, thạch khôi lỗi khí tức lập tức tăng vọt, đảo mắt liền siêu việt nguyên anh trung kỳ cảnh giới, trực tiếp nhảy lên tới nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, kia gỗ duy ta độc tôn man hoang khí tức cuồn cuộn mà đến, để một đám tu vi cao thâm đại tu sĩ đều âm thầm kinh hãi. Trên lý luận, dạng này đẳng cấp thạch khôi lỗi nếu như một kích toàn lực đủ để so sánh ngộ linh kỳ tu sĩ uy năng. Phá trận! Tóc đỏ ma nữ lại là một tiếng quát, đầu đầy tóc đỏ bỗng nhiên bay múa, uyển như là ma thần, tay phải một chưởng đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy cường đại pháp quyết bỗng nhiên đánh vào đến thạch khôi lỗi trên đỉnh đầu bên trong. Ngao, thạch khôi lỗi phát ra một tiếng gầm nhẹ, ẩn ẩn xen lẫn thống khổ chi ý. Bình thường mà nói, khôi lỗi đều là vô tri vô biết, thuần túy lấy linh thạch khu động, nhưng trong truyền thuyết cao cấp khôi lỗi đều là có linh hồn, đem tu sĩ nguyên thần cưỡng ép tách ra ngoài, lấy huyết tinh bí pháp cưỡng ép đánh vào khôi lỗi thể nội, để đề cao khôi lỗi sức chiến đấu. Vô số màu xanh phù văn, tại khôi lỗi ngực hội tụ tình hình cùng vừa rồi năm cỗ thạch khôi lỗi phát động công kích trước giống nhau như đúc, chỉ bất quá khí tức phải cường đại hơn nhiều. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo chỉ có bát to phẩm chất sữa cột sáng màu trắng từ thạch khôi lỗi ngực bắn ra. So sánh với vừa rồi năm cỗ thạch khôi lỗi bắn ra đường kính hơn một trượng cột sáng, đạo ánh sáng này trụ thì nhỏ hơn nhiều, nhưng mà lại cũng muốn ngưng kết được nhiều, uyển như thực thể. Toàn lực mở ra hộ vệ đại trận, không đợi trừ cửu mở miệng, Âu Dương Thiên trực tiếp đối truyền lệnh quan ra lệnh. Ây, truyền lệnh quan lúc này vung vẩy lệnh kỳ. Một đạo màu đỏ sậm cột sáng từ hộ vệ đại trận bên trong thẳng bắn ra, không chút do dự nghênh tiếp cái kia đạo bát to phẩm chất sữa cột sáng màu trắng. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, gắt gao tiếp cận không trung, hai đạo ánh sáng trụ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Xuy, hai đạo ánh sáng trụ rốt cục đụng vào nhau, phát ra lăn dầu tưới ra thịt khiếp người thanh âm. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, hộ vệ đại trận phát ra màu đỏ sậm cột sáng, vậy mà đứng vững sữa cột sáng màu trắng. Trong lúc nhất thời, giữ lẫn nhau không dưới. Lẽ nào lại như vậy? Tóc đỏ ma nữ tức đến cơ hồ muốn nổi điên. Cần biết cỗ này man hoang khôi lỗi là bọn hắn ẩn tàng đến đòn sát thủ sau cùng, hợp thể về sau, một kích toàn lực uy năng, nàng có thể rõ ràng mà cảm ứng được tuyệt đối không đang tìm thường ngộ linh sơ kỳ lão tổ một kích phía dưới. Ai ngờ còn là bị cái kia lâm thời cấu trúc hộ vệ đại trận chặn lại. Bất quá mọi người kinh hỉ cùng phẫn nộ, đều không có tiếp tục quá lâu. Trong chốc lát màu đỏ sậm cột sáng liền duy trì không được lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm đi. Chuyện gì xảy ra, nhanh toàn lực mở ra đại trận. Âu Dương Thiên kinh hãi, gấp vội kêu lên. Truyền lệnh quan cười khổ một tiếng, thấp giọng nói Âu Dương thiếu chủ cuối cùng một nhóm linh thạch đã hao hết. Đại trận, lập tức liền muốn sụp đổ. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất màu đỏ sậm cột sáng liền đã hoàn toàn biến mất. Sữa cột sáng màu trắng lại vô bất kỳ trở ngại nào, mãnh kích mà trước trùng điệp đánh vào đồng dạng đã kinh biến đến mức 10 điểm ảm đạm đại trận lồng ánh sáng phía trên, đại trận lồng ánh sáng phảng phất một tờ giấy mỏng. Lên tiếng trả lời mà nát, sau đó ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt. Dù là một đám đại tu sĩ nhìn quen sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng không chịu được mặt như màu đất. Không hề nghi ngờ, đây là hộ vệ đại trận chính đang sụp đổ. Duy chỉ có trừ cửu ngược lại hoàn toàn chấn định lại, từ tốn nói, chư vị. Đại trận đã phá, lập tức chấp hành lúc trước nghị định kế hoạch hướng đông biên hải mặt phá vây. Ta sẽ xuất lĩnh long cất cao quân vì toàn quân đoạn hậu. Đều bảo trọng đi, một lời đã xong, ngân bào lóe lên. Liền như là mũi tên, hướng sớm đã tập kết chờ lệnh long cất cao quân trận kích bắn đi.
Hai bên ma quân trận địa đều phát ra trời long đất lở tiếng hoan hô. Tóc đỏ ma nữ càng là hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, tại không trung cánh tay vung lên, kêu lên, toàn quân xuất kích, san bằng quân địch trận địa. Tiền đạo ma quân đều ngao ngao điên cuồng hét lên, nện bước chỉnh tề bước chân, hướng đã trần trụi bên ngoài, không có chút nào che giấu liên quân trận địa che đậy giết đi qua. Gặp tình hình như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì đội ngũ bất loạn, đủ thấy ma quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu tiếng gió rít gào, cuồng hô đột khởi. Tóc đỏ ma nữ vội vã ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy là từng đội giáp đen mũ đen ma quân, chính chân đạp phi kiếm từ đỉnh đầu bọn họ bay vụt mà qua, tranh nhau chen lấn hướng liên quân trận địa đánh tới. Dẫn đầu chính là cao lớn phác họ ma nhân. Hỗn đàn, tóc đỏ ma nữ tức giận đến mày liễu đứng đấy. Cái này họ phác hỗn đàn, ngày bình thường núp ở phía sau vừa làm rùa đen rút đầu, bây giờ trước mắt liên quân hộ vệ đại trận đã phá, vậy mà lập tức liền xuất lĩnh hắn Đông Quốc quân đoàn đến đoạt đầu công. Chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như vậy ra hỏa. Chỉ là tức giận thì tức giận, tóc đỏ ma nữ nhưng lại chưa cùng hắn đi tranh đoạt đầu này công, mà là từ đầu đến cuối đi theo man hoang khôi lỗi bên người. Cái này man hoang khôi lỗi thế nhưng là bọn hắn bộ tộc bảo vật trấn giáo, quyết không thể có nửa điểm làm tổn thương, nếu không, nàng liền thành bộ tộc tội nhân thiên cổ. Cái này phá trận công lao, liền tặng cho kia họ phát hỗn đản tốt. Sau đó liên quân trận địa kèn lệnh cùng vang lên, mấy vạn nhân mã từ doanh trại bên trong càn quét mà ra, chỉnh chỉnh tề tề tại trại hàng đầu đội, một tên ngân bào đại tu sĩ tay cầm càng hoàng chuông, uy phong lẫm lẫm đứng ở trước trận, hai mắt nhắm lại, gắt gao tiếp cận chen chúc mà đến ma đại quân người. Tóc đỏ ma nữ không khỏi thầm khen một tiếng. Trong lúc thời khắc vẫn như cũ có thể bày trận chỉnh tề, chấn định nghênh chiến, quả nhiên cũng không phải ăn chay. Kia ngân bào đại tu sĩ càng là cao minh, biết rõ trận chiến này bại cục đã thành, vẫn như cũ không chạy không rút lấy đại tu sĩ chi tôn, tự mình lĩnh quân đoạn hậu, quả nhiên là dũng khí hơn người. Rất nhanh, giáp đen mũ đen Đông Quốc đại quân, liền cùng trừ cửu thân đẹp trai long cất cao quân đụng vào nhau, song phương lập tức không màng sống chết ác đấu. Ngoài dự liệu chính là, vừa tiếp chiến, Đông Quốc đại quân liền bị long cất cao quân giết đến thế công ngừng ngắt nhét chung một chỗ, điều động mất linh thoáng qua liền ở vào hạ phong, sói chạy mộ đột kêu cha gọi mẹ. Nhưng là lập tức ma quân đại đội tiền đạo mở tới thế cục nhất thời nghịch chuyển. Bên kia toa, tam giác thành đại quân cũng tại sương mù hải yêu vương xuất lĩnh dưới, hướng liên quân doanh trại phát động tấn công mạnh. Tiếng la giết kinh thiên động địa thẳng lên cửu tiêu. Chương 1419, phá thành. Mặc dù trừ cửu xuất long cất cao quân ra sức tử chiến, cuối cùng vẫn là ngừng không ngừng liên quân toàn diện sụp đổ xu hướng suy tàn. Rất nhanh, liên quân doanh trại liền bị đột phá, ma quân từ nam bắc hai bên, đột nhập liên quân lớn trong trại, trong ngoài giáp công, hướng trung quân đại trướng sở tại địa đánh tới, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất thực hiện nam bắc hội sư, sau đó chia ra bao vây liên quân, từng cái tiêu diệt. Trải qua đoạn thời gian này kịch chiến, liên quân tổn thất nặng nề, giảm quân số rất nhiều, dù sao cũng còn có gần 1 triệu chi chúng. Nhiều tu sĩ như vậy thua thủa như lông nhím một đoàn, làm chó cùng rước dậu lời nói, muốn nhất cử toàn diệt vẫn là phải trả giá không tiểu đại giới. Chia ra bao vây, chụp một tiêu diệt là nhất có lợi đấu pháp. Đã thắng ván đã định, đương nhiên phải nghĩ cách đem phe mình tổn thất xuống đến thấp nhất. Long cất cao quân cùng trừ cửu tự nhiên là bọn hắn chú ý nhất mục tiêu. Sương mù hải yêu vương minh xác nói, đã xem Tiêu Phàm vây ở bảo vật bên trong, làm như vậy liên quân phó soái trừ cửu chính là lớn nhất cá lớn. Phải tất yếu đem người này bắt sống, còn lại mấy cái bên kia tông môn thiếu chủ cũng phải tận lực bắt sống, dù coi như không thể dùng cái này áp chế những lão quái vật kia cũng phải thật tốt nhục nhã bọn hắn một phen, hung hăng đem ra mặt bọn họ lột tầng tiếp theo đến, trầm trọng đả kích Nam Châu Đại Lục mấy cái này siêu cấp tông môn sĩ khí. Chỉ cần mấy cái này siêu cấp tông môn thiếu chí khí tiếp xuống thế công tất nhiên thế như trẻ tre. Mấy chục ngàn long cất cao quân rất nhanh liền lâm vào trùng điệp trong vòng vây, chừng 4 lần trở lên ma quân tinh nhuệ, đem bọn hắn vây kín tại doanh trại phía nam, tóc trắng ma nhân đường dốc bạn tự mình lĩnh quân, 3 tên đại ma tôn hiệp trợ, đem trừ cửu cùng long cất cao quân vây chật như nêm cối. Trần Tuyết Băng xuất lĩnh thái cực môn đệ tử, liều mạng đến giúp, cũng lâm vào trùng vây, bị mấy lần tại mình ma quân gắt gao vây quanh tại khoảng cách trừ cửu cách đó không xa, hai người có thể tương hỗ nhìn thấy đối phương, nhưng thủy chung không cách nào dựa sát vào. Hợp binh một chỗ, chỉ có thể riêng phần mình phấn chiến. Về phần nó dư các bộ tình hình, trừ cửu giờ phút này cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Trên chiến trường tứ bể báo hiệu bất ổn, hỗn loạn tương bừng, nơi nào thấy rõ ràng rồi. Trừ thiếu chủ, hay là ngưng chiến giảng hòa đi, tiếp tục đánh xuống, chỉ là làm hy sinh vô vị thôi. Tóc trắng ma nhân vượt qua đám người ra, đứng tại trừ cửu cách đó không xa, mỉm cười khuyên nhủ.
Mặt khác ba tên đại ma tôn, không rên một tiếng, phân đà tam phương, xa xa đối Trừ Cửu khai thác vây kín chi thế. Trừ Cửu cười hắc hắc, khinh thường nói, tại các hạ trong mắt Trừ Cửu là hạng người ham sống sợ chết a. Ta nếu là nghĩ hằng, đã sớm hằng, sẽ chờ tới bây giờ. Tóc trắng ma nhân nhẹ gật đầu thở dài nói, Trừ thiếu chủ cố nhiên anh hùng cao minh. Lão đầu hảo hán, làm sao tình hình khó khăn. Ngươi dưới trướng những này, đều là tinh nhuệ chi sĩ, trong đó không ít ngút trời kỳ tài. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì tu chân giới thả một dị sắc. Lại muốn bởi vì Trừ thiếu chủ nhất thời cố chấp. Ở đây vô tội chiến tử, Trừ thiếu chủ liền không nên vì bọn họ suy nghĩ một chút a. Trừ Cửu cười lạnh nói, chiến sự là các ngươi thất dạ giới mở ra, bây giờ lại ở đây giả mù sa mưa trách trời thương dân, coi là thật thật không biết xấu hổ. Nói nhảm không cần nhiều lời, muốn giết Trừ Cửu dễ dàng, muốn ta không đánh mà hàng kia là nằm mơ. Tất cả lên đi, dưới tay thấy cái chân trương. Hừ, bất quá là một cái vừa mới tiến cấp không bao lâu hậu sinh vãn bối mà thôi, làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng lưới. Trực tiếp bắt lại chính là, phía đông một tên trên mặt âm trầm đại ma tôn cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, ngươi liền đến gãi gãi xem đi. Trừ Cửu cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm nắm trong tay, thân thể nhoáng một cái, liền hướng na âm trầm đại ma tôn đánh tới. Trong chớp nhoáng này, chúng ma nhân đều có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc không nghĩ tới, tại dưới tình hình như thế, Trừ Cửu lại còn dám xuất thủ trước. Đến hay lắm, kia âm trầm đại ma tôn một tiếng quát lớn, thân thể cũng là nhoáng một cái, thế mà không tránh không né, cứ như vậy tay không tấc sắt đón mũi kiếm xông tới, giang rộng ra năm ngón tay, hướng Trừ Cửu ngay ngực bắt tới. Suy suy âm thanh bên trong, hai người trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy hiệp. Trừ Cửu vừa lên đến chính là liều mạng đấu pháp, kia âm trầm đại ma tôn kém thở ra một hơi, lập tức bị buộc đến luống cuống tay chân, rất có mấy phân chật vật. Tóc trắng ma người sầm mặt lại, dưới chân khẽ động liền gia nhập chiến đoàn bên trong. Cái khác hai tên đại ma tôn thấy thế cũng không đang chần chờ, một cùng ra tay. Liên quân bại cục đã định hay là sớm một chút giải quyết cái này rầm rĩ Trương tiểu tử tốt tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Bốn người đồng thời xuất thủ, trong đó còn có tóc trắng ma nhân dạng này đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành đỉnh tiêm cao thủ Trừ Cửu mặc dù anh dũng cuối cùng vẫn là đối kháng không ngừng. Mọi người hoa mắt thời khắc, chỉ nghe phốc một tiếng, Trừ Cửu thân thể bay lên, thân giữa không trung há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, ngân bào bên trên nhiều hai đạo giả sắc. Đem bọn hắn đều giết, tóc trắng ma sắc mặt người triệt để âm trầm xuống, vung tay lên quát. Lập tức tiếng giết rung trời, bốn phía ma đại quân người hướng trong vòng vây Long Cất Cao Quân làm sau cùng tổng tiến công kích. Mặc dù biết rõ thất bại, Long Cất Cao Quân nhưng cũng không kinh hoàng chút nào, chia ra nghênh địch anh dũng chém giết. Thật giống như trong biển rộng đảo hoang, cứ việc kinh đào hải lãng không ngừng xung kích nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, tòa này đảo hoang diện tích rốt cục càng ngày càng nhỏ, người chết trận càng ngày càng nhiều, mấy chục ngàn đại quân một lại co giúp phòng tuyến, trận hình đã đem muốn bị đánh xuyên. Trừ Cửu đã liên tục ba lần gặp trọng kích, sắc mặt thương bạch như tuyết. Trừ thiếu chủ, lão phu cho ngươi cái cuối cùng thể diện ngưng chiến cơ hội. Tóc trắng ma nhân ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua Trừ Cửu, nghiêm nghị quát. Lại không thức thời, chính là tự rước lấy nhục. Trừ Cửu nhìn qua hắn, khóe miệng mang theo cười lạnh, trả lời chỉ có bốn chữ, gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ. Cút mẹ mày đi, Cửu công tử, phi, một tiếng, trùng điệp phun ra một ngụm máu. Tóc trắng ma nhân một gương mặt lập tức đen phải như là đáy nồi, đã không biết có bao nhiêu thời điểm, không người nào dám đối với hắn vô lễ như vậy. Có can đảm người làm như vậy, đã sớm hôi phi yên diệt, không biết chết đi nơi nào, hai mắt gắt gao tiếp cận Trừ Cửu, đáy mắt chỗ sâu toát ra hai đóa ngọn lửa tức giận. Bắt lấy hắn, muốn sống, ta phải thật tốt chào hỏi Trừ thiếu chủ, để hắn học được có giáo dưỡng một chút. Tóc trắng ma nhân lạnh lùng quát, có gan liền đi lên. Trừ Cửu xoay tay một cái, càng hoàng chuông nổi lên, cái này miệng nhìn qua có chút cũ nát cổ chung, giờ phút này lại lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lộ ra rất không ổn định. Đang chuẩn bị cùng nhau tiến lên ba tên đại ma tôn, đều không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chần chờ cùng vẻ giật mình. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn, bọn hắn đương nhiên biết cỗ này khí tức nguy hiểm ý vị như thế nào. Trừ Cửu đã dưới quyết tâm quyết tử, đây là dự định muốn tự bạo bản mệnh pháp bảo. Lấy càng hoàng chuông lộ ra khí tức đến xem, món bảo vật này chính là phỏng chế thông huyền linh bảo, so pháp bảo cực phẩm càng cao một cái cấp bậc. Bảo vật cường đại như thế một khi tự bạo, uy lực to lớn, đủ để đem phương viên hơn trăm trượng bên trong hết thảy đều hủy diệt, san thành bình địa. Mặc dù lấy tu vi của bọn hắn, đều có tự vệ thủ đoạn, bảo vật tự bạo cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, mà ở cái này đại thắng quan đầu, lại bị người liều mạng sát thương, thực tế có chút không có lợi.
không nghĩ tới đường đường Thái Thượng Tông thiếu chủ vậy mà như thế không biết nặng nhẹ. Ngươi dạng này không coi trọng tính mạng mình, thật không biết sư phụ ngươi là như thế nào nhìn chúng ngươi. Tóc trắng ma nhân lại cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lộ ra một mặt màu đen kỳ phiên. Mặt này màu đen kỳ phiên nhìn qua cổ xưa không chịu nổi, thậm chí không ít địa phương đều xuất hiện một vạch nhỏ như sợi lông cùng tổn hại dấu hiệu, lại lộ ra hết sức rõ ràng không gian khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện mang có không gian thần thông bảo vật. Nhìn tóc trắng ma nhân vẻ không có gì sợ, có thể suy ra, mặt này kỳ phiên không gian thần thông còn không phải bình thường, đủ để ứng đối càng hoàng chuông tự bạo. Trừ cửu sắc mặt có chút ngưng lại. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn trên thực tế đã lâm vào trong tuyệt cảnh, nếu không nghĩ thúc thủ chịu trói cũng chỉ có thể liều mạng. Sườn núi huynh, dùng máu đen cờ đi. Chúng ta đã ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi nhìn bên kia, đã có người dự định hướng đông mặt phá vây. Âm trầm đại ma tôn lạnh lùng quát. Tốt, tóc trắng ma nhân lại không chần chờ, mở ra trong tay màu đen kỳ phiên, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Cái này máu đen cờ chẳng những có thể thi triển không gian thần thông, còn có ô nhiễm chính đạo bảo vật cường đại ma lực. Trừ cửu cắn răng một cái, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, liền muốn dẫn bạo càng hoàng chuông. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này bản mệnh pháp bảo dẫn bạo về sau uy lực có thể sát thương bao nhiêu ma nhân khó mà nói, chỉ chính hắn là tuyệt đối khó mà chạy thoát. Bản mệnh pháp bảo cùng hắn vốn là một thể. Đúng lúc này, tam giác thành bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này tiếng vang thanh thế là như thế hùng vĩ, đến mức đang giao chiến chính ma song phương, đều có không ít người kìm lòng không được ngừng dưới động tác trong tay, quay đầu hướng na bên cạnh nhìn lại. Một cỗ khí lãng khổng lồ phóng lên tận trời, tam giác thành hộ thành lồng ánh sáng, không có chút nào sức chống cự bị từ đó vỡ ra tới. Bởi vì ma quân chủ công, liên quân chủ thủ tam giác thành hộ thành đại trận vốn cũng không có toàn bộ mở ra, chỉ là duy trì lấy thấp nhất tiêu chuẩn phòng hộ lực lượng. Đã liên quân đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, lại toàn lực mở ra hộ thành đại trận, quả thực chính là lãng phí linh thạch. Lại cũng không nghĩ ra, lại bị người từ bên trong xé mở. Dù là như thế, muốn lấy lực lượng một người, xé rách đại trận vòng bảo hộ, dù coi như là ngộ linh kỳ lão tổ cũng khó có thể làm được, nhiều nhất chính là mình thoát thân mà đi. Tại không phá hủy trận nhãn tình huống phía dưới, tuyệt đối khó mà cho hộ thành lồng ánh sáng tạo thành triệt để như vậy làm tổn thương. Lại không biết cỗ này khí lãng, là loại lực lượng nào tạo thành. Là ta bảo vật, chấm ngoặc kép, đang chỉ huy trong thành ma quân từ Bắc mà Nam, hướng liên quân rảo sát sương mù hải yêu vương, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ cực kỳ giật mình, thấp giọng kêu lên. Từ kia cỗ khí sóng bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vụ hải kỳ quan khí tức, không hề nghi ngờ, đây là bảo vật của hắn bạo tạc. Cũng muốn loại này đẳng cấp bảo vật bạo tạc về sau, mới có thể tạo thành dạng này lực sát thương to lớn. Phổ thông pháp bảo cực phẩm dẫn bạo căn bản liền không khả năng đem hộ thành đại trận lồng ánh sáng xé mở. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã thoát khốn mà ra, đồng thời phá hủy bảo vật của hắn? Nhưng cái này sao có thể? Thoát khốn mà ra còn có thể hiểu được, từ bên ngoài triệt để phá hủy bảo vật của hắn, đồng thời nhờ vào đó xé mở hộ thành lồng ánh sáng, trong lúc nhất thời, lại làm cho người vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Nhất định còn phát sinh một chút cái gì khác là hắn không biết. Chương 1420, cạm bẫy. Ngay sau đó, sương mù hải yêu vương liền phát hiện chính mình suy đoán là thật nhất không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Một nói bóng người màu trắng từ xé rách hộ thành lồng ánh sáng khe hở ở giữa bắn ra thẳng trên 9 tầng trời, mặc dù cách không gần, rất nhiều tu sĩ cấp cao hay là một chút liền nhận ra được kia là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, một mặt cổ phá gương đồng hiển hiện ở trên bầu trời đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành lớn gần trượng nhỏ. Tiêu Phàm miệng lẩm bẩm, hai tay liên đạn từng đạo pháp quyết đánh vào đến trong gương đồng, nguyên bản nhìn qua ảm đạm vô quang gương đồng, trên mặt kính hiện lên một tầng vàng mênh mông quang trạch rất nhanh, liền chuyển hóa thành lòe lòe kim quang. Tật, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, bỗng nhiên một trưởng đánh vào trên gương đồng. Gương đồng khẽ run lên, một đạo hơn một trượng phẩm chất kim quang, hướng mặt đất kích bắn đi. Không tốt, chấm ngoặc kép, lập tức liền có cao giai ma tu từ cái này kim quang bên trong cảm nhận được vô so thuần chính hạo nhiên chính khí, chính là hết thảy ma đạo tà tu khắc tinh. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Kim quang chính quét chúng ma quân dày đặc nhất khu vực, lập tức tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Kim quang những nơi đi qua, tu vi thấp ma đạo tà tu, lập tức liền biến thành một cỗ sương mù, hôi phi yên diệt tiêu tán thành vô hình bên trong. Tu vi kia tương đối cao, phản ứng nhanh nhẹn, thì may mắn trốn qua một kiếp, liền hơi chạy chậm một điểm, bị kim quang quét trúng thân thể, một cái cánh tay hoặc là một cái chân, cũng cứ thế biến mất không gặp.
Căn cứ vô cực môn điển tịch ghi chép, năm đó chính ma đại chiến thời điểm, thần mục tổ sư toàn lực thúc đẩy kính chiếu yêu, lấy lực lượng một người, trong nháy mắt liền diệt sát ma quân hơn 10.000 người. Này kính uy lực, có thể thấy được chút ít. Trong lúc nhất thời, ma quân trận pháp đại loạn, liên quân thì tiếng hoan hô như sấm động, vốn đã sa sút tới cực điểm. Sắp sửa triệt để sụp đổ sĩ khí vì đó rung một cái, lại không màng sống chết cùng ma quân chém giết. Quách đạo hữu, Kế đạo hữu, chúng ta đi ngăn lại hắn. Sương mù hải yêu vương một thấy tình thế không đúng, lập tức quyết định thật nhanh, kêu lên. Mặc dù hắn cũng biết Tiêu Phàm rất lợi hại, nhưng nghĩ đến lấy mình ba người chi lực đủ để cuốn lấy hắn. Cùng tóc trắng ma nhân bên kia lại phái mấy tên cùng giai đại ma tôn tới, chính là cái này Tiêu Phàm tận thế. Thân là đại quân thống soái, sương mù hải yêu vương cái này quyết đoán, phải nói phi thường kịp thời, phi thường chính xác. Nhưng mà đối với bản thân hắn đến nói, quyết định này lại là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Đợi đến sương mù hải yêu vương phát hiện mình sai đến rất không hợp thói thường thời điểm, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Họ Quách đại ma tôn cùng một tên khác gầy tiểu nhân đại ma tôn đồng thời trả lời một tiếng, đi theo sương mù hải yêu vương sau lưng, cấp tốc hướng Tiêu Phàm bay đi. Cái này kính chiếu yêu mặc dù chủ yếu là sát thương cấp thấp tu sĩ, lại đối sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Mắt thấy bên kia một đội Nam Châu tu sĩ đã sắp phá vây. Hướng đông mặt biển cả mà đi, ngăn lại Tiêu Phàm liền càng cần thiết. Gặp tình hình như vậy, còn để đại lượng Nam Châu tu sĩ trốn đi thực tế quá không thể nào nói nổi. Ở giữa sương mù hải yêu vương cùng ba tên đại ma tôn tiến lên đón tới. Tiêu Phàm khoát tay, đem kính chiếu yêu thu vào. Lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn lấy ba người bọn họ khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Sương mù hải yêu vương cũng là cực kỳ cơ cảnh tính cách. Gặp một lần Tiêu Phàm cái này mang theo mỉa mai thần sắc trong đầu lập tức hơi hồi hộp một chút, trực tiếp chìm xuống dưới. Tiêu Phàm vẻ mặt này, giống như là một cái cao minh thợ săn, chính nhìn xem con mồi tự động tự giác chui tiến vào hắn đã sớm thiết tốt trong bẫy. Nhưng lúc này mới cảnh giác, đã có chút trễ. Một trận chói tai tiếng xé gió truyền đến, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đỏ thắm, nắm đấm lớn tiểu nhân viên cầu, bỗng nhiên xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, một cỗ khó tả tựa là hủy diệt khí thức từ viên cầu bên trong trực thấu mà ra. Đây là, chấm ngoặc kép, gây tiểu nhân kế họ đại ma tôn hai mắt khẽ híp một cái, lại là sợ hãi lại là kinh ngạc, trong lúc nhất thời, khó xác định đây là vật gì. Không tốt là ly hỏa đạn, đi mau. Sương mù hải yêu vương dù sao phản ứng càng nhanh, cơ hồ là lập tức tiện ý thức đến không đúng, kêu lớn. Năm đó Tiêu Phàm tại lưỡng quân trận trước diệt sát bóng đen đại ma tôn, một pháo anh giết thành ngàn hơn vạn ma quân tiền đạo, mặc dù bọn hắn tại tam giác thành bên trong, cách đến rất xa, không có thấy hết sức rõ ràng, nhưng đại khái tình hình hay là thấy rõ ràng, đối ly hỏa đạn biến thái uy lực đều lòng còn sợ hãi. May mà bọn hắn cũng biết, dạng này biến thái đại sát khí, luyện chế, khẳng định đặc biệt không dễ, dù coi như là ly hỏa tông cũng không có khả năng có quá nhiều tồn kho. Nếu như rất dễ dàng luyện chế lời nói, chỉ cần liên tiếp không ngừng hướng tam giác thành phát xạ cái 10 khỏa 8 khỏa, hộ thành đại trận lập tức liền sẽ ngăn cản không nổi. Bởi như vậy, ly hỏa tông chỉ sợ sớm đã thành Nam Châu đại lục đệ nhất đại tông. Phải nói, suy đoán của bọn hắn cơ bản cũng là sự thật. Cùng ngày đánh xong hai viên ly hỏa đạn về sau, cái này một viên cuối cùng, liền biến thành thà quả cận tồn, Tiêu Phàm hướng Vân Minh lấy đưa tới tay, một mực nhẫn mà không phát, không nghĩ tới cuối cùng dùng tại nơi này. Ly hỏa đạn vốn là nhằm vào đại binh đoàn dày đặc trận hình siêu cấp sát khí, trung đê dai ma tu tua tủa như lông nhím một đoàn, ly hỏa đạn bạo tạc thời điểm, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, sát thương cực nặng. Dưới tình huống bình thường, dùng tới đối phó sương mù hải yêu vương dạng này hậu kỳ đại ma tôn, hiệu quả cũng không lý tưởng. Lấy đại ma tôn ứng biến nhạy bén cùng tốc độ bay nhanh chóng, đủ để tại ly hỏa đạn vừa mới phát xạ thời điểm, liền lui tránh xa. Nhưng lần này, chờ bọn hắn phát giác không đúng thời điểm, ly hỏa đạn đã đến đỉnh đầu. Vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy Tiêu Phàm cầm trong tay kia hỏa long pháo, cái này ly hỏa đạn, là ai phát xạ? Chỉ bất quá lúc này, tự nhiên là ai cũng không tâm tư đi nghĩ lại vấn đề này, một gặp tình hình không đúng, ba tên đại ma tôn lập tức hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Mặc dù bọn hắn ứng biến thần tốc, tốc độ bay càng là nhanh đến mức như là mũi tên, nhưng ở bọn hắn kịp phản ứng một khắc này, ly hỏa đạn cũng đã oanh một tiếng lăng không bạo tạc. Một đóa hỏa hồng sắc mây hình nấm đằng không mà lên, đủ để hủy diệt hết thảy cuồn cuộn sóng lửa, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đại ma tôn tốc độ bay lại nhanh, so sánh với ly hỏa đạn bạo tạc về sau, sóng lửa càn quét tốc độ hay là hơi có không bằng.
Cứ việc sương mù hải yêu vương đám ba người kịp thời tránh đi ly hỏa đạn bạo tạc trung tâm nhất đảo mắt còn là bị cuồn cuộn sóng lửa đuổi kịp nháy mắt liền bao phủ tại bên trong sóng lửa. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi gần như đồng thời vang lên. Tiêu Phàm lại không có thời gian đi dù bận vẫn ung dung thưởng thức đây hết thảy, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm tích. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh, phân biệt từ lăn lộn bên trong sóng lửa bắn ra từng cái sứt đầu mẻ chán, chật vật không chịu nổi, thụ thương không nhẹ. Đối với đại ma tôn mà nói, hỏa viêm cháy qua cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi, nhưng mà ly hỏa đạn sóng lửa, không hề tầm thường, chẳng những thiêu đến da tiêu thịt nát, kinh mạch toàn thân, đều bị ẩn chứa trong đó tinh viêm chi lực đốt bị thương, chân nguyên pháp lực chỉ cần ở trong kinh mạch hơi một điều động, liền là đau thấu tim gan. Dạng này thương thế, nếu như sau khi bị thương lập tức nuốt đối chứng đan dược bế quan trị liệu có 2-3 cái nguyệt liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nhưng mấu chốt ở chỗ Tiêu Phàm không có khả năng cho bọn hắn dạng này cơ hội thở dốc. Sương mù hải yêu vương khó khăn lắm từ sóng lửa phía bên phải bắn ra, không nói hai lời, liền muốn hướng bản trận mà đi, bên người cách đó không xa, một trận gợn nước vạn vẹo lướt qua Tiêu Phàm thân ảnh màu trắng, nổi lên. Thiêu đến sứt đầu mẻ chán sương mù hải yêu vương không để ý cơ hồ liền một đầu cùng Tiêu Phàm đụng vào. Long tượng nặng tay, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, một chưởng đánh ra cuồng phong phá mặt một gỗ như là thái sơn áp đỉnh to lớn cự lực đối diện mãnh kích mà tới. Lần này Tiêu Phàm nắm phải vừa đúng tính được cực chuẩn, vừa vặn thuấn di ngăn ở sương mù hải yêu vương phải qua trên đường cơ hồ đồng đẳng với đánh lén. Ngày bình thường Tiêu chân nhân tự nhiên khinh thường tại dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng mà tình hình dưới mắt lại khác nhau rất lớn, không phải do hắn nói lại cứu cái gì giang hồ quy củ. Nếu là chiến tranh, vậy liền hết thảy lấy thắng lợi làm mục tiêu. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, cái này nhìn như đơn giản thô bạo một chưởng đánh ra kỳ thực đã trong nháy mắt đem sương mù hải yêu vương tả hữu đường lui đều phong chết rồi, trừ lấy cứng trọi cứng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn gần như không có khả năng có bất luận cái gì biện pháp ứng đối. Sương mù hải yêu vương nghiến răng nghiến lợi, cố nén kinh mạch ở giữa kịch liệt đau nhức, mãnh sách chân nguyên pháp lực hung hăng một chưởng nghênh kích đi lên. Oanh! Dù là cái này yêu vương là động vật biển huyết mạch trời sinh nhục thể cường hoành vô song, trong lúc vội vã bị long tượng nặng tay đối diện đánh trúng, cũng không chống chịu được kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể như là mũi tên, bay vút về đằng sau mà ra, người tại không trung liền đã thổ huyết liên tục. Chỉ tiếc mặt mũi tràn đầy bị sóng lửa đốt phải đen nhánh như mực, lại là nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Trong lúc cấp bách, sương mù hải yêu vương dành thời gian hướng những phương hướng khác liếc một cái, lại phát hiện, họ Quách đại ma tôn cùng kế họ đại ma tôn đều lâm vào trùng vây bên trong, không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy tên bạch bào tu sĩ, trong chớp nhoáng liền đem đồng dạng thân chịu trọng thương hai người vây quanh, tựa hồ đã sớm mai phục tại nơi đó trở lấy. Thần niệm chi lực vội vàng quét qua càng là quá sợ hãi. Vậy mà đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Từ trên thân lộ ra linh áp đến xem, tựa hồ cùng Tiêu Phàm hay là cùng loại đồng nguyên, xuất từ cùng một truyền thừa. Thế nhưng là, vô cực môn lúc nào có cái này rất nhiều hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Cho dù có, bọn hắn lại là đánh nơi nào xuất hiện. Trong lúc nhất thời, sương mù hải yêu vương trong đầu một mảnh bột nhão, nơi nào làm được rõ ràng. Huống hồ, hắn cũng thật không có thời gian đi mảnh cứu vấn đề này. Chính hắn gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, căn bản liền giải quyết không được. Người khác còn giữa không trung, Tiêu Phàm liền thân thể nhoáng một cái, lần nữa từ nguyên địa mất đi bóng dáng. Thấy lạnh cả người, từ sương mù hải yêu vương sương đuôi chỗ bay lên, nháy mắt trải rộng toàn thân. Mặc dù lúc này hắn thân bất do kỷ, lại thần niệm khẽ động, một bộ màu đen nhuyễn giáp từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, đảo mắt liền đem thân thể của hắn từ đầu đến chân đều bao vây lại. Bộ này nguyễn giáp vốn là hắn tại dưới nước xuyên, đến trên lục địa uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hắn vừa mới hoàn thành động tác này, lại là, ba, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm từ bên cạnh hắn xông ra, cổ tay khẽ đảo, một thanh thanh kim sắc trường kiếm đã nắm trong tay. Cửu liên điểm, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thanh kim sắc trường kiếm múa, chỉ thấy đầy trời kiếm quang, phách đầu cái não bao phủ xuống. Vô cực chín kiếm, lại xương cửu liên điểm, một khi thi triển, liền là giả dích không dứt, không phân được thắng bại, quyết không bỏ qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1421, binh bại như núi đổ. Rất nhiều người từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tận mắt chứng kiến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vẫn lạc. Thảm liệt vô so, một khi để Tiêu Phàm cận thân thi triển ra cửu liên điểm, trừ phi tu vi cao hơn hắn, lại hoặc là tại phàm tục võ thuật bên trên lĩnh ngộ mạnh hơn hắn, bằng không mà nói, là rất khó đột phá cái này liên miên bất tuyệt kiếm võng.
Sương mù Hải Yêu Vương cố nhiên là vô cùng ghê gớm đại năng, tu vi thần thông viễn siêu bình thường cùng giai tu sĩ, nhưng ở bất ngờ không đề phòng, liên tiếp thụ trọng thương, một thân bản sự còn không tới kịp thi triển, liền bị trống rỗng gọt đi một mảng lớn, bây giờ chưa lấy lại tinh thần, lại bị Tiêu Phàm cửu liên điểm, giữa trời bao lại, dù hắn thần thông lại lớn, lúc này cũng chỉ có thể bị động bị đánh, dốc hết toàn lực chống đỡ chưa chống đỡ không được, lại càng không cần phải nói sức hoàn thủ. Đầy trời thanh kim sắc kiếm quang lấp lánh, thỉnh thoảng truyền ra sương mù Hải Yêu Vương cuồng nộ tiếng gầm gừ. Một lát sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bỗng nhiên bọt nước cuồn cuộn, chọc lãng ngập trời mà lên. Đầy trời thanh kim sắc kiếm quang vừa thu lại, bóng trắng lóe lên, Tiêu Phàm thân thể đã bay ngược đến bên ngoài hơn 10 trượng, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên bày biện ra, một mảnh uông dương, sóng dữ như nước thủy triều, uông dương bên trong, một đầu bạch tuộc trạng quái thú nổi giận cuồng hống, quơ mấy cái dài đến hơn 10 trượng xúc tu, mỗi đầu trên xúc tu đều nắm lấy đồng dạng khác biệt hình dạng binh khí. Trên mặt đất quan chiến mọi người, lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm. Không hề nghi ngờ, đây là sương mù Hải Yêu Vương bản tôn. Vậy mà trống rỗng ở trên trời hóa ra một mảnh uông dương, cái này Yêu Vương thần thông mạnh, có thể nghĩ. Nhưng giờ phút này nhìn qua, sương mù Hải Yêu Vương có chút chật vật trước mặt mọi người tại cao trăm trượng không lộ ra bản tướng, đồng thời thi triển ra triệu hoán Hải Dương đại thần thông, nhã không phải chính hắn mong muốn. Bất quá giờ phút này, Yêu Vương tự nhiên là không lo được nhiều như vậy, chọc lãng cùng một chỗ, bạch tuộc trạng quái thú liền hướng ma quân bản trận chạy như bay. Thấy có chút ngẩn người ma tộc đại quân. Lại là ai cũng không có ý thức đến, muốn đi qua tiếp ứng một chút nhà mình đại thống lĩnh. Thực tế Tiêu Phàm tên sát thần kia ngay tại phía trước, ai dám tỉnh tỉnh mê mê tiến lên chịu chết. Yêu Vương bản tôn vừa mới xông ra không hơn trăm trượng hơn xa, lại bỗng nhiên dừng lại thân thể cuồng nộ gầm hét lên. Chỉ thấy hư giữa không trung, chẳng biết lúc nào. Bỗng nhiên hiện ra trăm dư chuôi thanh đoản kiếm màu vàng, đem Yêu Vương vây vào giữa. Chính là Tiêu Phàm gần đây lĩnh ngộ mà thành thông thiên kiếm trận. Cùng trước kia vảy rồng kiếm trận đồng dạng, thông thiên kiếm trận cũng chia làm bên trong 3 tầng ngoài, mỗi tầng 36 chuôi đoản kiếm, nhưng mỗi một chuôi vảy rồng kiếm đều lại tế luyện qua, dựa theo thông thiên kiếm quyết ghi lại phương pháp lấy thần hồn chi lực tế luyện đoản kiếm. Giao phó mỗi một chuôi vảy rồng đoản kiếm hạo nhiên chính khí đặc tính cùng Tiêu Phàm bản mệnh thần thông hòa làm một thể. Dạng này thao túng, liền điều khiển như cánh tay, xa so điều khiển vảy rồng kiếm trận thời điểm muốn thuận tiện phải nhiều. 108 chuôi vảy rồng đoản kiếm vừa mới xuất hiện liền do hướng ngoại bên trong. Cuồn cuộn cắt mà hạ, sương mù Hải Yêu Vương nổi giận cuồng hống, xúc tu cơ binh khí, liều chết kháng cự. Chảm, đứng yên tại kiếm trận trên không Tiêu Phàm, miệng bên trong quát khẽ một tiếng. 108 chuôi vảy rồng kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Như thiểm điện hướng ở trung tâm bay đi, mỗi một chuôi đoản kiếm đều phảng phất hóa thân thành dao long nhất. Linh động vô so, khó phân thật giả. Sương mù Hải Yêu Vương vung vẩy binh khí, đều đánh vào không trung. Sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ngay sau đó, gào thét im bặt mà dừng. Đầy trời uông dương chọc lãng, bỗng nhiên không gặp, chỉ còn lại có bạch tuộc trạng quái thú ngơ ngác định tại giữa không trung. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, 108 chuôi vảy rồng kiếm bay vụt mà quay về, hóa thành 108 phiến nắm đấm lớn thanh kim sắc vảy rồng ẩn vào trong cơ thể của hắn, không thấy bóng dáng. Từng đạo vết máu tại bạch tuộc trạng quái thú trên thân thể nổi lên, khổng lồ quái thú, nháy mắt hóa thành vô số khối vụn từ không trung chút xuống. Tất cả quan chiến tu sĩ cấp cao, đều có thể rõ ràng cảm ứng được sương mù Hải Yêu Vương khí thức đã hoàn toàn biến mất. Vị này tam giác thành 1 triệu ma quân đại thống lĩnh cứ như vậy bị Tiêu Phàm chém giết trước mặt mọi người rơi. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội trốn tới. Vảy rồng trên thân kiếm bổ sung hạo nhiên chính khí tại cắt nát hắn nhục thân đồng thời cũng đem hắn nguyên thần cùng một chỗ diệt sát. Vô cực môn đời thứ 3 trưởng giáo chân nhân thông thiên tổ sư, lấy thông thiên kiếm trận hoành hành thiên hạ, không đâu địch nổi, cuối cùng bằng vào bộ kiếm trận này, thành công tiến giai ngộ linh hậu kỳ, phi thăng huyền linh thượng giới, cái này thông thiên kiếm trận thần kỳ huyền ảo tự nhiên không hề tầm thường. Tiêu Phàm tin tưởng, theo hắn đối thông thiên kiếm trận lĩnh ngộ càng sâu, bộ kiếm trận này uy lực cũng đem càng mạnh, dù coi như đối đầu cao hơn một giai đối thủ cũng có sức đánh một trận. Hắn bên này vừa mới giải quyết chiến đấu, bị vô cực môn mấy vị đại tu sĩ bao bọc vây quanh, họ Quách đại ma tôn cùng kế họ đại ma tôn cũng phân biệt vẫn lạc, bị đương chúng diệt sát. Trong nháy mắt liền tổn thất 3 tên hậu kỳ đại ma tôn, một đám ma quân đều nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Những này cường hãn hậu kỳ đại tu sĩ, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm không có ý định cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Ngay sau đó, để người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối tình hình phát sinh.
Tam giác thành cửa nam bỗng nhiên mở rộng thành ngàn hơn vạn ma nhân phi nhanh mà ra. Những này ma nhân giáp trụ không ngay ngắn, chật vật không chịu nổi, từng cái kêu cha gọi mẹ, tranh nhau chen lấn chạy trốn ra ngoài, có kia chạy chậm, bỗng nhiên liền nhào ngã quỵ một mệnh ô hô. Không hề nghi ngờ, đây là tam giác thành lưu thủ ma quân, luận tinh nhuệ trình độ tự nhiên không thể cùng ra khỏi thành tác chiến ma quân chủ lực đánh đồng. Vấn đề là ai tại đuổi giết bọn hắn? Bí ẩn này ngọn nguồn rất nhanh để lộ. Từng đội áo trắng tu sĩ theo sát tại ma quân về sau truy sát ra tinh kỳ phấp phới, các loại pháp bảo binh khí che khuất bầu trời, tiếng giết rung trời. Càng nhiều áo trắng tu sĩ thì từ xé rách hộ thành lồng ánh sáng dưới sông ra, phô thiên cái địa hướng ma quân đánh tới. Thô thô xem xét, chỉ ít cũng là số lượng hàng trăm ngàn. Càng đáng sợ chính là, những này áo trắng tu sĩ trên thân lộ ra khí tức đối ma quân đến nói, là như thế khủng bố. Hạo nhiên chính khí, cùng Tiêu Phàm khí tức, không có sai biệt. Vô cực môn, hạo nhiên chính khí từ trước là ma người tử địch. Mấy trăm ngàn vô cực môn tinh nhuệ đệ tử, hoành không xuất thế từ ma quân sau lưng như thủy triều che đậy giết tới, đã sớm bị cả kinh trợn mắt hốc mồm ma quân trong lúc nhất thời, lại nơi nào đến được đến thay đổi trận hình nghênh địch. Chỉ hơi một do dự, vô cực đại quân tiền đạo liền đã cùng ma quân hậu quân tiếp xúc. Ma quân không có chút nào phòng bị, vội vàng ở giữa, không có chút nào trương pháp có thể nói, chỉ có thể từng người tự chiến. Dạng này 1 triệu cấp đại quân giao chiến, cấp thấp tu sĩ từng người tự chiến, kết quả có thể nghĩ. Chỉ tiếp xúc ma quân hậu quân liền toàn tuyến sụp đổ, sắp chết, tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời. Đừng hốt hoảng, đứng vững, nhanh biến trận. Chấm ngoặc kép, cho lão tử đứng vững. Một tên phụ trách truyền lệnh cao giai ma tu thấy thế, vội vã vung vẩy lệnh kỳ, cuồng hô kêu to, ý đồ lâm thời cải biến trận hình, ngăn trở chen chúc mà tới áo trắng sát thần nhóm. Đại binh đoàn tác chiến, trận hình cực kỳ trọng yếu, một khi trận hình bị xáo trộn, dù có gấp 10 gấp trăm lần tại địch binh lực cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có bị tàn sát phần. Hoắc suy, một tiếng. Cách đó không xa một trận gợn nước vặn vẹo, một tên người áo trắng hiện thân mà ra. Truyền lệnh cao giai ma tu gặp một lần phía dưới, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiêu Phàm, cái này bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn người áo trắng, vậy mà là Tiêu Phàm. Đối với tất cả ma người mà nói, Tiêu Phàm chính là chân chính sát thần. Tiêu Phàm rõ ràng vừa rồi đều còn tại rất xa xôi trên trời cao, làm sao bỗng nhiên liền đến bên cạnh mình. Vấn đề này, vĩnh viễn cũng không thể có đáp án. Trong nháy mắt tên này có nguyên anh kỳ tu vi ma tôn, liền bị Tiêu Phàm giữa trời một trường đánh nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ, chiếu nghiêng xuống. Vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị thay đổi trận hình ma tộc đại quân liền ngốc tại đó, không biết làm sao. Như thế hơi một trì hoãn, áo trắng đại quân liền giết tới phụ cận. Tiếng kêu thảm vang lên, Tiêu Phàm một chiêu diệt sát truyền lệnh ma tôn, thân thể nhoáng một cái tựa như tia chớp hướng về cách đó không xa một đôi khác ma quân truyền lệnh ma tôn kích bắn đi. Tiêu Phàm rất rõ ràng, trên chiến trường, ma quân bộ thống soái cùng những này phụ trách truyền lệnh điều hành ma tôn mới là mấu chốt. Sương mù hải yêu vương cùng 3 tên đại ma tôn vẫn lạc, tam giác thành ma quân bộ thống soái kỳ thật đã bị tận diệt, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đem những này truyền lệnh ma tôn một vừa diệt giết, 1 triệu ma quân liền như là một đầu cự thú bị đánh gãy sống lưng, chỉ có răng nhọn móng sắc lại không có đất dụng võ. Tên kia truyền lệnh ma tôn sớm đã phát giác bên này dị trạng, thấy Tiêu Phàm hướng mình đánh tới, đã sớm dọa đến sợ đến vỡ mật, phát một tiếng hô, đem lệnh kỳ ném một cái, dưới chân độn quang cùng một chỗ quay người phi nước đại mà chạy, cái gì đều không lo được. Cái này vừa chạy, lập tức nhấc lên mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, càng nhiều truyền lệnh ma tôn bắt đầu chạy trốn. Trên chiến trường, thất bại tâm lý sẽ giống ôn dịch đồng dạng lập tức lan tràn. Mắt thấy những này ma tôn đều đã bắt đầu chạy trốn, đối những cái kia đê giai ma nhân sĩ khí, lập tức tạo thành hủy diệt tính đả kích, toàn bộ tam giác thành ma quân trận địa cũng bắt đầu sụp đổ, 1 triệu ma quân quăng mũ khởi giáp, quân lính tan rã, nhao nhao hướng nam bên cạnh chạy trốn. Sau lưng tam giác thành, không hề nghi ngờ đã bị áo trắng tu sĩ đại quân chiếm cứ, bọn hắn duy nhất đường sống, chính là hướng nam, xông qua liên quân doanh trại, cùng phía nam ma quân tụ hợp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Liên quân trận địa lúc trước đã bị đột phá, liên quân ngay tại vừa đánh vừa lui, ý đồ hướng đông bên cạnh phá vây, trốn hướng biển cả, lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, ma quân chưa tỉnh hồn lại, liên quân đồng dạng cũng bị làm cho đầu óc choáng váng. Thấy tam giác thành ma quân toàn diện sụp đổ, chỉ có số ít liên quân thống binh người kịp thời kịp phản ứng, tổ chức binh lực đối ma quân tiến hành công kích. Cố nhiên cho ma quân tạo thành nhất định sát thương, nhưng đa số ma quân hay là xông qua liên quân doanh trại, hướng nam bên cạnh chen chúc mà đi. Đối với phía nam ma quân đến nói, những này nhà mình huynh đệ tạo thành phá hư là tai nạn tính.
Nguyên bản coi như tề chỉnh trận hình, bị mấy trăm ngàn bại binh xông lên, tiền đạo trận hình lập tức bị xông đến thất linh bát lạc theo sát phía sau, đây là sĩ khí tăng vọt, tiếng giết rung trời, áo trắng tu sĩ đại quân. Thắng bại số lượng, trong nháy mắt nghịch chuyển. Bị nhà mình bại binh phá tan trận hình về sau, ma quân, sĩ khí cũng giống vậy sa sút tới cực điểm, căn bản là bất lực ngăn cản, sau đó đánh lén mà tới vô cực môn đại quân, hơi tiếp xúc về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Tóc trắng ma nhân nguyên vốn còn muốn kiệt lực một trận chiến, lại chỉ thấy trên trời cao, một đạo bóng người áo trắng chính hướng bên này kích xạ mà đến, lúc này sắc mặt đại biến, lại cũng bất chấp những thứ khác, xoay người rời đi. Binh bại như núi đổ. Chương 1422, trên trời rơi xuống chức trách lớn. Tóc đỏ ma nữ đi chậm một bước, mắt thấy tiền quân như núi lở sụ xuống, nàng còn muốn đem man hoang khôi lỗi lấy đi. Cái này man hoang khôi lỗi là bọn hắn bộ tộc trấn tộc chi bảo, nguyên bản có cực kỳ kinh người, không dưới nguyên anh hậu kỳ đại thành tu sĩ siêu cường sức chiến đấu, bởi vì muốn bài trừ hộ vệ đại trận nguyên nhân, đem nó thiết chí thành đơn một tiến công hình thức. Nguyên lai tưởng rằng tại dưới tình hình như thế, liên quân không có khả năng lại đối khôi lỗi tạo thành mặc cho hạ uy hiếp, cho nên cũng không có làm nhiều phòng bị. Ai ngờ thắng bại số lượng, trong nháy mắt nghịch chuyển, Tiêu Phàm không biết từ nơi nào biến ra như thế một chi áo trắng đại quân ra, trong nháy mắt liền đem ma quân giết đến hoa rơi nước chảy. Kỳ thật thật muốn binh đối binh, tướng đối tướng sống mái với nhau một trận, dù coi như Nam Châu liên quân tăng thêm vô cực môn 1 triệu đại quân, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng, ma quân thực lực không thể coi thường, coi như chiến thắng, hơn phân nửa cũng là thắng thảm. Nhưng bây giờ Hoành không xuất thế, chặn ngang một kích, vừa lên đến liền diệt sát sương mù hải yêu vương cùng 3 tên hậu kỳ đại ma tôn, lớn tiếng dọa người, lại lập tức liền đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tóc đỏ ma nữ vừa tức vừa gấp, một bên cao giọng hô quát hộ vệ khôi lỗi ma quân toàn lực phòng thủ, một bên vội vã thi pháp muốn đem khôi lỗi phân giải thu tiến vào đặc chế không gian bảo vật bên trong mang đi. Bình thường khôi lỗi, đều có chuyên môn chữ vật vòng tay đến cất giữ, man hoang khôi lỗi thực tế quá khổng lồ, bình thường chữ vật vòng tay căn bản liền không có tác dụng, chỉ có thể dùng đặc chế không gian bảo vật, dù là như thế cũng trước hết đem khôi lỗi phân giải, mới có thể một vừa thu lại đi vào. Phải hoàn thành cái này một hệ liệt động tác hay là cần một chút thời gian? Như tại bình thường, cũng là không quan trọng, nhưng ở dưới mắt, mỗi từng giây từng phút đều cực kỳ quý giá, nháy mắt chi cách chính là sinh tử có khác. Mắt thấy cuồn cuộn đánh tới áo trắng đại quân còn ở phía xa. Chỉ cần hộ vệ ma quân có thể đứng vững một chén trà quang cảnh, liền có thể thi pháp hoàn tất đem khôi lỗi thu nhập không gian bảo vật. Tóc đỏ ma nữ nhẹ nhàng thở một hơi, động tác trên tay càng thêm tăng tốc 3 phân. Đúng lúc này, bên người cách đó không xa một trận gợn nước ba động. Một tên bóng người áo trắng nổi lên, sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt tiếp cận nàng. Tóc đỏ ma nữ lập tức một tiếng hoảng sợ thét lên. Tiêu Phàm, đừng nhìn nàng lúc trước tựa hồ đối với Tiêu Phàm cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, nhưng đó là ở vào 1 triệu đại quân hộ vệ bên trong, lại cùng tóc trắng ma nhân mấy tên cùng giai tu sĩ ở cùng một chỗ, tất nhiên là nghiêm nghị không sợ. Bây giờ tóc trắng ma nhân, phác họ cao đại ma người đều đã chạy bóng dáng không gặp. Nơi đây chỉ còn lại có nàng một tên đại ma tôn, bỗng nhiên ở giữa, liền gặp được cái này truyền thuyết bên trong sát thần, sao không cả kinh hồn phi thiên bên ngoài. Ma nữ này cũng coi như vô cùng có quyết đoán, gặp một lần Tiêu Phàm xuất hiện. Liền lại cũng không lo được khôi lỗi, xoay người bỏ chạy. Tiêu Phàm diệt sát thiên ma thiếu chủ, nàng vẫn chưa thấy tận mắt nhưng vừa rồi diệt sát sương mù hải yêu vương. Lại là thấy rõ ràng, sương mù hải yêu vương bản sự tóc đỏ ma nữ thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Cũng có thể nói là đại ma tôn chi bên trong cực mạnh người, cố nhiên còn so ra kém thiên ma thiếu chủ, so sánh nàng nhưng là muốn mạnh nhiều. Như thế ngưu nhân còn ngăn không được Tiêu Phàm sát chiêu. Những người khác liền càng không cần trong lòng còn có may mắn. Đạo hữu muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, tóc đỏ ma nữ bên tai lại vang lên một tiếng nói già nua, rất có uy nghiêm chi ý. Ai? Tóc đỏ ma nữ bỗng nhiên dừng lại thân thể kêu lên, nghiêng đầu nhìn chung quanh, thất kinh. Trong hư không lại là một trận gợn nước ba động, một tên ông lão mặc áo trắng phá không mà ra, nhàn nhạt nhìn xem nàng, chính là Chỉ Thủy Tổ Sư. Một tại Chỉ Thủy Tổ Sư trên thân cảm nhận được kia gỗ quen thuộc hạo nhiên chính khí, khí tức tóc đỏ ma nữ một trái tim nháy mắt liền chìm đến đáy cốc, biết hôm nay là giữ nhiều lành ít. Huynh đệ thật có ngươi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết lúc nào Trừ Cửu cùng Trần Tuyết Băng đi tới Tiêu Phàm bên người, hưng phấn đến thẳng ồn ào. Sự biến hóa này thực tế quá mức kinh người, Trừ Cửu hưng phấn chi dư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Phàm cười cười, nói càn khôn đỉnh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, áo trắng đại quân cùng Nam Châu liên quân đang toàn lực truy sát chạy tán loạn bên trong ma quân, Tiêu Phàm cũng không có thời gian đến chậm rãi nói tỉ mỉ trong đó duyên cớ.
Cũng may Trừ Cửu cũng là người cực kỳ thông minh, đầu nhất chuyển liền hiểu được. Hắn sớm liền kiến thức qua Tiêu Phàm Càn Khôn Đỉnh, biết kia là khó gặp không gian chí bảo, mặc dù nhất thời bán hội còn không phải quá rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng chỉ cần cùng không gian chi lực có liên quan lời nói, vậy liền vô luận cỡ nào chuyện thần kỳ cũng có thể phát sinh. Tại khó khăn lắm muốn toàn quân bị diệt thời điểm, phát sinh dạng này kinh thiên nghịch chuyển, bây giờ trái lại truy sát ma nhân, trong lòng hài lòng, là không cần phải nói. Tiêu Phàm liếc hắn một cái, lại có chút lo âu nói, Cửu ca, ngươi nghỉ ngơi trước một trận đi. Nhìn ra được Trừ Cửu thụ thương không nhẹ, bây giờ một hơi cổ vũ, anh dũng hướng về phía trước từ không cảm thấy cỡ nào nghiêm trọng, nhưng thời gian kéo phải càng dài, đối với hắn càng là bất lợi. Tiêu Phàm nói tiện tay móc ra một cái bình ngọc đổ ra một viên hỏa hồng đan dược đưa cho Trừ Cửu. Trừ Cửu tiếp nhận đan dược há miệng liền nuốt xuống, cười ha hả nói, một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Cái này không phải có Tiêu Y Thánh ở đây sao? Tính được cái gì? Tiêu Phàm liền cười lắc đầu. Hắn cũng biết Trừ Cửu tính tình, lúc này khuyên hắn dừng lại chữa thương kia là vô luận như thế nào cũng không chịu nghe. May mà Trừ Cửu nói không sai, có Tiêu Y Thánh tại, một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Tiêu Phàm tổng có biện pháp cho hắn miễn trừ cái này di chứng. Trận này truy sát trọn vẹn sau một tháng mới tạm thời có một kết thúc. Trải qua một tháng truy sát mấy triệu ma quân giết thì giết, bắt thì bắt bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại gần một nửa thì thứ tán đào mệnh đi. Cái này gần một nửa ma quân, mặc dù may mắn trốn được tính mệnh, sĩ khí cũng đã sa sút tới cực điểm, người người đàm tiêu, biến sắc trong thời gian ngắn là không chịu nổi tái chiến. Dạng này không ngừng nghỉ chút nào truy sát một tháng, liên quân cố nhiên thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng mệt mỏi đã cực cần dừng lại, hào hào tu chỉnh mấy ngày, lại định cử chỉ. Đêm đó, áo trắng đại quân trụ sở, vô cực môn mấy triệu đệ tử tham dự đại chiến, chỉ có mấy chục vạn người. Đều là trúc cơ kỳ trở lên tu vi, những cái kia tu vi quá thấp luyện khí kỳ hàng tiểu bối, liền lưu tại Tam Giác Thành trong thành. Tiêu Phàm không có đồng ý bọn hắn ra chiến trường. Bởi vì tu chân giới kim tự tháp như cơ cấu, vô luận cái kia cái tông môn, đệ tử cấp thấp luôn luôn chiếm tuyệt đại đa số, vô cực môn cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này mấy triệu luyện khí kỳ hàng tiểu bối, lại là cấu thành vô cực môn chân chính nền tảng, tương lai kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, đều muốn xuất hiện ở trong bọn họ, thậm chí ngộ linh kỳ lão tổ cũng muốn trong bọn hắn ở giữa sinh ra, vô cực đạo thống, từ bọn hắn truyền thừa tiếp. Bất luận một vị nào tông môn thủ lĩnh, đều muốn dốc lòng quan tâm những này cấp thấp nhất hàng tiểu bối. Bên trong quân trướng, Tiêu Phàm sư đồ ngồi đối diện nhau. Tiêu Phàm tự thân vì sư phụ dâng lên một chén linh trà, mỉm cười nói, đánh một tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chỉ thủy tổ sư nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói tu chỉnh mấy ngày cũng tốt. Tiếp xuống, ngươi dự định hướng phương hướng nào tiến quân? Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, cái này muốn mời sư phụ đến định đoạt. Chỉ thủy tổ sư nặng nề thọ lông mày nhấc lên một chút, nói, Tiểu Phàm, sư phụ đã sớm nói, cái này vị trí trưởng giáo, đã truyền cho ngươi, dưới mắt ngươi mới là vô cực môn đương đại trưởng giáo, lại là Nam Châu liên quân đại thống lĩnh, cái này cầm như thế nào đấu pháp, đương nhiên từ ngươi tới làm chủ, sư phụ sẽ không bao biện làm thay. Tiêu Phàm nói, sư phụ trước khác nay khác, ban đầu ở địa cầu thời điểm, ngài đem vị trí trưởng giáo truyền cho ta, đó là bởi vì tuổi tác đã cao. Bây giờ tình hình khác biệt, ngài tuổi xuân đang độ, cái này vị trí trưởng giáo, đương nhiên hẳn là bởi ngài đến chấp trưởng, đệ tử cam nguyện tọa hạ nghe lệnh. Chỉ thủy tổ sư cười ha ha một tiếng, nói, cái gì trước khác nay khác, tình hình bây giờ cùng năm đó cũng không có gì khác biệt. Ngươi bây giờ bất quá 200 tuổi, sư phụ đều đã 700 tuổi, chẳng lẽ còn không tính tuổi tác đã cao. Nói thật với ngươi, cái này vị trí trưởng giáo, ngươi tiếp cũng được tiếp, không tiếp cũng được tiếp. Cuộc chiến này đánh xong, chúng ta trở lại thiên tôn lĩnh tổ địa, sư phụ liền muốn bế quan không ra. Tại Càn Khôn Đỉnh, bên trong, bị quản chế tại lực lượng pháp tắc ta từ không thử nghiệm qua xung kích ngộ linh bình cảnh. Trở lại thiên tôn lĩnh, nói thế nào đều muốn thử một lần. Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật chuyện này hình, hắn đã sớm nhiều lần cân nhắc qua. 700 tuổi, tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, không tính quá già, nhưng cũng không thể coi là tuổi còn rất trẻ. Tiếp xuống những năm này, sư phụ chỉ sợ muốn đem tuyệt đại bộ phân tinh lực đều hoa tại đột phá bình trên cổ tông môn sự tình, khẳng định phải giao cho hắn đi quản lý. Hắn cái này còn chưa đủ 200 tuổi hậu kỳ đại tu sĩ, mới thật xem như trẻ trung khỏe mạnh tuổi xuân đang độ. Đâu có hắn tránh qua một bên, lại đem cái này phí sức trưởng giáo sự tình tiếp tục để sư phụ đi gánh. Sở dĩ một mực nhún nhường không nhận, nhưng cũng là lễ tiết nhất định. Lúc này nói, sư phụ chúng ta thiên tôn lĩnh linh nhãn chi địa, linh khí nồng đậm, sinh mệnh tinh hoa tràn đầy, ngược lại là cái xung kích bình cảnh nơi tốt.
Thiên Tôn lĩnh linh nhãn chi địa trung linh dục tú, không chút nào tại thánh linh nguyên dưới mặt đất. Chỉ thủy tổ sư liền cười. Sư đồ chi tâm, tên này tiểu đệ tử tính nết, hắn so với ai khác đều rõ ràng, quan sát, tỉ mỉ Tiêu Phàm vài lần, chỉ thủy tổ sư khẽ vuốt cằm, thở dài nói, Tiểu Phàm, năm đó sư phụ nhìn ngươi, mặc dù là thiên tử tướng mệnh, lại ẩn giấu đi cực lớn phong hiểm, hơi một vô ý, liền có khả năng gãy kích trầm xa. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đại kiếp cũng cuối cùng tại quá khứ, thiên tử mệnh chí tôn tướng, cả hai đầy đủ. Xem ra cái này giao diện trách nhiệm phải rơi vào trên vai của ngươi. Sư phụ. Tiêu Phàm song mi có chút giơ lên, cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, chúng ta vô cực môn tại Nam Châu Đại Lục uy phong hiển hách, lãnh tụ quần luân mấy chục ngàn năm. Thái Hưng tổ sư tại không gian thông đạo bên trong ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến sơn môn sụp đổ. Bởi vì cái gọi là khí đầy thì doanh, ngày đầy thì thua thiệt cũng coi là nên có kiếp nạn này. Bây giờ kiếp số đã đủ, đương nhiên phải một lần nữa tỉnh lại. Chỉ thủy tổ sư nói. Có quan hệ vô cực môn tại Nam Châu Đại Lục bên trên cái này ngàn năm qua tao ngộ, Tiêu Phàm cũng đã sớm đã nói với hắn, chỉ thủy tổ sư cảm khái chi dư, nhưng cũng lấy thuật sư phương thức giải đọc việc này. Năm đó giao diện chi chiến cực kỳ nguy hiểm, may mà vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Dưới mắt lại là như vậy, dạng này đánh xuống, mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng đều là sát thương quá nặng, làm trời nổi giận. Ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản trận đại chiến này. Đây mới thực sự là trên trời rơi xuống chức trách lớn. Miễn chi. Chương 1423, Ngộ Linh Kỳ lão tổ trúng kế. Liên quân khôi phục Bắc Ninh bán đảo toàn cảnh, chỉ dùng không đến thời gian một năm. Tam giác thành phụ cận ma quân, là toàn bộ Bắc Ninh bán đảo ma người trong đại quân binh lực mạnh nhất, sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội, chi này ma quân một đổ Tiêu Phàm bọn người rảnh tay, có thể dễ dàng mà thu thập hết cái khác mấy chỗ vây công liên quân ma nhân bộ đội. Tam giác thành ma quân toàn quân bị diệt, sương mù hải yêu vương cùng cường hãn đại ma tôn vẫn lạc, tin tức giống như gió truyền khắp Bắc Ninh bán đảo các nơi. Liên quân những nơi đi qua, một chút trước kia trốn cùng ma quân đánh du kích đám bộ đội nhỏ, đều nhao nhao xông ra yêu cầu gia nhập liên quân cùng một chỗ đối ma quân tác chiến. Đối đây, Tiêu trưởng giáo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này tiểu cỗ du kích bộ đội, mặc dù người số không nhiều, lại đa số đều là kim đan kỳ trở lên bên trong tu sĩ cấp cao, đơn binh năng lực tác chiến cực nó cường hãn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, thu nạp đại lượng tiểu cỗ du kích bộ đội về sau, liên quân thực lực tăng nhiều. Tiêu Phàm lập tức quyết định chia binh xuất kích lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch trong đảo tàn quân. Mà chính hắn thì xuất lĩnh lấy một chi cực kỳ tinh anh tiểu bộ đội thẳng đến Bạch Vân Thành. Chi này tinh anh tiểu bộ đội, đều từ cao trung giai tu sĩ tạo thành, trang bị tinh lương, sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu Phàm mục tiêu rất rõ ràng, chính là đoạt tại ma nhân trở về thủ trước đó, trước một bước tập kích chiếm lĩnh Bạch Vân Thành, đem ma nhân chạy trốn phải qua đường phá hỏng, hình thành đóng cửa đánh chó trạng thái. Phân tán tại Bắc Ninh bán đảo các nơi ma nhân quân đội, lúc này khẳng định cũng đang cật lực hướng Bạch Vân Thành dựa vào, để cầu chạy thoát. Thậm chí chỉ cần bọn hắn tử thủ ở Bạch Vân Thành, chờ ma đại quân người viện binh đuổi tới, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Song phương cướp chính là một cái tốc độ, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, bởi vì hắn quyết sách chính xác. Xuất lĩnh chi này tinh anh tiểu bộ đội tốc độ bay nhanh chóng, xa không phải ma quân đại đội có thể so sánh, đoạt tại ma nhân trước đó. Đuổi tới Bạch Vân Thành, Tiêu Phàm lập tức sử dụng càn khôn đỉnh cấu trúc ra một cái không gian độc lập, đem mình cùng mấy vị cùng giai đại tu sĩ đều thần không biết quỷ không hay đưa vào thành bên trong, nhất cử chiếm cứ hộ thành đại trận trận nhãn, triệt tiêu hộ thành lồng ánh sáng. Cùng trước đó bọn hắn tập kích chiếm lĩnh Bạch Vân Thành, đánh giết thiên ma thiếu chủ một lần kia không có sai biệt. Chỉ bất quá lần này càng thêm thuận lợi, không có một cái đồ biến thái cường hãn thiên ma thiếu chủ ra cùng Tiêu Phàm đại chiến 300 hiệp. Bạch Vân Thành vốn là rất trống rỗng. Ma nhân bộ đội chủ lực, đều phái đi trong đảo vây quét Nam Châu liên quân đi thủ vệ Bạch Vân Thành đều là một chút sức chiến đấu không mạnh hậu cần bộ đội. Tu chân giới đại chiến, rất nhiều phương diện cùng phàm tục thế giới chiến tranh là tương thông, cũng không có bản chất khác nhau. Trước đó vài ngày, ngược lại là có một ít bại binh chạy trốn tới Bạch Vân Thành, riêng lấy nhân số mà nói cũng không tính thiếu. Đơn binh năng lực tác chiến không yếu, nhưng mà những bại binh này tinh khí thần đã bị triệt để phá tan, ở trong thành khắp nơi tuyên dương liên quân anh dũng vô địch, nhất là tuyên dương Tiêu Phàm đáng sợ, làm cho trong thành lòng người bàng hoàng. Đàm Tiêu, biến sắc, nhóm này bại binh đến, đối Bạch Vân Thành thành phòng không những không có chút nào trợ giúp, ngược lại làm cho trong thành quân coi giữ cũng sĩ khí sa sút. Tiêu Phàm xuất lĩnh tinh anh tiểu bộ đội không tốn sức chút nào liền cướp đoạt Bạch Vân Thành. Trong thành vốn có phòng giữ bộ đội, còn muốn tổ chức chống cự. Đám kia bại binh vừa thấy được Tiêu Phàm tại thành trì trên không hiện thân, không nói hai lời.
co cẳng liền chạy, cái gì đều không lo được. Cái này vừa chạy triệt để đem quân coi giữ sĩ khí chạy không có, cơ hồ chỉ tiến hành tượng trưng chống cự. Liền ầm vang tứ tán, tranh nhau chen lấn, trốn bán sống bán chết. Chân chính ác chiến phát sinh ở 3 ngày sau. Liễu Thành phương hướng đại đội ma quân đuổi tới. Chi này ma quân cũng không nhận được qua trọng đại đả kích, mà là Liễu Thành phương hướng ma quân thống lĩnh biết được Tam Giác Thành ma quân toàn quân bị diệt tin tức về sau, biết Nam Châu liên quân ngay tại hướng Liễu Thành xuất phát, liền là phái ra chi bộ đội này, muốn hiệp trợ Bạch Vân Thành quân coi giữ cố thủ thành trì, bảo trụ đường lui. Ai ngờ hay là chậm một bước bị Tiêu Phàm đoạt tiên cơ. Chi này ma quân thống lĩnh cũng là nhân vật hung ác, biết rõ Tiêu Phàm liền ở trong thành, cũng nghiêm nghị không sợ, lập tức tổ chức đại quân, hướng Bạch Vân Thành phát động mãnh liệt tiến công. Liễu Thành ma quân thực lực mạnh mẽ, không tại Tam Giác Thành ma quân phía dưới, chi này đội tiền trạm càng là tập trung ma quân tinh nhuệ, sức chiến đấu cực mạnh. Bạch Vân Thành hộ thành đại trận liên tiếp gặp phải mấy lần phá hư, uy lực không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể miễn cưỡng vì thành trì cung cấp phòng hộ, hoàn toàn đánh mất năng lực công kích. Tiêu Phàm không thể không dựa vào trong tay điểm này binh lực thủ vững Bạch Vân Thành. Dưới tình huống bình thường, như thế điểm binh lực liền một ngày đều thủ không được. Ma quân quyết tâm công thành, một ngày liền có thể công phá thành trì. Nhưng có Tiêu Phàm tại, thời gian liền không thể như thế kế được rồi. Ma quân phương diện cơ hồ một nhiều hơn phân nửa cấp cao chiến lực đều bị Tiêu Phàm kiềm chế quá khứ. Chỉ cần Tiêu Phàm vừa hiện thân, lập tức liền có 3 tên đại ma tôn cùng 10 mấy tên nguyên anh trung kỳ trở lên ma tôn từ ma quân trong trận phi độn mà ra, đồng loạt nghênh tiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không động thủ trước, bọn hắn cũng không động thủ, cứ như vậy lẳng lặng rằng co. Cái này 10 mấy tên cao giai ma tôn, không làm khác liền phụ trách tiếp cận Tiêu Phàm. Thực tế cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ tự thân xuất đội tiền trạm tập đoạt Bạch Vân Thành. Bằng không mà nói, sẽ còn cho chi này ma quân phân phối càng nhiều tu sĩ cấp cao. Ma quân đối Bạch Vân Thành tiến công tại 7 ngày sau đó bị triệt để vỡ nát. Nam Châu đại lục viện binh đến. Để liên quân cảm thấy giật mình là chi này viện binh. Vậy mà cũng là thuần một sắc tà đạo ma tu. Lãnh binh người, là Cửu Âm Quốc một tên Hàn họ đại tu sĩ. Mấy trăm ngàn viện quân, đều là từ Cửu Âm Quốc cùng phụ cận ma đạo tông môn tạo thành, cũng là binh hùng tướng mạnh. Chi này sinh lực quân một đầu nhập chiến trường, ma quân lập tức ngăn cản không nổi, bị đánh cho quân lính tan rã, chạy trối chết. Liên quân cũng không có truy kích. Trong lúc này, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo vệ chặt Bạch Vân Thành, triệt để chặt đứt ma quân đường lui, đồng thời vì trong đảo liên quân bảo trì liên tục không ngừng hậu cần tiếp tế. Hàn họ đại tu sĩ lập tức bái phỏng Tiêu Phàm. Phủ thành chủ trong hậu hoa viên, một chỗ bên hồ nhỏ bên trên, phong cảnh như vẽ. To lớn dưới bóng cây, Tiêu Phàm cùng Hàn họ đại tu sĩ ngồi đối diện nhau, trên bàn đá trưng bày linh trà cùng các loại linh quả. Cùng Cửu Âm Quốc các đại nhân khác vật đồng dạng, Hàn họ đại tu sĩ cũng là toàn thân áo đen, bất quá nhưng không có toàn thân hắc vụ quấn, ngược lại bắp thịt cuồn cuộn, lộ ra 10 điểm cao lớn uy mãnh, nếu như không phải hắn trên quần áo thêu lên Cửu Âm Quốc tiêu ký, chỉ sợ có rất ít người sẽ đem hắn xem như là Cửu Âm Quốc đại tu sĩ. Tu vi của người này cực cao, hách nhưng đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, ở xa Cửu Âm thiếu chủ phía trên. Tiêu trưởng giáo Cửu Ngưỡng đại danh như sấm bên tai. Hàn họ đại tu sĩ liền ôm quyền, cao giọng nói, lại là dương cương chi khí 10 phần, tựa hồ tu luyện cũng không phải quỷ đạo công pháp. Bất quá Tiêu Phàm cũng tịnh không thế nào kinh ngạc. Cửu Âm Quốc danh xưng ma đạo thứ nhất tông, tự nhiên không chỉ một loại truyền thừa công pháp, Cửu Âm Quốc đại tu sĩ tu luyện chính là dương cương thần thông, cũng không có gì không đúng. Hàn trưởng lão khách khí, Tiêu Phàm ôm quyền hoàn lễ, mỉm cười nói, Tiếu Dung lập tức liền thu liếm, song mi cau lại. Xin hỏi Hàn trưởng lão, không biết Diêm đạo hữu có thể đã trở lại Cửu Âm Thành? Cửu Âm Quốc thủ đô cũng gọi Cửu Âm Thành, lại là cùng Lệ Thú Sơn mạch phía dưới tòa kia Cửu Âm Thành, không là một chuyện. Mấy tháng trước đó, Cửu Âm thiếu chủ tại Liễu Thành binh bại, như vậy mất tích. Lúc ấy Tiêu Phàm bọn người suy đoán Cửu Âm thiếu chủ khẳng định là xông ra trùng vây, trốn về Cửu Âm Thành đi. Mặc dù đại chiến kịch liệt, Liễu Thành phương hướng Nam Châu liên quân cơ hồ là toàn quân bị diệt, nhưng chân chính vẫn lạc đại tu sĩ cũng không nhiều. Bất kể nói thế nào, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều là cái này một giới trừ ngộ linh kỳ lão tổ bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, mỗi một vị đại tu sĩ đều có mình độc đáo bản sự, có áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, trừ phi gặp được loại kia biến thái cường hãn đối thủ, hoặc là lâm vào nhiều tên cùng giai tu sĩ trong vòng vây, nếu không còn thật không dễ dàng bị diệt sát.
Cửu âm thiếu chủ mặc dù khó khăn lắm tiến giai đại tu sĩ không lâu, cùng những cái kia sớm đã đạt đến tại cảnh giới đại thành cùng giai tu sĩ tướng so thần thông yếu kém, nhưng thân là đại tông môn thái tử tùy thân mang theo bảo vật, nhưng còn xa không tầm thường đại tu sĩ có thể so, mỗi một cái đều là đa bảo đạo nhân, chỉ cần không phải vận khí đặc biệt kém tự vệ đào mệnh hay là không thành vấn đề. Thực sự trở thành pháo hôi, tự nhiên là cấp thấp tu sĩ chiếm đa số. Ai ngờ Hàn họ đại tu sĩ nhưng cũng lập tức nhíu lên song mi, hỏi ngược lại, thế nào, chẳng lẽ thiếu chủ không có đi cùng tiêu trưởng giáo tụ hợp? Tiêu Phàm liền trong lòng cảm giác nặng nề, không hề nghi ngờ cửu âm thiếu chủ cũng chưa trở lại cửu âm thành đi. Thấy Tiêu Phàm như vậy thần sắc, biển Hàn họ đại tu sĩ nơi nào còn có không rõ, lúc này trầm ngâm không nói, song mi nhào càng chặt hơn, chốc lát mới trầm giọng nói, Hàn mỗ từ cửu âm thành xuất phát thời điểm thiếu chủ dài nguyên đèn vẫn còn sáng, chỉ là hơi có chút ảm đạm mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái gọi là dài nguyên đèn, chính là vốn mệnh đăng. Cửu âm thiếu chủ dài nguyên đèn vẫn sáng, đã nói lên hắn vẫn chưa vẫn lạc, vốn là chuyện tốt, nhưng Tiêu Phàm cùng Hàn họ đại tu sĩ lại đều nhẹ nhõm không dậy. Đã còn sống, nhưng lại chưa trở về cửu âm thành, cũng không có cùng Tiêu Phàm tụ hợp, như vậy thất thủ bị bắt khả năng liền rất cao. Đối với cửu âm quốc đến nói, kết quả như vậy, cũng không so cửu âm thiếu chủ đã vẫn lạc tới càng tốt hơn một chút. Ai biết ma quân phương diện, sẽ đưa ra điều kiện ra sao tới. Hàn trưởng lão, quý quốc hành động cứu viện, thực tế quá chậm chút. Một lát sau Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngữ khí có phần có chút không vui. Cửu âm thiếu chủ Liễu Thành binh bại, đã qua tốt mấy ngày này, rất về phần bọn hắn tam giác thành phương hướng đều đã chuyển bại thành thắng, một lần nữa công chiếm Bạch Vân Thành, cửu âm quốc viện binh mới khoan thai tới chậm, xem ra cửu âm thiếu chủ tại cửu âm quốc địa vị cũng không như tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Hàn họ đại tu sĩ cười khổ một tiếng, cũng không phủ nhận Tiêu Phàm cái này chỉ trích. Nhưng mà hắn ngay sau đó nói ra một phen, lại làm cho Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Không dối gạt Tiêu trưởng giáo, Bỉ Tông sở dĩ khoan thai tới chậm cũng là có nguyên nhân. Chiến cuộc đã phát sinh biến hóa trọng đại, cho nên chúng ta mới có thể đến chậm một bước. Chấm ngoặc kép, biến hóa gì? Tiêu Phàm lập tức hỏi. Không phải là Nguyên Linh Thành bên kia xảy ra chuyện rồi. Không phải, Nguyên Linh Thành ngược lại là không có xảy ra việc gì, nghe nói là mấy vị kia ngộ linh kỳ tiền bối bên trong ma nhân cái bẫy, Bỉ Tông lớn thiên vương đều đã chạy tới. Hàn họ đại tu sĩ thấp giọng nói vô cùng nó nặng nề. Chương 1424, Sáu Vương Cốc. Bắc Minh đại địa trên không, một đạo bạch sắc độn quang tại cực tốc phi độn. Cái này nói độn quang tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt qua rất nhiều bên trong cấp thấp tu sĩ lý giải cực hạn. Những cái kia kim đan kỳ trở xuống tu sĩ cơ hồ chỉ thấy một nói tia chớp màu trắng xẹt qua chân trời, trong chớp nhoáng liền đi phải xa. Căn bản là thấy không rõ lắm, cái này thiểm điện bên trong, đến cùng bao vây lấy cái gì. Đây là Tiêu Phàm, đem phong độn thuật thi triển đến cực hạn, sớm đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn, khó khăn lắm cùng ngộ linh kỳ lão tổ sánh vai cùng. Từ khi lĩnh ngộ lôi bằng trong nội đan truyền thừa phong độn thuật về sau, tốc độ bay vẫn luôn là Tiêu Phàm cường hạng. Nhưng dạng này liều lĩnh cực tốc phi độn tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tiêu Phàm vội vã chạy tới Sáu Vương Cốc. Sáu Vương Cốc tại Nam Châu Đại Lục Trung Bộ từ xưa đến nay chính là Nam Châu Đại Lục cấm địa. Người xưa kể lại, Sáu Vương Cốc là lần trước giao diện đại chiến thời điểm, sáu vị ngộ linh kỳ đại năng giả chôn xương chỗ. Kia sáu vị ngộ linh kỳ đại năng, đều không phải bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, dù coi như tại ngộ linh kỳ lão tổ bên trong, cũng có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ chân chính đại năng. Trong đó mấy vị đều có cực kỳ nồng đậm trời sinh thánh linh huyết mạch, là trời sinh thánh linh tại cái này một giới nhất dòng chính hậu duệ, huyết mạch nhất thuần. Không có thánh linh huyết mạch chỉ có một vị, mà cái này một vị lại là thuần chính nhất nhân loại huyết thống, không có chút nào tạp chất. Mọi người đều biết chân chính thuần chính nhất người tộc huyết thống, thậm chí so trời sinh thánh linh huyết mạch còn muốn chân quý, còn muốn hiếm thấy. Nghe nói cửu linh cây đều đủ hỗn độn linh thể, chính là thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch. Cái này sáu vị ngộ linh kỳ đỉnh tiêm cao thủ tại Sáu Vương Cốc kịch chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Mặc dù không có người tận mắt chứng kiến một trận chiến này, nhưng một trận chiến này tạo thành phá hư, lại là mọi người đều biết. Sáu Vương Cốc phạm vi ngàn dặm bị san thành bình địa. Mà lại tất cả thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, đều bị hấp thu không còn, nguyên bản linh khí tràn đầy chỗ, biến thành một mảnh chết hết hoang mạc, hãm sâu lòng đất, không có một ngọn cỏ. Số vạn năm trôi qua. Sáu Vương Cốc vẫn như cũ là như vậy chết hết tình hình, không có chút nào cải biến. Nghe nói Sáu Vương Cốc hình thành chi sơ, có kia người tham lam, muốn đánh cắp Sáu Vương sau khi chết còn sót lại bản mệnh công pháp và pháp bảo binh khí, lần lượt tiến vào trong cốc tìm kiếm, kết quả một đi không trở lại.
cũng không biết qua đi bao lâu, mới bị người phát hiện. Sớm đã trong cốc biến thành cực kỳ khủng bố thây khô, sinh mệnh tinh hoa bị hấp thu phải sạch sẽ. Loại sau này, bất kỳ người nào xúc chỉ cần vừa tiến vào trong cốc không bao lâu, đều sẽ không giải thích được ngã xuống đất mất mạng. Biến thành kinh khủng thây khô, dù coi như là tu sĩ cấp cao, cũng không ngoại lệ. Từ đây, sáu vương cốc liền biến thành vòng cấm. Loại không người dám tại tới gần. Rất nhiều có quan hệ sáu vương cốc nghe đồn, lan truyền nhanh chóng. Trải qua mấy chục ngàn năm diễn biến, những tin đồn này đã sớm trở nên hoang đường, hư ảo nhiều chân thực thiếu. Chỉ có một điểm là có thể xác định, đó chính là 10 triệu không thể tiến vào 6 vương cốc. Cách càng xa càng tốt, cái này đã từng mai táng qua 6 vị siêu cấp đại năng địa phương, đã sớm thành chết hết đại hung chi địa, 6 vương vong linh sau khi chết không cam lòng, vẫn luôn trong cốc phiêu đãng, bất kỳ cái gì có can đảm đặt chân 6 vương cốc người, đều sẽ bị vong linh bắt đi hồn phách, hút khô tinh huyết, biến thành một cỗ thây khô. Mà Tiêu Phàm mục đích chính là 6 vương cốc. Theo Hàn Họ Đại Tu Sĩ nói, Cửu Âm Đại Quốc Sư mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ chính là bị thất dạ giới ngộ linh tu sĩ, dụ tiến vào 6 vương cốc, kết quả rơi vào đối phương bầy trong bẫy, bị khốn trụ. Trước đó không lâu, Cửu Âm Đại Quốc Sư thông qua bí pháp hướng Cửu Âm Thiên Vương truyền đến tin tức, mời Cửu Âm Thiên Vương lập tức cứu viện. Cửu Âm Thiên Vương hẹn mặt khác mấy vị ngộ linh kỳ đồng đạo, đồng loạt chạy tới. Hàn Họ Đại Tu Sĩ nói, lại không nghĩ tới, những cái kia cáo già thất dạ giới ma nhân, lần này thiết hạ một cái bẫy liên hoàn. Ngay từ đầu, mọi người coi là Bắc Ninh bán đảo mới là quyết chiến chi địa, Nam Châu liên quân đầu nhập trọng binh công kích Bạch Vân Thành, kết quả phản rơi vào bẫy, bị ma quân đến cái vây đánh. Nam Châu đại lục siêu cấp tông môn một thấy tình thế không đúng, lập tức liền tổ chức viện binh, vội vàng tiến về Bắc Ninh bán đảo cứu viện. Ai ngờ, lại bên trong ma quân kế điệu hổ ly sơn, Nguyên Linh Thành lập tức trở nên 10 điểm trống rỗng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ma đại quân người, lập tức thừa cơ tấn công mạnh Nguyên Linh Thành. Nguyên Linh Thành lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Coi như mọi người cảm thấy, rốt cục soi rõ ma quân gian kế, liền vội vội vàng vàng nghìn dặm gấp rút tiếp viện Nguyên Linh Thành, chợt nhận được tin tức mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ đọa nhập ma người cái bẫy. Nam Châu đại lục tu sĩ cấp cao nhóm mới chợt hiểu ra, đến cùng hiểu được nguyên lai ma quân chân chính mục tiêu, không phải là Bắc Ninh bán đảo, cũng không phải Nguyên Linh Thành, mà là Nam Châu đại lục thiết bị đầu cuối chiến lực ngộ linh tu sĩ. Dù làm những này ngộ linh tu sĩ, xa cách mình đại bản doanh tiến về hung hiểm vạn phần sáu vương cốc cuối cùng nhất cử toàn diệt. Chỉ cần tiêu diệt Nam Châu đại lục ngộ linh kỳ lão tổ thắng bại đứng nghiêm. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn đánh cho dù tốt tiêu diệt ma quân lại nhiều tại thiết bị đầu cuối chiến lực nghiêm trọng thiếu thốn dưới tình hình cuối cùng cũng vẫn là muốn ngăn cản không nổi. Đừng nhìn những này ngộ linh kỳ lão tổ tại giao diện đại chiến bên trong một mực không có xuất thủ, tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, chân chính liều chết tác chiến, trở thành đại quân trụ cột vững vàng, hay là những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Kia là chỉ biết một mà không biết hai. Chính là bởi vì có những này ngộ linh lão tổ kiềm chế, thất dạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ mới không dám tùy ý xuất thủ. Một khi Nam Châu đại lục ngộ linh kỳ tu sĩ tổn thương thảm trọng, cũng không còn cách nào đối thất dạ giới ngộ linh lão tổ hình thành hữu hiệu kiềm chế, Nam Châu đại lục liên quân tận thế, liền giáng lâm. Có đôi khi thậm chí chỉ cần một vị bình thường ngộ linh lão tổ xuất thủ, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến 1 triệu đẳng cấp đại chiến kết quả cuối cùng. Thật giống như Tiêu Phàm, Thiên Ma thiếu chủ những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong tài năng xuất chúng nhất người, lực lượng một người, là đủ kiềm chế lại đối thủ gần một nửa cấp cao chiến lực. Xét đến cùng, bọn hắn cũng còn dừng lại tại nguyên anh kỳ, không phải ngộ linh kỳ tu sĩ. Từ đó có thể biết chân chính ngộ linh lão tổ, ra sao cùng thần thông, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, ra sao cùng sâu xa. Khó trách biết được ngộ linh kỳ tu sĩ xảy ra chuyện, danh xưng Nam Châu đại lục ma đạo đệ nhất nhân Cửu Âm Thiên Vương cũng không lo được Cửu Âm quốc thái tử sinh chết rồi, vội vã chạy tới sáu vương cốc chỉ phái Hàn Họ Đại tu sĩ bọn người, xuất lĩnh viện quân đi cứu viện Bắc Ninh bán đảo. Thân là Nam Châu đại lục ma đạo chí tôn, Cửu Âm Thiên Vương đương nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đâu chỉ là Cửu Âm Thiên Vương lòng như lửa đốt, vừa nghe đến tin tức này Tiêu Phàm cũng giống vậy ngồi không yên. Lúc này liền đem liên quân sự vụ ủy thác cho Trừ Cửu toàn quyền phụ trách, mình lẻ loi một mình, đi cả ngày lẫn đêm hướng sáu vương cốc tiến đến. Trừ Cửu tu vi, mặc dù không phải đại tu sĩ quần thể bên trong cao thâm nhất, nhưng hắn cho tới nay, đều là Tiêu Phàm phụ tá, đối với liên quân các bộ tình huống đều hết sức quen thuộc, lại là thái thượng tông thiếu tông chủ, chiêu bài đủ cứng, cho nên tiếp tục đem liên quân sự vụ ủy thác cho hắn, là rất thích hợp. Về phần vô cực môn đại quân, có chỉ thủy tổ sư cùng cái khác 7 vị hậu kỳ đại tu sĩ cân đối, căn bản liền không cần nhọc lòng. Đối với Tiêu Phàm cử động lần này, cơ hồ tất cả người biết chuyện đều trợn mắt hốc mồm. Sau đó là đồng loạt khuyên can.
Đạo lý ngược lại là rất rõ ràng, kia là người ta ngộ linh kỳ lão tổ sự tình, ngươi một nguyên anh tu sĩ, đi lẫn vào làm cái gì? Mặc dù mọi người đều biết thất thủ tại sáu vương cốc ngộ linh kỳ tu sĩ, bao quát Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong, vợ chồng liên tâm Tiêu Phàm lo lắng người yêu an nguy, chính là đương nhiên. Chỉ bất quá, ngươi chạy tới không dùng a. Cứ việc tu vi của ngươi tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, đã là danh phù kỳ thực, hào không tranh cãi thứ nhất cuối cùng cũng vẫn là dừng lại tại nguyên anh cảnh giới, không có phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Cùng chân chính ngộ linh kỳ tu sĩ tướng so, đến cùng vẫn là có khoảng cách. Huống hồ, đã thất dạ giới ma nhân có thể đem mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ đều vây ở sáu vương cốc như vậy, bọn hắn xuất động ngộ linh kỳ tu sĩ cũng tuyệt không chỉ một vị hai vị, chỉ ít cũng hẳn là có 8-9 vị, thậm chí tầm 10 vị nhiều. Đối mặt một tên ngộ linh kỳ lão tổ Tiêu Phàm có lẽ còn có thể đánh không lại trốn được, cái này nếu là không cẩn thận rơi vào mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ trong vòng vây. Vậy liền thật chỉ có thể trơ mắt cùng chết rồi. Đi giúp không được gì, ngược lại vô cùng có khả năng thành vướng bận, thông minh cơ trí như Tiêu chân nhân tuyệt không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, chuyện như vậy, không nên là cáo giả hậu kỳ đại tu sĩ làm. Đạo lý kia Tiêu Phàm so với ai khác đều hiểu. Nhưng hắn hay là không chút do dự, liền hướng sáu vương cốc tiến đến. Biết rõ Âu Dương Minh Nguyệt có phiền phức tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Có giúp được không là một chuyện, muốn hay không chạy tới, lại là một chuyện khác. Âu Dương Minh Nguyệt kiêu ngạo như vậy, lại cam tâm tình nguyện cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng, tổng là có lý do, cái này cái nam nhân thật đáng giá nàng vô hạn trả giá, nàng mới chịu làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Chỉ vì nàng biết mặc kệ ngàn dặm nghìn dặm, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm Tiêu Phàm nhất định sẽ dốc hết toàn lực tiến đến cùng nàng kề vai chiến đấu. Thật giống như tại thất dạ giới, Tiêu Phàm tình nguyện cùng đoàn người đi ngược lại, liều mạng cũng muốn đi trước Đông Bình Hoang Nguyên chỗ sâu nhất cứu viện Thiên Diệu Tiên Tử, là đồng dạng lý do. Chân chính ủng hộ Tiêu Phàm làm như vậy, chỉ có 3 người. Cái thứ nhất là Chỉ Thủy Tổ Sư, hắn hiểu rất rõ đồ đệ mình tính cách mà lại minh xác ủng hộ. Đổi lại là hắn, gặp phải tình huống như vậy, cũng giống vậy sẽ không chút do dự tiến đến cùng người yêu đồng sinh cộng tử. Vô cực giáo nghĩa, liền không nuôi người bạc tình bạc nghĩa. Cái thứ hai ủng hộ Tiêu Phàm, không thể nghi ngờ chính là Trừ Cửu. Trừ Cửu là loại kia trọng nghĩa phí hoài bản thân mình hảo hán tử, rất có khổ phong. Vì bằng hữu còn có thể không tiếc mạng sống, lại càng không cần phải nói vì thê tử. Mà cái thứ ba ủng hộ vô điều kiện Tiêu Phàm tự nhiên là Trần Tuyết Băng. Không vì cái gì khác, liền vì Trần Tuyết Băng là nữ nhân, nàng liền nhất định phải ủng hộ Tiêu Phàm làm như thế. Trước khi đi Tiêu Phàm tổ chức một lần tuyệt mật hội nghị quân sự, tất cả tham gia hội nghị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhất trí quyết định dựa theo cố định kế hoạch làm việc nhanh chóng kết thúc Bắc Ninh bán đảo chiến sự toàn diệt ở trên đảo Ma Quân về sau toàn quân hướng đông xuất phát tiến về Nguyên Linh Thành, sau này tập kích vây công Nguyên Linh Thành ma đại quân người. Mặc kệ ngộ linh kỳ lão tổ ở giữa ác chiến kết quả cuối cùng như thế nào, chính bọn hắn cầm muốn đánh tốt. Tiêu diệt ma quân càng nhiều, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Chương 1425 Thiên Ma Đạo Tổ. Từ Bạch Vân Thành đến Sáu Vương Cốc khoảng cách cực kỳ xa xôi. Tiêu Phàm liên tiếp sử dụng 2 lần truyền tống trận, cuối cùng đoạn đường này còn phải tự mình phi độn. Cũng không biết nguyên nhân gì, Sáu Vương Cốc 4 phía thật rộng lớn địa giới bên trong, đều không có tu kiến truyền tống trận, hoặc là trước kia tu kiến truyền tống trận, về sau đều không hiểu thấu mất đi hiệu lực. Tiêu Phàm một đường hướng Sáu Vương Cốc phi nhanh, tại không trung cũng có thể phát giác, càng đến gần Sáu Vương Cốc càng là có thể cảm nhận được không gian chi lực hỗn loạn. Xem ra năm đó trận kia Sáu Vương chi chiến, là thật ảnh hưởng sâu xa. Tiêu Phàm trước kia mặc dù không có đi qua Sáu Vương Cốc, nhưng tin tưởng Sáu Vương Cốc sở dĩ trở thành vòng cấm, nhất định cùng Sáu Vương chi chiến có trực tiếp liên quan. Về phần kia 6 vị ngộ linh kỳ đại năng tu sĩ là có hay không toàn bộ ngã xuống tại Sáu Vương Cốc kia, duy nhất một tên thuần khiết nhân tộc huyết mạch đại năng giả có phải là Vô Cực Thiên Tôn, vậy liền không được biết. Hơn mấy vạn năm truyền thuyết đủ để cho bất luận cái gì chân tướng sự thật đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Trải qua thời gian dài phi hành, dưới chân dần dần trở nên người ở thưa thớt. Sáu vương cốc 4 phía rộng lớn địa giới, bởi vì không có cách nào sử dụng truyền tống trận, dẫn đến vùng này đều trở nên tương đối hoang vu, không có cái gì siêu cấp tông môn ở đây khai tông lập phái, chỉ có một ít bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia ở đây tụ cư. Không có truyền tống trận, giao thông phương diện từ đầu đến cuối đều không phải rất tiện lợi, đối tu chân tài nguyên lưu thông, sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, tiến tới trực tiếp ảnh hưởng đến tiến giai tốc độ. Phương xa chân trời, mây đen dày đặc thỉnh thoảng có thiểm điện phích lịch tại nồng đậm mây đen ở giữa ẩn ẩn thoáng hiện. Tiêu Phàm cực nhanh tốc độ bay lập tức chậm lại xuống tới.
Hắn liếc thấy được đi ra, đám mây đen này thực tế có chút cổ quái, xuất hiện phải 10 điểm đột ngột tựa như là trống rỗng xuất hiện, ngạnh sinh sinh tại một mảnh bầu trời xanh thẳm bên trong khảm nạm đi vào một khối đen như mực mây đen, ma khí cuồn cuộn. Dù là Tiêu Phàm vận chuyển thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong mây đen mơ mơ hồ hồ tình hình. Bất quá có thể khẳng định là, đám mây đen này tuyệt đối là đại năng tu sĩ cách làm triệu hoán đi ra từ ẩn chứa trong đó ma khí mức độ đậm đặc đến xem, người này tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng sẽ không có người vô duyên vô cớ ở chỗ này triệu hồi ra dạng này một mảng lớn mây đen. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, liền muốn đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn. Lại chỉ nghe phích lịch một tiếng, vô số kim sắc thiểm điện, nháy mắt xé rách mây đen, từ đó bắn ra quang mang vạn trượng khí thế như hồng. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, cái này thiểm điện hắn thực tế quá quen thuộc, chính là Hạo Dương thần lôi. Mà lại rõ ràng mang theo lôi quang tháp khí tức, bị vây ở trong mây đen, vậy mà là Âu Dương Minh Nguyệt. Kim sắc phích lịch lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bị xé nứt mây đen lập tức khép kín phải cực kỳ chặt chẽ, chỉ là cuồn cuộn phải so lúc trước càng thêm kịch liệt. Tiêu Phàm song mi, lập tức nhíu chặt, không nghĩ tới chưa đuổi tới sáu vương cốc ngay ở chỗ này đụng phải Âu Dương Minh Nguyệt, nhìn qua, nàng ngay tại cùng người giao thủ. Người kia có thể đưa nàng vây quanh tại trong mây đen. Đủ thấy tu vi cao cường tuyệt không tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới. Cũng là Ngộ Linh Kỳ lão tổ, xem ra Cửu Âm Thiên Vương đạt được tin tức là chính xác, Nam Châu đại lục Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, xác thực trúng kế. Tiêu Phàm không nói hai lời kích xạ hướng về phía trước. Giờ phút này trong mây đen, nhưng lại là một phen khác tình hình. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt, bốn phía những này cuồn cuộn không phải mây đen, mà là cuồn cuộn ma khí. Nồng đậm dày đặc trong mây đen trung tâm, hồng y váy đỏ Âu Dương Minh Nguyệt tóc trắng bay múa, đỉnh đầu lôi quang tháp xoay chậm chậm, một trường lôi võng chút xuống, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó, mặc kệ bốn phía ma khí như thế nào cuồn cuộn, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá trường này ngân sắc lưới điện. Âu Dương Minh Nguyệt chính đối diện cách đó không xa cuồn cuộn ma vân bên trong, hai điểm ánh lửa nhấp nháy lấp lánh, loáng thoáng có thể nhìn thấy một khuôn mặt người hình dáng. Tựa hồ cả người đều cùng ma vân dung làm một thể, không phân khác biệt. Minh Nguyệt tiên tử cũng không cần kháng cự, từ sáu vương cốc trốn đến nơi đây, ngươi cũng hẳn là minh bạch, ngươi là trốn không thoát. Một tiếng nói già nua tại trong ma vân vang lên, không chậm không nhanh, tràn ngập uy nghiêm, tựa hồ hắn nói ra mỗi một câu, đều là chí cao vô thượng chỉ dụ, ai cũng không thể kháng cự mảy may. Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp lúc này hoàn toàn trắng bệch, nguyên bản thần thái sáng láng song trong mắt cũng ẩn ẩn mang theo vẻ lo âu. Cho dù ai đều có thể liếc thấy được đi ra, nàng chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ, đã là cường nỗ chi kết thúc, sở dĩ một mực tại đau khổ ủng hộ, bất quá là mạnh kìm nén một hơi mà thôi. Hừ, âm mưu quỷ kế, phía sau đánh lén, đây chính là các ngươi thất dạ giới ma nhân bản sự. Hắc hắc, Minh Nguyệt tiên tử lời nói này thật tốt, không mạnh miệng. Chinh chiến chi đạo, vốn là binh bất yếm trá. Đấu trí đấu lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này có cái gì tốt nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi toa ma giới người quá mức tự đại. Lại nói, việc này cùng lão phu cũng vô can hệ, lão phu chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Ngươi nếu không tự xưng là vô cực môn đại trưởng lão, nói thật lão phu cũng không có thời gian cùng ngươi đùa cái vòng này. Thanh âm già nua từ tốn nói, nghe được hắn cũng không phải là muốn cho mình biện hộ, chỉ là tại tự thuật một sự thật thôi. Lão phu muốn gặp là bạn lữ của ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh lùng nói, các hạ tự cho là tu vi cao thâm, liền có thể tại chúng ta Nam Châu đại lục hoành hành không sợ a. Thanh âm già nua nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tại ta mà nói thiên hạ dù lớn, nơi nào đều có thể đi được. Giao diện chi tranh, bất quá là lo sợ không đâu mà thôi. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi im lặng, người khác nói lời này, có lẽ có tự đại chi ngại, nhưng người này nói như thế, lại cho dù ai đều không thể phản bác. Tu vi đến hắn dạng này cảnh giới, đúng là thiên hạ chi lớn, nơi nào đều có thể đi được. Mặc kệ là thất dạ giới, toa ma giới hay là huyền ta giới, cao cổ giới, những này giao diện, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp nhân cùng yêu vật, thực tế là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đến nói, lấy hắn dạng này cao thâm tu vi, ngày bình thường đều sẽ bế quan khổ tu, rất ít hỏi đến ngoại sự. Phi thăng lên giới, chứng nói trường sinh, mới là mục tiêu của bọn hắn. Kia hai điểm nhấp nháy lấp lánh ngọn lửa, lại hơi nhất chuyển động, chăm chú vào Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu lôi quang tháp phía trên, chật chật tán thán nói, quả thật là bảo bối tốt. Lúc đầu lấy trí âm chi thể tu luyện đến Dương thần lôi, dù coi như may mắn luyện thành, uy lực cũng rất có hạn. Bảo vật này nhưng lại có nghịch chuyển càn khôn uy năng. Đáng tiếc trước kia bị người luyện hóa, không thể lại luyện thành bản mệnh pháp bảo, uy năng yếu đi rất nhiều.
Âu Dương Minh Nguyệt có thể vừa đánh vừa rút lui, một mực chạy đến nơi đây, lôi quang tháp tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải lôi quang tháp đem Hạo Dương thần lôi uy năng phóng đại, nàng đã sớm ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, người này nói đúng, lôi quang tháp đã sớm bị người luyện hóa, hơn nữa lúc trước luyện hóa người, thần hồn chi lực cường đại về phần cực điểm, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài, dù sau đó tới lại mạnh mẽ đem kia thần hồn ấn ký lao đi, nhưng lưu lại kia một sợi vết tích cũng tuyệt không phải nàng dưới mắt tu vi cảnh giới có thể luyện hóa. Có cái này một sợi thần hồn vết tích tại, lôi quang tháp liền không cách nào lần nữa luyện hóa nhận chủ, cũng sẽ không thể phát huy ra chân chính uy năng. Nhưng cũng may mắn dạng này, Tiêu Phàm mới có thể đem cái này lôi quang tháp chuyển tặng cho nàng phòng thân, bằng không mà nói Tiêu Phàm đã sớm luyện hóa, nàng lại không cách nào sử dụng. Tốt Minh Nguyệt tiên tử, chúng ta cái này chơi nhà tròi trò chơi cũng nên kết thúc. Lão Phu cũng không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi, nhưng nếu như ngươi hay là liều lĩnh kiệt lực phản kháng lời nói, vạn nhất Lão Phu một cái thất thủ, vậy cũng chỉ có thể thật có lỗi. Chốc lát kia hai điểm ngọn lửa từ lôi quang tháp bên trên thu hồi lại, Từ Tốn nói. Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Các hạ thật sự coi chính mình là thiên ma đạo tổ, liền vô địch thiên hạ rồi. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Thiên ma đạo tổ, vị này trong truyền thuyết thất dạ giới đệ nhất cao thủ, rốt cục hiện thân. Hắc hắc, vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng Minh Nguyệt tiên tử vừa mới tiến cấp không bao lâu, Lão Phu muốn lấy ngươi, ngược lại cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Lão Phu cũng không ngại nói cho Minh Nguyệt tiên tử một tiếng, chân chính vô địch thiên hạ người, lập tức liền muốn hoành không xuất thế. Đến lúc đó, mới thật là các ngươi mấy cái này giao diện tận thế, ta thất dạ giới nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Thiên ma đạo tổ khẽ cười nói, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào mãnh liệt. Bất quá, Minh Nguyệt tiên tử chỉ sợ là không có cơ hội kiến thức đến thủy tổ lớn người hạ giới chân thân tuyệt thế phong thái. Ngươi nói là, Long Thần Đảo cái kia yêu quái. Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ tới. Trong sương mù dày đặc hai điểm ngọn lửa bỗng nhiên nhảy vọt mấy lần, thiên ma đạo tổ kinh ngạc nói, năm đó tự tiện xông vào Long Thần Đảo cấm địa cái đám kia người, ngươi cũng có phần. Âu Dương Minh Nguyệt cười ngạo nghễ, nói ta chẳng những có phần, mà lại chính là ta chọn đầu. Long Thần Đảo cái kia yêu quái cố nhiên rất lợi hại, nhưng cũng chưa chắc thật vô địch thiên hạ. Chúng ta một nhóm 10 người, đa số đều từ dưới tay hắn chạy mất. Cho nên, các hạ nếu là cảm thấy người này xuất thế về sau, liền có thể hoành hành không sợ thanh chúng ta mấy cái giao diện đều đánh bại, vậy liền không khỏi quá xem thường anh hùng thiên hạ. Hừ hừ, đó là bởi vì thủy tổ đại nhân chính tại ngưng tụ hạ giới nhục thân, không dám rời xa, nếu không dựa vào các ngươi lúc trước điểm kia tu vi, muốn từ thủy tổ đại nhân thủ hạ trốn được tính mệnh quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Thiên ma đạo tổ cười lạnh nói. Đây là hắn lần đầu động khí phách cho tới nay, đều là dù bận vẫn ung dung, không nóng không vội, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh lùng nói, thiên hạ vạn vật tương sinh tướng khắc, tu chân giới càng là như vậy. Chân chính vô địch thiên hạ người, là không tồn tại. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, chỉ cần tìm được nhược điểm này, mạnh hơn người cũng sẽ ầm vang đánh bại. Thiên ma đạo tổ cười lạnh một tiếng, nói, đạo lý bên trên là như thế, nhưng trí cường giả dù coi như có nhược điểm, đối thủ quá yếu, cái này nhược điểm cũng thì không được vì yếu điểm rồi. Vậy liền chờ hắn sau khi ra ngoài lại nhìn đi, nhìn có phải là thật hay không có thể vô địch thiên hạ. Hắc hắc, coi như thủy tổ đại nhân chân thân hàng thế, ngươi cũng không có cơ hội mắt thấy. Chấm ngoặc kép, một lời đến đây, kia hai điểm ngọn lửa bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh quét tới, cấp tốc nhún nhảy. Các hạ tránh ở nơi đó nghe lén lâu như vậy cũng nên hiện thân đi. Nguyên bản yên lặng mây đen, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, bá, một tiếng, một con bàn tay lớn đen thui từ cuồn cuộn trong mây đen nhô ra đến, như thiểm điện phía bên phải bên cạnh bắt tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1426, sinh tử đại địch. Một nói bóng người màu trắng tại trong mây đen nổi lên, hình dung lãnh đạm chính là Tiêu Phàm. Mắt thấy đen nhánh đại thủ bắt tới, Tiêu Phàm không nói hai lời, một trưởng toàn lực oanh ra, lập tức cuồng phong gầm thét, mây đen quay cuồng, khí thế kinh người. Nhưng mà khí thế kia kinh người một trưởng, đối đen nhánh đại thủ đến nói, hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Đen nhánh đại thủ đối đây hết thảy đều nhìn như không thấy, trong chớp nhoáng liền đến phụ cận, một phát bắt được Tiêu Phàm. Ba, một tiếng vang nhỏ thật giống như bọt xà phòng bỗng nhiên vỡ tan, Tiêu Phàm cả người đều bị đen nhánh đại thủ ôm đồm bạo, vỡ vụn thành từng mảnh tán ở trong gió. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, thiên ma đạo tổ liền cười. Kỳ thật mới vừa ra tay, hắn liền đã phát giác được đây không phải chân thân, chỉ là một đạo huyễn ảnh, chỉ bất quá khí thức quá mức rất thật, thiên ma đạo tổ cố ý muốn nhìn cái này đạo ảo ảnh đến cùng có khả năng bao lớn.
Kết quả huyễn ảnh một trưởng đánh ra, vậy mà cũng rất có uy năng, không đang tìm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ một kích phía dưới. Bình thường loại này triệu hoán đi ra huyễn ảnh chỉ có thể che giấu tai mắt người, cũng không có cái gì chân thực sức chiến đấu. Cái này đạo ảo ảnh lại có thể phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu, đồng thời, nếu như không phải bị mình ôm đồm bạo lời nói, tựa hồ còn không chỉ một kích chi năng, có thể kiên trì chiến đấu tốt một đoạn thời gian. Đây mới thực sự là khiến Thiên Ma Đạo Tổ ngạc nhiên, về phần huyễn ảnh điểm này sức chiến đấu tự nhiên không để tại Thiên Ma Đạo Tổ trong mắt. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt lôi quang tháp dưới, đã thêm ra tới một người áo trắng bạch bào, lại là Tiêu Phàm bản tôn cùng Âu Dương Minh Nguyệt song song đứng chung một chỗ, một tay nắm chống đỡ tại Âu Dương Minh Nguyệt phía sau lưng tâm du trên huyệt hùng hậu hạo nhiên chính khí, chính liên tục không ngừng đưa vào Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân bên trong. Tiêu Phàm cử động lần này không phải muốn trợ giúp Âu Dương Minh Nguyệt chữa thương, cũng không phải phải vì nàng bổ sung chân nguyên pháp lực mà là trợ giúp nàng nhanh chóng luyện hóa thể bên trong dược lực. Gả một vị y thánh, Âu Dương Minh Nguyệt tùy thân mang theo các loại thánh dược chữa thương, nhiều vô số kể, vô luận số lượng hay là chất lượng, đều xa không phải cái khác cùng giai tu sĩ có thể chịu được so sánh, vấn đề duy nhất là bị Thiên Ma Đạo Tổ một đường đau khổ truy sát. Mỗi một phân tiềm lực đều nghiền ép ra kiệt lực đối kháng vị này thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân, vậy mà đằng không ra nửa điểm nhàn rỗi đến luyện hóa đan dược dược lực. Tiêu Phàm tinh mắt cỡ nào tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Âu Dương Minh Nguyệt gặp phải khốn cảnh, lúc này tế ra triệu linh phù, lấy một đạo phù linh làm mồi nhử, đem Thiên Ma Đạo Tổ lực chú ý hấp dẫn. Bản tôn lại vận dụng không gian chi đạo, thần không biết quỷ không hay đi tới Âu Dương Minh Nguyệt bên người, không nói hai lời, lập tức lấy phương thức trực tiếp nhất vì nàng luyện hóa dược lực. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên dòng nước ấm. Nháy mắt chảy khắp toàn thân kinh lạc, toàn thân đều ấm áp, nói không nên lời dễ chịu, nguyên bản cực kỳ tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Trong nháy mắt liền hiện lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra cực kỳ kiều diễm. Rung động lòng người, Âu Dương đại trưởng lão nguyên bản là Nam Châu đại lục tu chân giới nổi tiếng nhất đại mỹ nữ một trong. Thiên Ma Đạo Tổ cũng tịnh chưa xuất thủ ngăn cản, loại kia siêu cấp cao thủ cực đoan tự tin, thời thời khắc khắc đều hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, chỉ là đem ánh mắt tại Tiêu Phàm thân bên trên qua lại quét qua. Hai đoàn ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy vọt mấy lần, tựa hồ có chút giật mình. Là ngươi, thanh âm già nua có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Phàm lại là càng thêm kinh ngạc, hỏi ngược lại, các hạ biết ta. Mây đen một trận cuồn cuộn, một đạo phai mờ bóng người, dần dần từ trong mây đen hiển hiện ra, toàn thân trên dưới, cũng là màu xanh sẫm, bất quá cùng Thiên Ma thiếu chủ khác biệt chính là màu xanh lá cây đậm, xanh biếc đều muốn biến đen, cơ hồ cùng bên người Ô Vân Dung làm một thể, ánh mắt hơi không tốt, thật đúng là rất khó phân biệt rõ ràng sở. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, lại là thấy Thanh Thanh sở sở, người này dung mạo, vậy mà cũng cùng Thiên Ma thiếu chủ giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng thêm già nua một chút, tựa hồ là Thiên Ma thiếu chủ trực hệ trưởng bối. Chỉ không biết là phụ thân, tổ phụ hay là tăng tổ phụ. Người tu chân, thọ nguyên kéo dài, thiên tuế sinh con cũng không chút nào hiếm lạ. Những cái kia thọ nguyên càng dài yêu thú, mấy ngàn tuổi mới gây giống hậu đại cũng không phải số ít. Nhưng Thiên Ma Đạo Tổ sau đó nói lời nói, lại làm cho Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Ta trong mộng gặp qua ngươi, Thiên Ma Đạo Tổ nói như vậy, Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được. Năm đó ở Thiên Ma Thành thời điểm, liền từng nghe nói qua thất dạ giới ma đạo có một loại thuật bói toán, là lấy mộng cảnh hình thức đến hiện ra xem bói kết quả. Như thế nói đến, Thiên Ma Đạo Tổ cũng là một vị thuật tính đại sư. Bất quá Tiêu Phàm nhưng cũng không tưởng được mình vậy mà lại xuất hiện tại Thiên Ma Đạo Tổ xem bói trong mộng cảnh. Lại không biết Thiên Ma Đạo Tổ xem bói là vật gì, hẳn là phải vì Thiên Ma thiếu chủ báo thù. Dạng này liền nói còn nghe được Tiêu Phàm đúng là hắn muốn tìm đối tượng. Nhưng mà Thiên Ma Đạo Tổ nói tiếp đi lời nói, lại để cho Tiêu Phàm có chút không nghĩ ra. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Ta ngược lại là không nghĩ tới, giết tôn nhi ta người, cùng ta thất dạ giới sinh tử đại địch là cùng một người. Tiêu Phàm song mi có chút dương lên, nói thất dạ giới sinh tử đại địch. Đạo tổ là nói tại hạ sao? Quá khen, cứ việc Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều rất tự tin, không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng tuyệt không có tự đại đến trình độ như vậy, cảm thấy lấy mình bây giờ năng lực liền có thể trở thành một cái giao diện sinh tử đại địch. Huống chi, hắn hiện ở chính diện đối một vị thâm bất khả chắc siêu cấp đại cao thủ. Trước mắt vị này Thiên Ma Đạo Tổ, hắn vậy mà hoàn toàn điều tra không đến tu vi cảnh giới, cùng hắn đã từng thấy qua bất luận một vị nào ngộ linh kỳ lão tổ, đều hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Kim Bằng Tôn giả đoạt xá Kim Bằng lão tổ về sau, lấy bí pháp tự tổn nhục thân, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nháy mắt đột phá đến hiểu linh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng giống vậy có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cảnh giới bên trên biến hóa.
cùng tình hình dưới mắt hoàn toàn khác biệt. Xem ra Thiên Ma đạo tổ tu luyện có đặc thù nào đó thần thông, có thể che đậy tự thân cảnh giới, không bị điều tra. Bất quá căn cứ tình lý phỏng đoán, Thiên Ma đạo tổ hẳn không phải là bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ. Nếu không Âu Dương Minh Nguyệt sẽ không bị hắn bước đến quẫn bách như vậy hoàn cảnh, thậm chí ngay cả luyện hóa dược lực nhàn rỗi đều không có, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều tại dốc hết toàn lực, không phải kiệt lực tác chiến chính là kiệt lực phi độn. Thiên Ma đạo tổ liền cười, từ tốn nói, ta cũng cảm thấy xem bói không cho phép, liền các hạ vận may như thế này, khả năng không lớn lại có cơ hội thành cho chúng ta thất dạ giới sinh tử đại địch. Ngươi đều ở nơi này đụng phải ta, chẳng lẽ còn có cơ sẽ sống sót à? Một người chết, sao có thể trở thành thất dạ giới sinh tử đại địch? Thật sao, đạo tổ đã nói như vậy, tại hạ còn thật sự muốn thử xem. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Dù là Thiên Ma đạo tổ tu vi lại cao, nói như thế Tiêu Phàm liền thật không phục. Một lời chưa tất, đỉnh đầu lôi quang tháp bỗng nhiên quang hoa đại phóng, vô số vàng bạc hai màu lôi điện không nhìn bốn phía cuồn cuộn mây đen. Không ngừng từ trong hư không nổi lên, hướng về lôi quang tháp thụ đến, khí thế chi rất xa không phải lúc trước có thể so sánh. Thần lôi hợp thể, Thiên Ma đạo tổ song mi bỗng nhiên nhăn lại, thấp giọng nói. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lôi quang tháp hội tụ lôi điện là hai loại hoàn toàn khác biệt lôi điện chi lực. Một loại là hắn quen thuộc đến âm thuộc tính hạo dương thần lôi, một loại khác thì là cực kỳ thuần chính mậu thổ thần lôi. Không hề nghi ngờ, mậu thổ thần lôi là tới từ Tiêu Phàm thể nội. Hai loại thần lôi hợp lại cùng nhau, trải qua lôi quang tháp cường hóa, bỗng nhiên ở giữa. Uy lực đại tăng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Bảo vật coi là thật bất phàm. Thiên Ma đạo tổ màu xanh lá cây đậm thân thể nhoáng một cái, lại ẩn vào đến mây đen đầy trời bên trong, chỉ còn lại có hai đoàn không ngừng nhảy vọt quỷ hỏa. Gắt gao tiếp cận giữa không trung càng ngày càng chói lóa mắt lôi quang bảo tháp cũng không có muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ. Tựa hồ muốn nhìn một chút thần lôi hợp thể về sau, trải qua lôi quang tháp cường hóa, đến cùng có thể bộc phát ra bao lớn uy năng. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, ép căn bản không hề đem Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm coi như là cùng một đẳng cấp đối thủ. Đừng bảo là một tên vừa mới tiến cấp ngộ linh sơ kỳ tu sĩ thêm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Liền xem như hai tên ngộ linh sơ kỳ tu sĩ liên thủ Thiên Ma đạo tổ cũng không thế nào để vào mắt. Thất dạ giới ma đạo đệ nhất cao thủ tuyệt không phải nói chơi vui. Lôi quang tháp quang hoa càng ngày càng thịnh, mà kia hai đoàn nhảy vọt quỷ hỏa, lại càng ngày càng là phai mờ, dần dần bị mây đen triệt để che lại, rốt cuộc không cảm ứng được Thiên Ma đạo tổ khí thức, lại tựa hồ đâu đâu cũng có. Phảng phất cái này mây đen đầy trời, đều là Thiên Ma đạo tổ biến thành. Đốt, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, oanh tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Một đoàn chói mắt vàng bạc sắc lôi cầu, bỗng nhiên tại mây đen chính giữa nổ tung lên, vô số cuồng bạo vàng bạc sắc phích lịch hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Dù là chung quanh mây đen dày đặc cực kỳ đậm đặc dày đặc, tại dạng này cuồng bạo phích lịch đánh mạnh phía dưới, cũng ầm vang nổ tung, vô tận kim sắc ánh nắng nghiêng rơi xuống dưới. Lôi quang tháp hóa thành hơn một trượng chi cự, không ngừng xoay tròn lấy, hướng thương khung chi đỉnh bay vụt mà lên, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thì theo thật sát phía sau, nhất cử từ mây đen cuồn cuộn bên trong thoát thân mà ra. Vừa cởi một cái ra mây đen bao phủ, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo thảm ánh sáng trắng mang bắn ra, thê lương tiếng kêu to, bay thẳng cửu tiêu, trong nháy mắt liền biến thành một đầu to lớn xương chim, hai cánh triển khai, chừng hơn 10 trượng chi cự, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt song song rơi vào xương chim sống lưng trên lưng. Xương chim vừa mới hiện thân mà ra, trong mây đen liền truyền ra rên lên một tiếng, tựa hồ có chút tức giận. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cái này một nước có chút vượt quá Thiên Ma đạo tổ ngoài ý liệu. Thiên Ma đạo tổ tu vi bực nào, xương chim vừa hiện thân, hắn liền lập tức tại xương thân chim bên trên cảm nhận được cực kỳ nồng đậm phong thuộc tính khí tức. Cái này kỳ quái xương chim, nhất định là tinh thông phong thuộc tính yêu cầm biến thành. Mà tất cả tinh thông phong thuộc tính yêu cầm, đều có một cái đặc điểm, đó chính là tốc độ bay cực nhanh. Nhưng chân chính để Thiên Ma đạo tổ khó chịu là Tiêu Phàm chấn định tự nhiên. Ngay từ đầu lấy huyễn ảnh dẫn ra sự chú ý của hắn, thần không biết quỷ không hay đi tới Âu Dương Minh Nguyệt bên người, trợ nàng khôi phục chân nguyên pháp lực, sau đó lại lấy thần lôi hợp thể cưỡng ép đột phá mây đen bao khỏa, lại thả ra xương chim, như vậy bỏ trốn mất dạng. Hết thảy đều kế hoạch phải 10 điểm chu đáo chặt chẽ. Rõ ràng đối mặt hắn một tên ngộ linh kỳ siêu cấp cao thủ, tiểu tử này lại căn bản liền không sợ hãi chút nào, hết thảy đều lộ ra như vậy đâu vào đấy. Thiên Ma đạo tổ lập tức cảm giác phải uy nghiêm của mình nhận xem thường. Xương chim hai cánh mở ra, trong chớp nhoáng liền bay ra mấy chục trượng bên ngoài, hai cánh lại chấn động, đảo mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, liền muốn biến mất ở chân trời đám mây bên trong. Tiểu tặc quả nhiên giảo hoạt,
Thiên Ma đạo tổ hừ lạnh một tiếng, đầy trời mây đen hợp lại, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu tiểu nhân đám mây, bám đuôi mau chóng đuổi mà đi. Chương 1427, Bạch Mã Trương gia. Tiêu Phàm, đi đâu? Đứng tại xương chim sống lưng trên lưng, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một cái, thấp giọng hỏi, lập tức cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không khỏi rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, đột nhiên cả ngón tay đầu cũng không nguyện ý động một cái. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, đây là trước nay chưa từng có tình hình. Cho dù ban đầu ở Không Linh Đảo Phong Nhãn Chi Địa lần thứ nhất đem mình giao cho Tiêu Phàm, đều chưa từng như thế yếu đuối qua. Thực tế lần này coi là thật tiêu hao phải quá lợi hại, cơ hồ hao hết toàn thân tất cả tiềm lực. Cứ việc Tiêu Phàm vừa rồi đã lấy Hạo Nhiên Chính Khí cho nàng hóa khai dược lực, lại cũng chỉ cho nàng đã gần như khô cạn kinh mạch thoảng qua tưới nhuần, cách khỏi hẳn như lúc ban đầu kia còn kém xa lắm đâu. Lần này, xem như làm bị thương bản nguyên, không có tầm 5-3 tháng công phu, mưa thưởng điều dưỡng tới. Tiêu Phàm đưa tay nắm ở nàng mềm mại eo nhỏ, một cỗ nhu hòa đại lực đem thân thể của nàng nhẹ nhàng nâng lên, để nàng cứ như vậy nghiêng nghiêng dựa vào, mình không uổng phí nửa phân lực nói. Đi Nguyên Thủy Thành, nơi đó có tiến về Gia Châu Thành truyền tống trận. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt trầm thấp lên tiếng, cũng không có đi nghĩ lại tại sao phải tiến về Gia Châu Thành. Dù sao Tiêu Phàm đến, vậy liền hết thảy đều giao cho hắn, trời sập xuống mình cũng mặc kệ. Cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, Âu Dương Minh Nguyệt liền đối Tiêu Phàm có ỷ lại tâm lý. Mặc kệ quá khứ là cỡ nào kiên cường cân quắc cường nhân, một khi cùng Tiêu Phàm về sau, một lúc sau, đều sẽ dưỡng thành thói quen như vậy. Thực tế Tiêu Phàm loại này đảm nhiệm nhiều việc cách làm, là thật rất dễ dàng để nữ nhân của hắn đối với hắn sinh ra ỷ lại. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử đều là như thế. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi Thất Long Biển Mê Cốc núi. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích nói. Âu Dương Minh Nguyệt mừng rỡ, ngẩng đầu lên đến xem hắn, thấp giọng nói, ngươi là muốn mượn nhờ Mê Cốc núi Mê Cốc đại trận cùng hắn quần nhau. Người xưa kể lại, Đông Phương Thất Long Biển chỗ sâu Mê Cốc núi là Nam Châu đại lục chỗ bí ẩn nhất, chí ít cũng là một trong. Đồng thời, Mê Cốc núi là Đông Phương Ất Mộc Thần tính toán nơi phát nguyên. Hắc Nguyên Chi Địa nhị đương gia Thúy Phu Nhân đã từng hướng bọn hắn biểu hiện ra qua Mê Cốc núi thần bí một góc. Sau đó Tiêu Phàm đã từng cẩn thận tìm đọc qua có quan Thất Long Hải Mê Cốc núi tư liệu, biết được Mê Cốc trên núi có một cái thiên nhiên Mê Cốc đại trận từ không biết bao nhiêu 10.000 năm Mê Cốc thụ tạo thành, bất kỳ người nào tới nơi nào đều sẽ không tự chủ được rơi vào Mê Cốc trong trận, lâm sâu không biết nơi hội tụ. Bởi vì Mê Cốc núi quá thần kỳ, cố nhiên Mê Cốc trên núi mặc dù linh khí dồi dào, sinh mệnh tinh khí nồng đậm, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ một cái nào tông môn thế gia có thể tại Mê Cốc ở trên đảo phồn vinh hưng thịnh, tu sĩ tầm thường tiến vào Mê Cốc núi, không bao lâu nữa, liền sẽ bị lạc bản tính. Vĩnh viễn hãm tại Mê Cốc đại trận bên trong, cho đến chết già. Cho nên có thể tại Mê Cốc trong núi trường kỳ ở lại, đều là một chút thần niệm chi lực đặc biệt kiên định, tu luyện đặc thù công pháp thuật tính đại sư, mượn nhờ Mê Cốc lâm thần bí. Đến rèn luyện mình thuật tính chi đạo, nghe nói, tại Mê Cốc đại trận chỗ sâu, còn có thượng cổ Ất Mộc thần tính toán Nguyên Thủy Tế Đàn. Ở nơi đó, bất kỳ người nào thần niệm chi lực cũng không dám toàn bộ triển khai. Nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chính là tại loại này cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cân bằng chi đạo quá trình bên trong, thuật tính chi đạo liền một chút xíu địa tinh tiến vào. Âu Dương Minh Nguyệt đã hoàn toàn minh bạch Tiêu Phàm sách lược. Thiên Ma đạo tổ tu vi cảnh giới, ở xa bọn hắn phía trên, các phương diện đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều, một khi tiến vào Mê Cốc trong rừng, Thiên Ma đạo tổ thần niệm chi lực liền muốn lớn thụ áp chế. Mặc dù Thiên Ma đạo tổ pháp lực vẫn như cũ hùng hậu, thần thông vẫn như cũ rộng rãi, chỉ cần thần niệm chi lực nhận áp chế, muốn tại Mê Cốc đại trận bên trong bắt lấy Tiêu Phàm, nhưng liền không như vậy dễ dàng. Thậm chí Thiên Ma đạo tổ một nước vô ý, thần niệm chi lực mở rộng, liền có khả năng bị Mê Cốc đại trận ngồi. Âu Dương Minh Nguyệt tựa ở Tiêu Phàm trong ngực về sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy đoàn kia lớn gần mẫu mây đen, theo thật sát xương chim phía sau, tốc độ bay không chậm chút nào. Mặc dù cũng không có rút ngắn khoảng cách nhưng cũng không bị bỏ rơi bao xa. Xương chim cố nhiên là biển kiêu hài cốt luyện chế mà thành, tinh thông phong độn thuật, dù sao cảnh giới còn dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ, muốn vứt bỏ danh xưng thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân Thiên Ma đạo tổ coi là thật nói nghe thì dễ. Mây đen cái này bám đuôi mau chóng đuổi dáng vẻ, rất rõ ràng là làm nhẹ nhàng, chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Thiên Ma đạo tổ tinh mắt cỡ nào tự nhiên đã sớm nhìn ra cái này xương chim không phải khôi lỗi, mà là vật sống.
Chỉ cần là vật sống, cũng không phải là dựa vào linh thạch thúc đẩy, nhất định phải không ngừng tiêu hao mình chân nguyên pháp lực mới có thể bảo trì dưới mắt loại này cực hạn tốc độ bay. Thiên Ma đạo tổ tuyệt không tin, một đầu biến dị nguyên anh hậu kỳ xương chim, chân nguyên pháp lực hùng hậu có thể cùng mình đánh đồng. Liền để hai cái này tiểu bối chậm rãi chạy, không bao lâu kia xương chim tốc độ liền sẽ không thể tránh né chậm lại. Cùng xương chim hao hết chân nguyên pháp lực, nhìn hai cái này tiểu bối còn có cái gì mánh khóe. Nguyên bản định diệt sát Âu Dương Minh Nguyệt lại đi tìm Tiêu Phàm suối quẩy thuận tiện đem cái gọi là vô cực môn giết sạch sành sanh. Ai ngờ Tiêu Phàm mình liền đưa tới cửa, một lần tính đem hai cái này tiểu bối đều giải quyết hết cũng tốt, tránh khỏi nhiều khó khăn. Tiêu Phàm, Thất Long Biển cách nơi này quá xa. Lại nói, coi như đến Thất Long Biển cũng chưa chắc liền có thể tìm tới Mê Cốc Đảo. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt có chút lo lắng nói. Bọn hắn dưới mắt đang đứng ở Nam Châu Đại Lục chính giữa, lần này đi Thất Long Biển cơ hồ phải xuyên qua hơn phân nửa Nam Châu Đại Lục, kia là một đoạn xa xôi đến khiến cho mọi người đầu óc đều run lên khoảng cách, mặc dù trên đường đi có không ít siêu cấp truyền tống trận có thể dùng, nhưng bị Thiên Ma đạo tổ dạng này bám đuôi đuổi sát bọn hắn nhưng chưa chắc có thời gian đi sử dụng những cái kia truyền tống trận. Bình thường đến nói, siêu cấp truyền tống trận đều nắm giữ tại một chút đại tông môn trong tay, tổng cũng phải cùng những cái kia đại tông cửa đã giao thiệp về sau, mới có thể sử dụng truyền tống trận. Có cái này thương lượng công phu, đầy đủ Thiên Ma đạo tổ đuổi theo. Xương chim nhất định khó mà thời gian dài bảo trì dạng này cực hạn tốc độ bay, nghĩ dạng này phi độn đi Thất Long Biển, không bị Thiên Ma đạo tổ đuổi kịp kia là mơ mộng hão huyền. Mà huống hồ, Mê Cốc Đảo danh xưng Nam Châu Đại Lục chỗ bí ẩn nhất, liền như là trong truyền thuyết trên biển Tiên Sơn, nhất quán đều chỉ tại hư vô mờ mịt bên trong, cũng không biết tại Thất Long Biển cái gì phương vị, biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một cái chưa có xác định tọa độ đảo nhỏ thật cùng mò kim đáy biển. Tiêu Phàm nói, Mê Cốc Đảo tại Thất Long Biển phương vị, vô cực thuật tàng, một bản cổ tịch bên trên ghi lại có, ta cho rằng kia bản cổ tịch có độ tin cậy, vẫn còn rất cao. Vô cực thuật tàng cổ tịch bên trên ghi lại có. Âu Dương Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, vô cực môn trở về thiên tôn lĩnh thổ địa về sau Tiêu Phàm tại phủ khố bên trong tìm được đại lượng kinh điển, đều thuộc về vô cực thuật tàng, một bộ phân. Chỉ là những này kinh điển thực tế quá nhiều, là chân chính phong phú, cơ trí như Tiêu Phàm cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem những này điển tịch đều thuộc nằm lòng. Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên cũng đọc qua không ít vô cực thuật tàng, điển tịch. Đã nàng đã là Tiêu Phàm thê tử, vô cực môn đại trưởng lão, đương nhiên phải quen thuộc vô cực môn truyền thừa. Mà lại nàng đem Hạo Dương Thần Lôi phương pháp tu luyện, mang tiến vào vô cực môn, cũng nhất định phải đem vô cực môn một hạng hoặc là số hạng công pháp truyền thừa trao đổi cho Hạo Thiên Tông mới được, xem như cho mình đường ca một cái công đạo. Vô cực môn môn quy giáo nghĩa, vốn là thu gom tất cả tranh thủ chúng ra sở trưởng, đối này chẳng những không ngăn cản còn 10 điểm ủng hộ. Tự nhiên, loại này trao đổi nhất định phải đạt được trưởng giáo chân nhân tán thành, không thể riêng mình trao nhận. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có đọc được Tiêu Phàm nói đến kia bản cổ tịch. Nhưng Tiêu Phàm đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không sai, tại dạng này sống còn đại sự bên trên Tiêu Phàm sao có thể ăn nói lung tung. Tiêu Phàm, nếu như một đường hướng đông lời nói, có lẽ chúng ta có thể đi Bạch Mã Sơn Trang thử một chút. Chấm ngoặc kép, chốc lát Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng nói. Bạch Mã Sơn Trang, một cái tên rất bình thường, tại phàm tục thế giới, không biết có bao nhiêu cái Sơn Trang, lấy Bạch Mã làm tên, bình thường phải không thể lại bình thường, không có chút nào đặc sắc. Nhưng tại tu chân giới, Bạch Mã Sơn Trang lại là đại danh đỉnh đỉnh, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Tại Nam Châu Đại Lục Bạch Mã Trương gia, danh xưng thế gia thứ nhất. Nam Châu Đại Lục tu chân thế gia, nhiều vô số kể, số lượng so trải rộng các nơi môn phái nhỏ còn phải hơn rất nhiều. Trừ những cái kia thế hệ truyền thừa xuống tu chân thế gia, tu chân giới mỗi ngày đều sẽ có mới gia tộc tu chân sinh ra, tỉ như nói nào đó cái tông môn một tên bên trong cấp thấp tu sĩ, cảm thấy tiến giai vô vọng, liền có khả năng trở lại cố hương của mình, lấy vợ sinh con, đem mình sở học truyền thừa tiếp. Chỉ muốn truyền thừa mấy đời người về sau, lại ngay tại chỗ đứng vững bước chân, liền có thể trở thành bị xung quanh tu chân môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia đều thừa nhận mới thế gia. Chính vì vậy, cho nên Nam Châu Đại Lục tu chân thế gia, nhiều như Lông Châu. Bình thường đến nói, đại đa số tu chân thế gia thực lực đều không mạnh, bình thường sẽ phụ thuộc cùng cái nào đó tu chân tông môn, làm bên ngoài. Đồng thời chọn phái đi tộc bên trong thiên phú tương đối cao con cháu vãn bối tiến về tông môn đào tạo sâu. Cho nên tại tu chân giới địa vị, cũng vẻn vẹn chỉ là so với cái kia không môn không phái tán tu hơi mạnh một điểm thôi, tính là ở vào tầng dưới chót nhất. Nhưng Bạch Mã Trương gia tuyệt đối là một ngoại lệ.
Tương đối những cái kia siêu cấp tông môn đến nói, Bạch Mã Trương gia quy mô đương nhiên không tính lớn, một cái gia tộc cũng không có khả năng sinh sôi ra mấy triệu môn nhân đệ tử. Nhưng so sánh với bên trong cùng tông môn, Bạch Mã Sơn Trang lại không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Cái này còn thôi, chân chính để Bạch Mã Sơn Trang tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh lại là Bạch Mã Sơn Trang mỗi một thời đại đều có thiên tài kiệt xuất xuất hiện. Mỗi một thời đại tấm gia gia chủ nhất định đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trở lên tu vi. Thậm chí tại Bạch Mã Trương gia trong lịch sử còn xuất hiện qua ngộ linh kỳ tu sĩ. Một cái tu chân thế gia, vậy mà xuất hiện qua ngộ linh lão tổ kia là gì chờ kinh người. Bởi vậy, dù coi như là những cái kia siêu cấp tông môn, đối Bạch Mã Trương gia cũng là nhìn với con mắt khác, siêu cấp tông môn tông chủ cùng Bạch Mã tấm gia gia chủ, đều là ngang hàng luận giao. Nhưng Tiêu Phàm biết cái này hẳn không phải là Âu Dương Minh Nguyệt như đề nghị này lý do. Quả nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết Bạch Mã Trương gia đời trước gia chủ Trương Ngũ Thiên Sinh cũng không có tọa hóa, mà là vẫn luôn đang bế quan. Nhiều năm trước hắn liền đã đặt chân ngộ linh kỳ, thậm chí so thái cực môn Trần Chân Nhân tiến giai thời gian còn phải sớm hơn. Tiêu Phàm song mi, trong chớp nhoáng dương lên, hắn tự nhưng đã minh bạch Âu Dương Minh Nguyệt ý trong lời nói. Chương 1428, Trương Ngũ Thiên Sinh. Bạch Mã tấm năm, hắn cũng mơ hồ nghe nói qua, nhưng Bạch Mã Trương gia thực tế là quá vô danh, điệu thấp đến lợi hại như vậy một vị lão tổ, đều cơ hồ tại tu chân giới bừa bãi vô danh. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều đi nghe ngóng có quan hệ Trương Ngũ Tiên Sinh tình huống, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt cùng hắn khác biệt, thân là siêu cấp đại tông đại trưởng lão, đối với những này đủ để ảnh hưởng một phương thế lực đại nhân vật tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Âu Dương Minh Nguyệt cao cao tại thượng thời điểm, Tiêu Chân Nhân vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật dẫy dụa cầu sinh đâu. Hạo Thiên Tông cùng Bạch Mã Trương gia rất có giao tình a? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Không có, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Mã Trương gia sở dĩ có thể tại tu chân giới sừng sững mấy chục ngàn năm không ngã, một mực vững vàng thế gia đứng đầu bảng, liền cùng bọn hắn phong cách hành sự mật thiết tương quan. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không cùng những tông môn khác đi được quá gần, làm việc phi thường điệu thấp nội liễm, trên giang hồ danh tiếng rất tốt. Trương Ngũ Thiên Sinh gánh nhâm gia chủ thời điểm, trừ một chút đặc biệt trọng đại khánh điển, hắn đồng dạng đều sẽ không hiện thân, ngay cả ta cũng chỉ cùng hắn gặp qua một lần, vậy vẫn là chuyện từ mấy trăm năm trước. Cho nên vị lão tiên sinh này hiện tại đến cùng có hay không tiến thêm một bước, ai cũng không xác định, thậm chí, hắn có phải là thật hay không còn sống trên đời cũng không thể xác định. Chỉ là khả năng này rất lớn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm song mi nhào lên, nói, vậy chúng ta bây giờ quá khứ, người ta có nguyện ý hay không xuất thủ, hay là ẩn số? Không thân chẳng quen, Trương gia dựa vào cái gì phải vì hai ngươi đi đắc tội một vị thâm bất khả trắc đại cao thủ? Trương gia từ không tham dự Nam Châu đại lục siêu cấp tông môn ở giữa phân tranh. Bất quá lần này là giao diện chi chiến. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói. Giao diện chi chiến ai cũng không thể không đếm xỉa đến, dù là Trương gia cũng giống như vậy. Nếu thật là Nam Châu đại lục diệt tộc tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, Bạch Mã Trương gia cũng không thể chỉ lo thân mình. Trương Ngũ Tiên Sinh nếu như tiến giai, từ không cần phải nói. Nếu chưa tiến giai, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể ngăn được Thiên Ma đạo tổ. Tiêu Phàm thẳng thắn nói, lấy Thiên Ma thiếu chủ thực lực, Tiêu Phàm tin tưởng Thiên Ma đạo tổ tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Đương nhiên, cái này cũng tùy từng người mà khác nhau. Tỷ như chính hắn tại hậu kỳ đại tu sĩ bên trong tính được số 1 cùng giai tu sĩ 3, 4 người liên thủ. Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lại cũng không biểu thị, vô cực môn tất cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có dạng này biến thái cường hãn. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói, hắn không thể có thể giúp chúng ta ngăn lại kia lão yêu ma, dù coi như là giao diện chi chiến, Bạch Mã Trương gia cũng giống vậy sẽ dốc hết toàn lực bo bo giữ mình. Ta chỉ là hy vọng, Trương Ngũ Tiên Sinh có thể thoảng qua cuốn lấy Thiên Ma đạo tổ một đoạn thời gian. Cho bọn hắn một cái cơ hội thở dốc, chỉ ít để bọn hắn trước tiên có thể một bước đuổi tới Nguyên Thủy Thành. Sử dụng siêu cấp trước truyền tống trận hướng ra Châu Thành. Thiên Ma đạo tổ lại khó lường, dù sao cũng là tại dị giới tha hương, hắn một cái thất dạ giới đại ma đầu, nhìn dặm xa xôi tại Nam Châu đại lục truy sát vô cực môn trưởng giáo chân nhân cùng thủ tịch đại trưởng lão tổng trong lòng cũng có chỗ cố kỵ. Không cẩn thận liền sẽ gặp phải không tưởng được phiền phức. Tốt vậy liền đi Bạch Mã Sơn Trang. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, nói. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng nói, chăm chú tựa ở trong ngực hắn. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi một đoạn này đối thoại, đều để nàng cảm thấy thần mệt mỏi, lần này cùng Thiên Ma đạo tổ rằng có thật làm bị thương bản nguyên.
Tiêu Phàm lúc đầu dự định hỏi một chút sáu vương trong cốc đến cùng xảy ra chuyện gì, mấy vị khác ngộ linh kỳ tu sĩ hạ lạc như thế nào. Thấy tình như vậy hình, trong lòng tràn đầy đều là thương tiếc chi ý, nơi nào sẽ còn đi hỏi thăm những này. Cánh tay hơi dùng lực một chút, đưa nàng mềm mại thân thể ôm phải chặt hơn chút nữa. Đi Bạch Mã Sơn trang đường xá, Tiêu Phàm ngược lại là biết đến, tại trong óc của hắn, cơ hồ chứa một phần Nam Châu đại lục bản đồ chi tiết, trừ thần bí nhất kia mấy chỗ cấm địa bên ngoài, đại đa số địa phương Tiêu Phàm đều có thể xác định phương vị. Lúc này nhẹ nhàng điểm một cái xương chim lưng, xương chim huýt dài một tiếng, thoảng qua điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đông nam bay nhanh mà đi. Tiểu bối, nhìn ngươi có thể gánh tới khi nào? Ngoài mấy chục dặm không nhanh không chậm đi theo Thiên Ma đạo tổ hừ lạnh một tiếng, cũng điều chỉnh phương hướng, vẫn như cũ như vậy không nóng không vội. Về phần Tiêu Phàm vì cái gì bỗng nhiên điều chỉnh phương hướng, hắn lười đi nghĩ. Mặc dù đây là đang Nam Châu đại lục, Thiên Ma đạo tổ lại cũng không lo lắng sẽ gặp phải bao lớn phong hiểm. Vô luận là ở đâu cái giao diện, chân chính có thể thương tổn được hắn người ít càng thêm ít. Cả hai tại trên trời cao một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đi phải xa. Mấy canh giờ về sau, một mảnh liên miên bất tuyệt lầu các quán tạ thấy ở xa xa. Bạch Mã Sơn trang, nghe cũng không lớn, chỉ là một cái trang viên mà thôi, nhưng tu chân giới trang viên cùng phàm tục thế giới trang viên, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại không trung thả mắt nhìn đi, Bạch Mã Sơn trang chiếm diện tích mấy ngàn dặm từ đông hướng tây, không sai biệt lắm đuổi kịp Thiên Tôn lĩnh một nửa quy mô. Cần biết Thiên Tôn lĩnh chính là Nam Châu đại lục thứ nhất tông tổng đàn sở tại điện thời kỳ toàn thịnh, muốn dung nạp đến trăm vạn mà tính môn nhân đệ tử tu luyện. Bạch Mã Sơn trang, bất quá là cái tu chân thế gia thôi. Chỉ một điểm này cũng có thể nhìn ra được đệ nhất thế gia, danh phù kỳ thực. Đại đa số bên trong cùng tông môn tổng đàn đều còn không có dạng này quy mô. Cùng tông môn tổng đàn sở tại địa khác biệt chính là Bạch Mã Sơn Trang cũng không phải là ở vào nào đó tòa thành trì bên trong, mà là tự thành hệ thống, xung quanh không có những tông môn khác có đủ độc lập. Sơn Trang trên không cũng chưa gặp đến cấm bay cấm chế, càng không có nhìn thấy hộ vệ đại trận. Giao diện đại chiến chiến hỏa tạm thời còn không có lan tràn đến đây, tương đối mà nói, nơi này vẫn tương đối an toàn. Nhất tại Bạch Mã Trương gia tu chân đệ nhất thế gia tên tuổi cũng không có người dám đến Bạch Mã Sơn Trang đến dương oai. Tiêu Phàm dưới chân một điểm, xương chim ngửa mặt lên trời huýt dài, trực tiếp hướng Bạch Mã Sơn trang trên không bay đi. Nguyên bản rúc vào Tiêu Phàm trong ngực nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng thẳng người lên, chấn tác tinh thần, cao giọng nói, vô cực môn trưởng giáo Tiêu Phàm, thủ tịch đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, nhiều hơn bái bên trên Trương Ngũ Thiên Sinh. Lấy nàng ngộ linh kỳ lão tổ cao thượng thân phận, toàn bộ Bạch Mã Trương gia, dưới mắt cũng chỉ có Trương Ngũ Thiên Sinh có thể xứng đáng nàng khách khí như thế. Gia chủ đương thời, nói đến còn muốn tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Toàn bộ Bạch Mã Sơn trang yên tĩnh im ắng, đã không người đáp lời, càng không người ra mặt nghênh đón, phảng phất ép căn bản không hề xảy ra chuyện như vậy. Vô cực môn có lẽ tạm thời tên không nổi danh, Tiêu trưởng giáo càng là bừa bãi vô danh, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt gì cùng uy phong hiển hách. Mặc kệ là quang lâm cái kia siêu cấp tông môn, đều sẽ có được cực kỳ long trọng hoan nghênh. Dù là vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, tông môn thủ lĩnh tổng cũng muốn lộ mặt hàn huyên vài câu, xem như kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Tuyệt sẽ không như là Bạch Mã Sơn trang dạng này, không hề có động tĩnh gì. Âu Dương Minh Nguyệt nói xong câu đó, cũng không lên tiếng nữa, thể nội lại chân nguyên phồng lên, ngộ linh kỳ lão tổ uy áp không có chút nào che lấp phóng xuất ra, trùng trùng điệp điệp nháy mắt liền bao phủ phía dưới một mảng lớn không gian. Xương chim lại không có chút nào dừng lại, vỗ cánh bay nhanh, một đường hướng đông mà đi. Trương Ngũ Thiên Sinh, theo sát phía sau Thiên Ma đạo tổ trầm thấp tự nói một tiếng, lại nhẹ nhàng hừ một cái, mây đen tốc độ cũng là không giảm chút nào, tiếp tục bám đuôi đuổi sát. Xương chim cùng mây đen, một trước một sau, lướt qua Bạch Mã Sơn trang trên không. Ngay tại xương chim từ một cái nhìn qua hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi bay không lâu nữa, mây đen sau đó mà tới, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Là vị nào ma đạo cao nhân, đại giá quang lâm ta Bạch Mã Sơn trang. Lão hủ tấm năm, cái này toa hữu lễ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức từ trên đỉnh núi phóng lên tận trời, nháy mắt liền ngăn tại mây đen phía trước. Cuồn cuộn mà trước mây đen, bỗng nhiên ngừng lại, ở giữa không trung không ngừng cuồn cuộn, Thiên Ma đạo tổ từ tốn nói, ma mỗ là đi ngang qua quý bảo địa có ân oán cá nhân muốn cùng phía trước hai vị đạo hữu thanh toán, cũng không phải là muốn làm phiền đạo hữu thanh tu. Như có chỗ đắc tội, mong rằng Trương đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Phái từ đặt câu cố nhiên khách khí, nhưng ngữ khí nhưng như cũ là cao cao tại thượng, tựa hồ là tại minh bạch cảnh cáo Trương Ngũ Thiên Sinh, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác.
Một đạo thanh quang từ trên đỉnh núi bắn ra, thanh quang bên trong đứng một tên người mặc trường sam màu xanh lão giả, dáng người gầy yếu, diện mạo gầy gò, như là một vị nông thôn tư thục tiên sinh dạy học cũng vô bất luận chỗ thần kỳ nào, đối mặt cuồn cuộn mây đen cùng trong mây đen lộ ra vô tận ma khí, lại thần sắc chấn định như hằng. Xem ra các hạ chính là danh xưng Nam Châu đại lục tu chân đệ nhất thế gia gia chủ đời trước Trương Ngũ tiên sinh rồi. Trong mây đen, Thiên Ma đạo tổ nói, đối Nam Châu đại lục tu chân giới tình hình hiển nhiên biết được không ít. Nơi xa, sương chim đã biến thành một cái điểm đen nho nhỏ, rất nhanh liền sẽ biến mất ở chân trời. Thiên Ma đạo tổ nhưng cũng không thế nào lo lắng, tựa hồ đã tính trước, không chút hoang mang. Đệ nhất thế gia, bất quá là tu chân đồng đạo nâng đỡ thù không dám nhận. Thanh quang bên trong lão giả chắp tay, nói quan sát tỉ mỉ lấy mây đen cuồn cuộn gầy gò trên mặt thoảng qua hiện ra vẻ kinh ngạc. Ma đạo hữu khí thức cùng cửu âm thành diêm đạo hữu hơi giống nhau đến mấy phần chỗ, chỗ rất nhỏ lại rất là khác biệt, xin thứ cho lão hủ cô lậu quả văn, thực tế nhìn không ra ma đạo bạn là loại nào truyền thừa. Chớ không phải đạo hữu không phải ta Nam Châu đại lục cao nhân. Vị này nhìn qua như đồng hương dưới giáo thư tượng thổ khí Trương Ngũ tiên sinh, kiến thức lại là như thế uyên bác, vậy mà trong khoảnh khắc liền đem Thiên Ma đạo tổ lai lịch đoán cái 89/10. Cái gọi là cửu âm thành diêm đạo hữu tự nhiên chỉ chính là đương đại cửu âm quốc chủ, cửu âm lớn thiên vương. Thiên Ma đạo tổ cười ha ha một tiếng, nói, Trương đạo hữu quả nhiên uyên bác, nhiều năm trước, hỗn độn sơ khai, các giới mặt còn không có tách rời thời điểm Thiên Ma đạo bao la muôn vàn, khi đó, nhưng còn không có bao nhiêu chi nhánh. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta Thiên Ma đạo một cái chi nhánh tại Quý Địa nghiễm nhiên đệ nhất đại tông cũng coi là một đoạn giai thoại. Thiên Ma đạo. Trương Ngũ tiên sinh thần sắc thoảng qua biến đổi, hai mắt nháy mắt bắt đầu híp mắt. Các hạ không phải là Thiên Ma đạo cao nhân, Thiên Ma đạo tổ vân vân, bất quá là đồng đạo nâng đỡ, ma nào đó không dám tự xưng. Trương Ngũ tiên sinh sắc mặt lại là biến đổi, trầm ngâm không nói. Trương đạo hữu, phía trước đào tẩu hai tên tiểu bối, hại chết ma nào đó thân tôn nhi, ma nào đó ngàn tỷ bên trong xa xôi đuổi đến nơi đây, chính là muốn lại cái này cọc ân oán cá nhân. Trương đạo hữu chắc hẳn sẽ không ngăn cản a. Thiên Ma đạo tổ chậm rãi nói, trong giọng nói ý uy hiếp lại lộ rõ. Chương 1429, Nguyên Thủy Thành. Nguyên Thủy Thành, thành đông một khu vực lớn, đều là truyền tống khu, tất cả truyền tống trận đều đánh trúng ở đây. Nguyên Thủy Thành là Nam Châu đại lục trung bộ giao thông đầu mối, tòa thành thị này, linh khí cũng không thế nào nồng đậm, quy mô cũng liền không lớn, thương nghiệp lại cực kỳ hưng thịnh, trong thành phường thị lân thứ chất so, sinh ý thịnh vượng dị thường. Kể bên này quốc gia muốn đi trước các nơi, các tu sĩ cùng thương đội đều muốn ở chỗ này tập trung, lại thông qua truyền tống trận đi hướng riêng phần mình mục đích. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt không chút nào dừng lại, trực tiếp đi lớn nhất một cái truyền tống đại điện. Cái này truyền tống điện mục đích là Gia Châu Thành. Cũng là trước mắt Nguyên Thủy Thành có thể truyền tống nhất cự ly xa. Dựa theo địa lý khu vực vạch phân, Gia Châu Thành đã không tính là tại Nam Châu đại lục trung bộ mà là ở vào khu vực đông bộ. Trải qua Bạch Mã Sơn Trang về sau, Thiên Ma đạo tổ lại không có như bóng với hình đuổi theo, tựa hồ cứ thế biến mất. Tiêu Phàm lại không khỏi có chút lo lắng. Vốn là hắn phiền phức, kết quả lại không lý do đem Bạch Mã Sơn Trang cùng Trương Ngũ tiên sinh liên lụy vào, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là bị hắn liên lụy rồi. Cái này rất không hợp Tiêu Phàm tính cách. Âu Dương Minh Nguyệt biết hắn đang lo lắng cái gì, nhẹ giọng an ủi, không cần phải lo lắng, Bạch Mã Trương gia tại tu chân giới sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã, từ có sinh tồn chi đạo. Trương Ngũ tiên sinh nếu như hoàn toàn không hề có một chút niềm tin cũng sẽ không lung tung ra mặt. Lấy bọn hắn Trương gia phong cách hành sự, dù coi như biết Thiên Ma đạo tổ là từ thất dạ giới tới, Trương Ngũ tiên sinh cũng sẽ không cứng rắn chiến đấu tới cùng, nhiều nhất chính là cuốn lấy hắn một đoạn thời gian thôi. Xem như kết thúc mình Nam Châu tu sĩ vốn phân, vì hai cái ngoại nhân tấm năm tuyệt sẽ không đem toàn bộ Bạch Mã Sơn Trang đều đánh cược đi. Thiên Ma đạo tổ có lẽ tu vi so Trương Ngũ tiên sinh cao hơn, nhưng hắn dù sao cũng là từ thất dạ giới mà đến, lẻ loi một mình tại Nam Châu đại lục nội địa, không xác định nhân tố thực tế nhiều lắm, vô duyên vô cớ. Cũng sẽ không khăng khăng muốn trêu chọc Bạch Mã Sơn Trang cùng Trương Ngũ tiên sinh kẻ trâu bò như vậy. Mục tiêu của hắn hẳn là không phải thường minh xác thực, chính là bắt Tiêu Phàm. Không chỉ là vì cho mình thân tôn nhi báo thủ, cũng là vì toàn bộ Thiên Ma đạo mặt mũi. Thiên Ma thiếu chủ tại Bạch Vân Thành vẫn lạc, sớm đã tại thất dạ giới trong đại quân truyền đi xôi trào dương dương, đối Thiên Ma đạo những năm này tích lũy cao thượng uy vọng, là một cái đả kích cực lớn. Nếu không đem cái này toa ma giới tiểu bối chém thành muôn mảnh, Thiên Ma đạo uy danh rơi xuống đất, mất hết mặt mũi.
mà lại thiên ma đạo tổ đối với trong mộng cảnh nhìn thấy, một mực canh cánh trong lòng, vì đem thất dạ giới tương lai sinh tử đại địch tiêu diệt tại yếu giờ kỳ, thiên ma đạo tổ cũng sẽ liều lĩnh đuổi bắt Tiêu Phàm. Cái khác đều là thứ yếu. Trương Ngũ Tiên Sinh có thể cho bọn hắn tranh thủ đến một đoạn như vậy thời gian thở dốc đã vô cùng ghê gớm. Tại sắp đến lớn nhất truyền tống điện thời điểm, Tiêu Phàm chợt chuyển hướng, phía bên trái bên cạnh một cái truyền tống điện bay trốn đi. Vẫn tại trong ngực hắn, bị hạo nhiên chính khí bao vây lấy, chính đang lẳng lặng khôi phục chân nguyên pháp lực Âu Dương Minh Nguyệt có chút kinh ngạc giơ lên song mi. Cái kia truyền tống điện, là thông hướng Nam Châu Đại Lục Đông Bắc phương hướng truyền tống trận. Hẳn là Tiêu Phàm lâm thời cải biến chủ ý. Chúng ta chia ra đi. Tiêu Phàm đơn giản giải thích một câu. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thoáng dẫy dụa từ trong ngực hắn đứng dậy, nhìn định hắn, trầm giọng hỏi, vì cái gì? Ngươi phải giúp ta đi tìm viện binh. Tiêu Phàm thấp giọng đáp. Mặc dù nói, trong lòng của hắn là có tính toán trước muốn đi trước Mê Cốc Đảo. Nhưng Mê Cốc Đảo thực tế quá xa, thiên ma đạo tổ nhưng chưa hẳn thấy sẽ để cho hắn bình yên vô sự chạy đến Mê Cốc Đảo đi. Mà lại, dù coi như đến Mê Cốc Đảo, trên đảo Mê Cốc Đại Trận phải chăng liền thật có thể chịu nổi thiên ma đạo tổ cũng là ẩn số. Cho nên, viện binh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng lại tựa như gương sáng, biết Tiêu Phàm là không nguyện ý để cho mình mạo hiểm, muốn độc lập mặt đối thiên ma đạo tổ. Ngươi là muốn để ta đi dưỡng thương? Âu Dương Minh Nguyệt cắn cắn kiểu diễm môi đỏ thấp giọng hỏi, giờ khắc này, danh chấn thiên hạ Âu Dương đại trưởng lão thần tình trên mặt như là vị thành niên thiếu nữ. Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói là. Ngươi chữa khỏi thương thế, chính là mạnh nhất viện binh. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền bị nghẹn lại. Lời này nghe vào rất có đạo lý a, biết rõ Tiêu Phàm là đang vì nàng suy nghĩ, nhưng mỗi câu lời nói nghe vào nhưng thật giống như đều là đang vì mình dự định, vì tư lợi về phần cực điểm. Tiêu Phàm đưa tay sờ sờ nàng trơn mềm gương mặt, nhẹ nói, chúng ta không thể cứ như vậy chạy, phải cho kia lão yêu ma tìm một chút chuyện làm, để hắn thương hao tổn tâm trí luôn luôn tốt. Chấm ngoặc kép, chia ra đi, để hắn không hiểu rõ nổi, hiển nhiên so như thế không che không đậy hướng đông chạy muốn cao minh được nhiều. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày nói, ngươi tinh thông không gian chi đạo, chẳng lẽ liền không có cách nào triệt để trốn đi, không để cái này lão yêu ma tìm tới. Tiêu Phàm liền cười, cười khổ lắc đầu, nói, không được, ta phải làm cho hắn tìm tới ta. Không phải, hắn sẽ đi tìm vô cực môn những người khác suối quẩy. Mặc dù vô cực môn hiện tại có thể nói là binh hùng tướng mạnh, nguyên anh kỳ trở xuống, thực lực mạnh tuyệt đối coi là Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, nhưng mà trừ Âu Dương Minh Nguyệt bên ngoài, nhưng không có cái khác ngộ linh kỳ tu sĩ. Nếu như là tại thiên tôn lĩnh thổ địa lấy toàn tông chi lực phối hợp trấn giáo đại trận đối kháng thiên ma đạo tổ, đương nhiên là thước tha có dư thế, nhưng là thiên ma đạo tổ tuyệt sẽ không ngốc đến cùng vô cực môn trấn giáo đại trận cứng đối cứng. Nếu như hắn buông xuống tư thái, lấy hắn cao đến không hợp thói thường tu vi, bất kỳ cái gì một tên vô cực môn tu sĩ, đều không thể tại dưới tay hắn trốn được tính mệnh. Đây là Tiêu Phàm tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Âu Dương Minh Nguyệt là Tiêu Phàm thê tử, đối hắn tâm tư tự nhiên rõ như lòng bàn tay, đôi mi thanh tú càng nhào càng chặt nói, như thế, liền quá nguy hiểm. Tiêu Phàm cùng thiên ma đạo tổ chi ở giữa chênh lệch, là rõ ràng, lúc này còn muốn một bên chạy vừa cùng thiên ma đạo tổ đi vòng vèo bắt mê tàng, không cẩn thận, liền xảy ra đại sự. Tiêu Phàm cười cười, nói, không sao, năm đó vạn trưởng lão, cửu trưởng lão, đồng đều trưởng lão, Huệ Thiên Hào bọn hắn đều theo đuổi ta, tình hình cùng hôm nay cũng kém không nhiều, cũng coi là có kinh nghiệm. Âu Dương Minh Nguyệt liền trừng mắt liếc hắn một cái, vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này đến lúc nào rồi, người này vậy mà còn có tâm tư cùng nàng nói đùa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, năm đó hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bị mấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy sát, cuối cùng thế mà còn là biến nguy thành an, lông tóc không thương, cũng không thể vẻn vẹn nói là vận khí tốt đơn giản như vậy, các loại trốn tránh truy sát thủ đoạn, chỉ sợ cũng là rất thành thục. Đúng, thật đến Mê Cốc Đảo, ngươi có biện pháp nào đối phó kia Mê Cốc Đại Trận? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Vấn đề này, một mực quanh quẩn trong lòng nàng. Chẳng qua là cảm thấy ngàn tỷ bên trong xa xôi tiến về Mê Cốc Đảo, có 8-9 phần 10 không thể thành công, cũng liền không có hỏi. Bây giờ cùng Tiêu Phàm phân biệt sắp đến, rốt cục vẫn là hỏi lên. Kia Mê Cốc Đại Trận đối với bất kỳ người nào thần hồn đều là đối xử như nhau công kích. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không cho rằng Tiêu Phàm tại thần niệm chi lực bên trên đã mạnh hơn thiên ma đạo tổ. Nếu như tại Mê Cốc Đại Trận bên trong thiên ma đạo tổ đều gặp nguy hiểm, lời nói Tiêu Phàm nguy hiểm, chỉ sợ sẽ trình dãy số nhân lên cao. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, chúng ta đi qua Mê Hồn Đảo, kia lão yêu ma nhưng chưa từng đi.
Một lần kia tại mê hồn đảo thu hoạch thật đúng là không tiểu. Trở về sau Tiêu Phàm dốc lòng nghiên cứu, lĩnh ngộ mê cốc hoa cùng hồn hương mộc ở giữa tương sinh tương khắc kỳ diệu quan hệ, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có từ kim bằng tôn giả nơi nào làm được hồn hương mộc mật thất. Đó là chân chính đối phó mê cốc đại trận lợi khí. Gian kia an hồn mật thất tại tầm thường trong hoàn cảnh, đối bất kỳ tu sĩ nào đều là một cái uy hiếp cực lớn, nhưng mà đến mê cốc đại trận bên trong an hồn mật thất nhưng lại có tác dụng không tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, ngươi vẫn luôn đang nghiên cứu kia an hồn mật thất thế nào rồi? Cơ bản luyện hóa, Tiêu Phàm chắc chắn nói. Vậy thì tốt, ta không trở về Triệu Quốc, nước Triệu cũng không trở về Tề Quốc, ta đi Đông Nam tìm Thái Ất chân nhân. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hạ quyết tâm, nói. Nàng vốn cũng không phải là loại kia lề mề chậm chạp tính cách. Tìm Thái Ất chân nhân, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Thái Ất môn là Đông Nam đại giáo, vô luận Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn sắp xếp như thế nào, Thái Ất môn đều nhất định đứng hàng trong đó, mà lại xếp hạng chưa hề đi ra trước năm chi vị. Thái Ất môn lịch đại trưởng giáo chân nhân, đều bị tôn xưng là Thái Ất chân nhân. Đương nhiên, đây chỉ là gian ngoài tôn xưng, tại Thái Ất môn bên trong tông môn ai cũng sẽ không như thế đi quá giới hạn, mỗi một thời đại trưởng giáo chân nhân, đều riêng phần mình có chính mình đạo hào, tuyệt không dám tự xưng Thái Ất chân nhân. Lần trước vô cực môn nặng dựng sơn môn, Thái Ất môn cũng phái một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão cùng cử hành hội lớn, cũng tính là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Theo vị kia nguyên anh hậu kỳ trưởng lão nói, nguyên vốn trưởng giáo chân nhân muốn đích thân đến đây, không khéo đang lúc bế quan, trong môn trưởng lão ai cũng không dám tiến đến quấy rầy. Âu Dương Minh Nguyệt nói năm đó Thái Ất môn cùng chúng ta vô cực môn giao tình cực kỳ thâm hậu, hai phái mấy vị trước đây trưởng giáo chân nhân đều là hảo hữu chí giao. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Chuyện này cũng có thể tại điển tịch ghi chép bên trong nhìn thấy vụn vặt. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một cái tiểu xảo bình ngọc nổi lên, đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, nói, đây là đang thánh linh nguyên địa thu tập được linh dịch, khôi phục chân nguyên tinh khí, hiệu quả cực dai, ngươi mang lên đi. Lúc trước Tiêu Phàm cho Âu Dương Minh Nguyệt luyện chế đan trong dược cũng có mấy khỏa là lấy loại này linh dịch làm chủ yếu tài liệu, bất quá trộn lẫn các linh dược khác hiệu quả tự nhiên cũng là cực dai, chỉ là luyện hóa dược lực thời gian hơi dài, linh dịch này lại cực kỳ thuần túy, cơ hồ có thể trực tiếp hấp thu, nháy mắt khôi phục 7-8 phần chân nguyên pháp lực. Bây giờ Âu Dương Minh Nguyệt vội vã chạy tới Thái Ất Môn, trên đường đi nhất định vô tâm an dưỡng, Tiêu Phàm liền đem linh dịch này lấy ra ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, không tiếp, nói, ngươi muốn độc lập đối mặt kia lão yêu ma, so ta càng cần hơn linh dịch này. Tạo hóa giới lại bị thiên bằng chi lực chiếm hết, hoãn gấp ở giữa, khó mà ứng tay. Thấy Tiêu Phàm vẫn kiên trì, còn nói thêm, yên tâm, một đường này đi Thái Ất Môn, làm sao cũng được lớn thời gian nửa năm, đầy đủ ta trên đường luyện hóa những đan dược kia. Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm đi qua, tại trên mặt nàng hôn một chút, lập tức đem kia bình ngọc nhét vào trong tay của nàng. Đi nhanh về nhanh, nhớ được ta mỗi ngày đều đang chờ ngươi. Chương 1430, hướng đông. 30 phút sau về sau, Gia Châu thành thành đông, truyền tống đại điện. Truyền tống trận ong ong, rung động, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh qua đi, Tiêu Phàm hiện thân mà ra. Truyền tống trận bọn hộ vệ thần niệm nhô ra tại Tiêu Phàm trên thân quét qua, lập tức đều quá sợ hãi, cầm đầu một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, vội vã tiến lên, xá dài tới đất cung cung kính kính, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, ra hiệu miễn lễ, không nói một lời, vội vã rời đi truyền tống điện. Hai canh giờ về sau, một nói bóng người màu trắng từ Gia Châu cửa thành đông ra khỏi thành, hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Phàm xuất hiện tại thành đông một cái khác truyền tống đại điện, cũng đã dịch dung giả dạng thành một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, đem khí tức trên thân áp chế ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, giao phó linh thạch về sau, lập tức bước vào truyền tống trận, một trận hào quang màu nhũ bạch hiện lên, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Số ngày trôi qua, một tên thân hình cao lớn tráng kiện, mặt mũi tràn đầy lông xù đại hán, xuất hiện tại rộng nam thành. Rộng Nam thành tại Gia Châu thành Đông Nam, khoảng cách mấy triệu bên trong xa, giữa hai thành cũng vô truyền tống trận kết nối. Cách Rộng Nam thành gần nhất cùng Gia Châu thành ở giữa có truyền tống trận kết nối thành trì, khoảng cách Quảng Nam cũng có mấy chục nghìn dặm lộ trình. Tên này dáng người tráng kiện mặt lông đại hán, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm dịch dung giả dạng. Mỗi đến một cái mới thành trì, Tiêu Phàm liền sẽ một lần nữa dịch dung giả dạng, đồng thời thả ra một cái huyễn ảnh phân thân, trốn hướng phương hướng khác nhau. Tất cả nên làm công khóa Tiêu Phàm đều làm được rất đủ, rất đúng chỗ. Mặc dù hắn hiểu được nói, muốn để thiên ma đạo tổ có thể tìm tới hắn, lại quyết không thể rất dễ dàng. Có thể bị tìm tới, nhưng không thể bị bắt được. Cái này là ranh giới cuối cùng. Tiêu Phàm cũng không cho rằng, hắn xử xuất những này tiểu hoa chiêu thật có thể hoàn toàn giấu giếm được thiên ma đạo tổ.
Một chút tiểu thủ đoạn sẽ quản dùng, nhưng mặt khác một chút tiểu thủ đoạn. Vậy liền thuần túy là uổng phí công phu. Mấu chốt ở chỗ, ngươi không biết những cái nào thủ đoạn có tác dụng, những cái nào thủ đoạn là uổng phí công phu, cho nên nên làm công khóa một điểm không thể thiếu. Xuất hiện tại Gia Châu thành phía đông nam mà không phải chính đông phương, cũng là có đạo lý. Một đường thẳng hướng đông chạy tuyệt đối là ngốc nhất phương thức, rất dễ dàng bị thiên ma đạo tổ sờ đến hắn chạy trốn quy luật. Chỉ cần sớm tại chính đông phương chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới liền đủ. Lấy thiên ma đạo tổ tốc độ bay, sớm đuổi tới hắn phía trước đi chờ cũng không phải là khó khăn dường nào. Dù sao xương chim không có khả năng liên tiếp không ngừng phi hành tốc độ cao. Từ sáu vương cốc đến thất long biển, nó xa đâu chỉ ngàn tỷ bên trong. Xa xôi như thế khoảng cách ở giữa phiền phức tự nhiên thiếu không được. Mấy tháng sau, La Sơn thành truyền tống đại điện. Một tên râu quai nón đầy má, dáng người khôi ngô cao lớn hán tử áo đen, đứng tại Tiêu Phàm trước đó, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy, nói, hình đạo hữu thứ lỗi. Cái này truyền tống trận xác thực ra mau bệnh, bản thành trận pháp sư đều thúc thủ vô sách, ngay tại hướng bốn mùa thành đồng hành xin giúp đỡ, đoán chừng còn muốn một tháng mới có thể gấp trở về. Chấm ngoặc kép, bây giờ Tiêu Phàm, một thân áo vàng, làm vân du bốn phương thương nhân cách ăn mặc. Phong trần mệt mỏi, nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp chi khí, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phân. Bằng không mà nói, cái này đại hán áo đen cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Thần thông không yếu, như thế nào lại ở trước mặt hắn khách khí như vậy? Một tháng, mắt thấy Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên vẻ không vui, đại hán áo đen lại bận bịu tức nói, ta lại dùng nghìn dặm phù thúc thúc bọn họ, để bọn hắn mau chóng chạy đến. Nghìn dặm phù là cự ly xa truyền âm phù chi bên trong đẳng cấp tối cao, luyện chế 10 điểm không dễ, chẳng những muốn tiêu hao đại lượng vật liệu, xác suất thành công càng là cực thấp, bình thường bên trong môn phái nhỏ, căn bản liền luyện chế không ra, dù coi như là đại tông môn, ngày bình thường cũng sẽ không tùy tiện lấy nghìn dặm phù tương hỗ liên hệ, chỉ có tại nguy cấp vạn phần thời điểm, mới sẽ sử dụng. Bây giờ đại hàn áo đen nói như vậy, đã là rất nể tình. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, liền coi như bọn họ có thể sớm 3 năm ngày gấp trở về, chữa trị cái này cái truyền tống trận cũng còn muốn tốn không ít thời gian a. Đại hàn áo đen ngượng ngùng cười một tiếng, nói, là còn cần một chút thời gian, truyền tống trận lúc này ra mau bệnh giống như không tiểu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức nói, thạch đạo hữu tin được hình nào đó lời nói, hình nào đó nhìn xem cái này truyền tống trận như thế nào. Đại hàn áo đen khẽ giật mình, hỏi dò, hình đạo hữu tinh thông trận pháp chi đạo. Trong giọng nói, rõ ràng có chút không tin tưởng lắm. Tu chân giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tương đối mà nói, chân chính trận pháp đại sư lại 10 điểm thưa thớt, thực tế là bởi vì trận pháp chi đạo quá phức tạp, muốn tinh thông lời nói, muốn hao phí quá nhiều tinh lực thời gian, không khỏi hoang phí tu luyện được không bù mất. Người tu chân, dù sao truy cầu vĩnh sinh mới là vương đạo. Mặc dù hắn không thể nhận ra biết hình đạo hữu số tuổi thật sự, nhưng bằng trực giác cũng biết hình đạo hữu tuổi không lớn lắm, cùng cái khác cùng giai đại tu sĩ tương đối mà nói, có thể coi là phải cực kỳ trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, muốn nói còn tinh thông trận pháp chi đạo, xác thực khiến người nửa tin nửa ngờ. Nếu như hắn biết Tiêu Phàm hay là Kim Châu Thành Y Thánh lời nói, chỉ sợ ngay cả cái cằm đều sẽ đến rơi xuống. Hơi hiểu được một điểm, Tiêu Phàm từ tốn nói. Hình đạo hữu coi là thật uyên bác. Bất quá, tại hạ nghe nói, truyền tống trận loại này không gian pháp trận cùng bình thường pháp trận có chỗ khác biệt. Chấm ngoặc kép, nói trắng ra chính là không tin Tiêu Phàm có thể sửa chữa cái này truyền tống trận. Tiêu Phàm song mi nhăn lại, trầm giọng nói, thạch đạo hữu, hình nào đó có việc gấp tất phải lập tức chạy tới Xuân Quang Thành, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, được không? Một lời chưa tất Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền là hướng cách đó không xa cửa đá kích bắn đi. Cái này phiến cửa đá, là tiến vào truyền tống đại điện bên trong điện thông đạo, trên cửa đá phù văn lấp lánh, hiển nhiên dưới cực kỳ cấm chế lợi hại, nghiêm cấm người không liên hệ cùng tới gần. Đối với La Sơn Thành mà nói, cái này truyền tống trận chẳng những là câu thông ngoại giới yếu đạo, cũng là một cái tụ bảo bồn. Mỗi một lần sử dụng đều có thể vì trong thành kiếm lấy một bút không ít linh thạch. Tiền bối, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Phàm bắn thẳng đến mà đến, thạch hai bên cửa vệ sĩ gấp vội kêu lên, từng cái thất kinh. Nhìn ra được vị tiền bối này là thật sự tức giận. Dẫn lửa một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ là hậu quả gì tất cả mọi người là biết đến. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một cỗ to lớn đại lực càn quét mà ra, tất cả vệ sĩ lập tức chỉ cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh, thân thể áp sát vào trên vách tường, đừng nói ra lòng bàn tay kháng, liền hô hấp đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ gian nan, từng cái dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, sắc mặt trắng bệch. Trên cửa đá, phù văn gấp gáp nhún nhảy, quang hoa chớp loạn cực kỳ lóa mắt. Hình đạo hữu, không nhưng, chấm ngoặc kép,
Đại Hàn áo đen kinh hãi, vội vã bắn đi qua, chợt cảm thấy một cỗ đại lực đập vào mặt, lập tức đem hắn lời nói tiếp theo đều ngạnh sinh sinh nén trở về. Lúc này, Tiêu Phàm đã đem nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ linh áp, không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích ra ngoài. Đại Hàn áo đen mặc dù cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi, lại như thế nào chịu được. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, trên cửa đá vô số phù văn gào thét một tiếng, như vậy tiêu tán, nặng nề cửa đá ầm vang mở ra, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền tiến vào bên trong điện. Đại Hàn áo đen lần này lại không có vội vã gọi ngăn cản, ngược lại ngơ ngác tại đứng ở ngoài cửa, nửa ngày đều không cùng đi vào. Hắn đột nhiên phát hiện mình lúc trước hay là đánh giá thấp vị này hình đạo hữu thần thông, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tên phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ, còn trẻ như vậy lời nói, hẳn là tiến giai không bao lâu, cho nên mặc dù khách khí, nhưng cũng không thế nào khẩn trương. La Sơn Thành cứ việc không tính một cùng một thành lớn, trong thành ngược lại cũng không phải là không có hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn. Hiện tại ra, mình vừa rồi đối Tiêu Phàm đoán chừng thực tế có chút sai vô cùng. Chỉ ít hắn trước đây thấy qua đại tu sĩ, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn tạo thành như thế áp lực cực lớn, vẻn vẹn lắc một cái ống tay áo, liền có thể ép tới hắn lời nói đều giảng không ra. Kẻ trâu bò như vậy, mình hay là không muốn theo quá gấp phi diệu, vạn nhất dẫn lửa hắn, mình cái này 200-300 năm con đường tu hành, liền xem như trắng chịu. Không cùng đại Hàn áo đen nghĩ được rõ ràng, cửa đá bên kia, đã lần nữa hiện ra Tiêu Phàm thân ảnh, bấm tay gảy nhẹ một viên thẻ tre bay bắn tới. Đại Hàn áo đen bận bịu thức đưa tay tiếp được, kinh sợ nhìn qua Tiêu Phàm, không rõ ràng cho lắm. Thạch đạo hữu, xin lập tức phái người đem những tài liệu này đưa tới. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh. Đại Hàn áo đen sững sờ, liền vội vàng đem thẻ che dán tại trên trán, thần niệm chi lực quét qua, lại chỉ thấy ghi lại đều là chút bảy trận vật liệu, trong đó có mấy thứ tương đối ít thấy, thậm chí một hai dạng hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng là sửa chữa pháp trận cần dùng đến đồ vật. Hình đạo hữu, cái này truyền tống trận thật có thể xây xong. Đại Hàn áo đen vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vốn cũng không phải là cái gì thói số lớn. Bất quá là lâu năm thiếu tu sửa thôi, ngày bình thường giữ gìn không được. Xem ra các ngươi trận pháp sư, đối không gian chi đạo là thật hiểu được không nhiều, tốt nhất là đổi một vị đi. Chỉ cần đem những tài liệu này góp đủ, truyền tống trận lập tức liền có thể sử dụng. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, trong giọng nói, hơi có chút xem thường. Nói đến, cũng không kỳ quái, tu chân giới trận pháp sư vốn là ít, đa số đều là thật giả lẫn lộn, trận pháp sư mà tinh thông không gian chi đạo, vậy thì càng là phượng mao lân giác. Thấy Tiêu Phàm nói đến chắc chắn, Đại Hàn áo đen lập tức mừng rỡ, lại không nghi ngờ, vội vã nói, mời hình đạo hữu chờ một chút, tại hạ cái này liền đi làm vật liệu. Bởi vì truyền tống trận hỏng, trong thành thế nhưng là tụ tập không ít phải chạy tới Xuân Quang thành thương nhân cùng tu sĩ, đều chờ đợi muốn đi đâu. Sớm ngày xây xong cái này truyền tống trận chính là một số lớn linh thạch đến tay, trong lòng làm sao không vui. Tiêu Phàm không nói thêm lời nào, quay người lại tiến vào bên trong điện, động thủ bắt đầu tu luyện truyền tống trận. Hắn thực tế là trì hoãn không dậy nổi. Lần này đi Xuân Quang Thành nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, mấy triệu bên trong là có thể sử dụng truyền tống trận, tự nhiên là tận lực sử dụng truyền tống trận, thật muốn phi độn quá khứ, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị thiên ma đạo tổ đuổi kịp. Đại Hàn áo đen làm việc cũng là lưu loát, mấy canh giờ về sau, liền góp đủ Tiêu Phàm cần thiết vật liệu, vội vã chạy tới, một mạch giao cho Tiêu Phàm. Sửa chữa truyền tống trận vật liệu Tiêu Phàm vốn là tùy thân mang phải không ít, đa số đều là đầy đủ, cái này mấy canh giờ, đầy đủ Tiêu Phàm đem truyền tống trận xây xong hơn phân nửa. Cùng những tài liệu này vừa đến, không đến 2 canh giờ toàn bộ truyền tống trận liền chữa trị như mới. Đại Hàn áo đen không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, luôn miệng đối Tiêu Phàm cảm kích không thôi, lại là kiên quyết không chịu thu lấy Tiêu Phàm truyền tống phí tổn. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, miễn phí cho bọn hắn làm một lần thợ máy, miễn thu truyền tống phí tổn, chính là đương nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1430.